Mã Thế Sương phủi tay xóa sạch gói thuốc lá nhỏ này, hung ác nói, thiếu giả vờ cho tôi. Nói đi, y dược có phải bị người ta trộm buôn bán hay không? Dương Tiêu cậu giỏi thật đấy, cậu đúng thật là to gan lớn mật. Cậu không sợ bị bà nội Đường biết sẽ khiển trách cậu sao? Sắc mặt Dương Tiêu dần dần khó coi, đây rõ ràng có người muốn nhằm vào anh mà. Toàn bộ tập đoàn y dược Đường Nhân trừ bỏ Đường Hạo thì Dương Tiêu thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Nghĩ đến quan hệ giữa Đường Hạo và Mã Thế Sương, Dương Tiêu càng xác định người khởi xướng sau lưng là Đường Hạo. Đội trưởng Mã, người mắt sáng không nói tiếng lóng, là Đường Hạo nói anh nhằm vào tôi đúng không? Dương Tiêu chất vấn hỏi. Trong lòng Mã Thế Sương hơi kinh ngạc, tên phế vật này cũng không ngu nhỉ, nhanh như thế đã nghĩ ra người sai sử dở trò sau lưng. Nhưng mà hắn ta sẽ không bán đứng Đường Hạo. Hắn ta đang trông cậy nịnh bợ Đường Hạo để về sau vớt thêm ít ích lợi đó. Ý hừ, phế vật, thiếu ở chỗ này càn quấy. Trước kia không có hiện tượng mắt thuốc, đến cậu thì thuốc thiếu không ít. Trừ bỏ cậu, còn ai vào đây? Tên phế vật Dương Tiêu này, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn thừa nhận, nếu không, đừng trách tôi không khách khí đối với cậu. Khí thế Mã Thế Sương bức người, tàn khốc nói. Dương Tiêu buông tay, đội trưởng Mã, chuyện này không phải tôi làm. Tôi sẽ không làm chuyện gà gáy chó trộm này. Tôi đề nghị anh vẫn nên xem video theo dõi đi. Nói xong, Dương Tiêu không tính tiếp tục lãng phí môi lưỡi với Mã Thế Sương, đi về phía bên ngoài. Nhìn thấy Dương Tiêu không quan tâm mình mà rời đi, Mã Thế Sương hoàn toàn phát hỏa. Hắn ta phất tay quát to, chặn lại thằng nhóc này cho tôi. Vâng, đội trưởng, sắc mặt đám bảo vệ không tốt, lập tức cản trước mặt Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu hơi sầm xuống. Anh xoay người nhìn về phía Mã Thế Sương, lạnh giọng nói, đội trưởng Mã, anh đừng quá đáng. Tôi quá đáng, tôi còn có thể quá đáng hơn đấy. Mã Thế Sương khinh thường cười, nắm tay hướng lên trên đầu Dương Tiêu đập xuống. Vẻ mặt hắn ta ác độc, dùng hết sức lực của mình, muốn dùng một đấm này đánh khiến não Dương Tiêu chấn động. Đội trưởng đã lâu rồi không ra tay, tên phế vật Dương Tiêu này dám dùng khẩu khí này nói chuyện với đội trưởng, chính là tìm chết rồi. Tên phế vật này cả ngày ở trong nhà chỉ biết ăn uống chơi bời, căn bản không thừa nhận được đòn hiểm này của xã hội. Chờ lát nữa đội trưởng nhất định sẽ ấn tên phế vật này ở trên mặt đất, hung hăng cọ sát. Một người bảo vệ hưng phấn nói. Dường như Dương Tiêu bị làm nhục, chính là một sự việc vô cùng khuây khỏa. Không nghĩ đến Mã Thế Sương xuất thân chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thực lực mạnh mẽ. Ở trong mắt đám bảo vệ, Dương Tiêu ở trước mặt Mã Thế Sương chỉ là người yếu đuối. Mã Thế Sương cũng tự tin tuyệt đối rằng một quyền này sẽ khiến phế vật của nhà họ Đường, thu thập Dương Tiêu đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy. Dương Tiêu bất lực lắc đầu, anh không nghĩ gây chuyện nhưng phiền phức lại tự tìm đến cửa. Mọi người ở đây chắc chắn cho rằng Dương Tiêu chết chắc rồi. Bàn tay Dương Tiêu vung lên, một phen cầm nắm đấm thép của Mã Thế Sương, khiến Mã Thế Sương không thể tiến về phía trước. Nhìn thấy nắm đấm thép của Mã Thế Sương bị Dương Tiêu nhẹ nhàng chặn lại. Tất cả đám bảo vệ ở hiện trường đều thay đổi sắc mặt. Tôi khuyên anh nếu không có việc gì thì đừng có gây chuyện. Dương Tiêu nói nhỏ. Mã Thế Sương cũng kinh ngạc. Vừa rồi hắn ta dường như sử dụng toàn lực, không đoán được tên phế vật trước mặt này sẽ vân đạm phong khinh như thế mà ngăn lại nắm đấm của mình. Điều này khiến Mã Thế Sương thẹn quá thành giận, giống như bị một tên phế vật cản lại là sự sỉ nhục của cả đời hắn ta. Đáng giận, phế vật, mày muốn dạy dỗ tao. Đi tìm chết đi. Mã Thế Sương giận không thể nguôi, tay trái hóa thành nắm đấm, lần nữa hướng trên đầu Dương Tiêu đập xuống. Nhìn vẻ mặt muốn đẩy mình vào chỗ chết của Mã Thế Sương, Dương Tiêu cũng tức giận. Tượng đất huống hồ còn có ba phần lửa giận, đừng nói là Dương Tiêu. Nếu không phải không nghĩ mang lại phiền phức cho Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không ngại dạy dỗ Mã Thế Sương một chút. Bây giờ, Mã Thế Sương lặp đi lặp lại nhiều lần tìm mình gây phiền phức, Dương Tiêu hoàn toàn ngồi không yên. Anh vung tay trái lên. Mạnh mẽ ngăn lại nắm đấm thép của Mã Thế Sương. Tất nhiên lực đạo của Mã Thế Sương cực lớn, nhưng ở trước mặt Dương Tiêu thì chẳng đáng nhắc đến. Chợt phát ra lực, cánh tay của Mã Thế Sương lập tức truyền ra tiếng kêu răng rắc. Trong chớp nhoáng, hai tay Mã Thế Sương bị chật khớp. Mẹ nó, phế vật, mày dám ra tay với tao à? Cảm nhận được sự đau nhức truyền từ hai tay, khóe mắt Mã Thế Sương như muốn nứt ra, một chân đá vào Dương Tiêu. Dương Tiêu thật không nghĩ đến Mã Thế Sương không thuận theo buông tha sự kiêu ngạo, ngang ngược. Hắn ta nhanh, Dương Tiêu còn nhanh hơn so với hắn ta. Chân Mã Thế Sương chưa kịp đá trên người Dương Tiêu, chân Dương Tiêu đã đá vào trên người Mã Thế Sương.
Mã Thế Sương đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngay lập tức bị đá bay, quăng ngã như một con chó gặm bùn. Bị một tên phế vật làm chật khớp hai tay, còn bị một chân đá bay. Giờ phút này Mã Thế Sương có bao nhiêu bi phẫn, hắn ta gian nan bò dậy từ trên mặt đất, trong ánh mắt che kín ngọn lửa hừng hực. Nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ giờ phút này Dương Tiêu đã sớm bị ngũ mã phanh thây. Lên, tất cả lên hết cho tôi. Đánh chết, đánh tàn phế, đánh nửa thân tên phế vậy này tàn tật cho tôi. Mã Thế Sương tức giận lên tận não, không còn chút lý trí nào. Đám bảo vệ vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ai cũng không đoán được Dương Tiêu đánh không đánh lại, mắng không cãi lại đánh tan đội trưởng của bọn họ. Đám bảo vệ này tất cả đều lấy Mã Thế Sương như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Tất cả đồ ăn của bọn họ đều do Mã Thế Sương phát, nếu không nghe mệnh lệnh của Mã Thế Sương, bọn họ không chỉ không có cơm ăn, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm bị đuổi việc. Lên, đùa chết cái kẻ bất lực này. Đám bảo vệ hung thần ác sát đi đến trước mặt Dương Tiêu. Biểu cảm mỗi người bọn họ hung ác, hận không thể lập tức xẻ nát Dương Tiêu tám khối. Cho tôi hung hăng đùa nó, dám sỉ nhục tôi thì phải trả giá lớn thảm thiết. Cả người Mã Thế Sương sắp bùng nổ sự tức giận. Hắn ta đường đường là bộ đội đặc chủng xuất ngũ nhưng lại bị một tên phế vật ép đến chật vật như thế, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu nói ra, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người cười nhạo. Chỉ là một kẻ bất lực cũng không trị được, là ăn phân để lớn lên sao? Ánh mắt Mã Thế Sương toàn sự oán độc, trong lòng hắn ta đã quyết tâm, chờ tiếp theo nhất định sẽ đánh Dương Tiêu nửa thân tàn tật. Nhưng mà ngay sau đó một màn khiến cả người Mã Thế Sương đều kinh ngạc, sợ hãi. Hơn 10 người bảo vệ vung tay đánh nhau với Dương Tiêu nhưng chỉ thấy đột nhiên thân hình Dương Tiêu cuồng phát, khí thế bức người, giống như hổ vào đàn dê, tất cả đám bảo vệ thành thạo đều bị Dương Tiêu đánh bại. Trong nháy mắt hơn 10 người bảo vệ bị Dương Tiêu đánh mặt mũi bầm dập, bọn họ nằm tê liệt ở trên mặt đất run bần bật. Giải quyết xong đám đàn em này, ánh mắt Dương Tiêu bế nghễ nhìn về phía Mã Thế Sương, lạnh giọng nói, đội trưởng Mã, anh muốn đùa chết tôi sao? Một sự lạnh lẽo nghênh diện đánh đến khiến Mã Thế Sương sợ đến mức giật mình một cái. Hắn ta gian nan nuốt nước miếng, thấp thỏm lo âu nói, phế. Dương Tiêu, mày đừng càn rỡ. Đừng tưởng rằng mày có thể đánh thì không kiêng nể gì. Ở mảnh đất xám ở Trung Nguyên tao có đại ca che chở. Mày dám động đến tao, cẩn thận đại ca của tao đùa chết cả nhà của mày. Ồ, phải không, vậy anh gọi điện thoại cho đại ca của anh ngay đi, nói anh ta lại đây. Dương Tiêu đạm mạc nói. Giờ này khắc này, Dương Tiêu thật sự phát hỏa. Anh biết Đường Hạo luôn luôn có thù sẽ báo, Mã Thế Sương không có thành công thu thập anh thì nhất định sẽ chọc giận Đường Hạo. Hơn nữa, Mã Thế Sương này khắp nơi có hổ bằng cầu hữu, vạn nhất Mã Thế Sương thật sự tìm người âm thầm bắn tên trộm. Nếu Đường Mộc Tuyết bị người khác nhằm vào, hậu quả kia thật sự không dám tưởng tượng. Tất nhiên, Dương Tiêu bảo vệ Đường Mộc Tuyết nhưng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Đường Mộc Tuyết được. Nói tiếp, trong nhà có bố mẹ Đường Mộc Tuyết, còn có em gái Đường Đường đang ở trong đại học của cô. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Tuy rằng rất không thích người nhà của Đường Mộc Tuyết nhưng không muốn cô phải buồn bã thương tâm vì người nhà, Dương Tiêu chuẩn bị cho Mã Thế Sương một bài học máu chảy đầm đìa. Mã Thế Sương hung ác nhìn Dương Tiêu, thằng nhóc này giỏi. Mày thật giỏi đấy, mày chờ cho tao, đại ca của tao rất nhanh sẽ đến đây. Chờ đại ca của tao đến đây tước chết mày. Tôi đây đúng là rất chờ mong đấy. Dương Tiêu rất có cốt khí đáp lại. Nếu là lan đến một mình anh, Dương Tiêu cũng không tính quá mức so đo nhưng là chuyện liên lụy đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không thể tiếp tục mặc kệ ngồi xem. Nhằm vào tôi thì có thể, nhằm vào Đường Mộc Tuyết thì không được. Mã Thế Sương hùng hùng hổ hổ, đám bảo vệ cũng sợ hãi lùi về phía sau. Dưới sự trợ giúp của đám bảo vệ, Mã Thế Sương rất nhanh gọi điện được cho người ta. Cúp điện thoại xong. Mã Thế Sương hung tợn nói, không đến 10 phút, đại ca của tao sẽ đến. Két két két. Quả nhiên, không đủ 10 phút, một chiếc minibus đến. Chiếc xe Vueling Line này có 10 đến 20 người đi xuống, dẫn đầu là một người đàn ông có mái tóc vàng. Ai vậy, ai dám bắt nạt anh em của tao? Vừa mới xuống xe, người đàn ông tóc vàng xách theo một ống thép, hung ác nói. Mã Thế Sương giống như tìm được người tâm phúc, tiến lên chỉ vào Dương Tiêu hung ác nói. Anh Đại Phi, chính là tên phế vật này. Ngài nhất định phải dạy dỗ tên phế vật này thật tốt. Người đến vẫn là người quen. Đúng là anh Đại Phi đêm qua chặn Dương Tiêu và bị anh Tần cho một trận. Là tôi, ngay khi anh Đại Phi có ý khinh thường,
Dương Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe được giọng nói quen thuộc, sắc mặt anh Đại Phi thay đổi. Anh theo ngọn nguồn giọng nói nhìn lại, nhìn thấy gương mặt của Dương Tiêu, anh Đại Phi sợ đến mức cả người giật mình. Đêm qua Dương Tiêu hung tàn như thế nào, anh ta quá rõ ràng. Giờ phút này, anh Đại Phi đều có tâm đùa chết Mã Thế Xương. Cái thằng ngu ngốc này, mày đắc tội ai cũng được, tại sao phải đắc tội tên Đao Phủ này chứ? Đêm qua, trừ bỏ anh ta ở ngoài, tất cả anh em đều gà bay trứng vỡ, đủ chứng minh được sự cường hãn của Dương Tiêu. Mã Thế Xương chỉ vào Dương Tiêu tàn khốc nói, đại ca, nghe được không? Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, không đặt ngài vào trong mắt. Bóp! Giây tiếp theo, anh Đại Phi hung hăng tát vào phía trên mặt già của Mã Thế Xương, hung tợn nói, mày câm miệng cho tao. Ngay sau đó, anh Đại Phi bước nhanh đến trước mặt Dương Tiêu, nịnh nọt nói, bang chủ bang Ngư Long, Đại Phi, kính chào ngài Dương. Cái gì? Thì nhìn thấy một màn này, mọi người ở hiện trường cầm đều rớt nát đầy đất. Lúc này, dường như ánh mắt mọi người trong hiện trường đều dại ra. Bọn họ không thể tin được mọi thứ trước mắt, đặc biệt là Mã Thế Xương, hắn ta xoa xoa đôi mắt, hoài nghi mình có nhìn lầm hay không. Anh Đại Phi là ai? Kia chính là đại ca lớn của mảnh đất xám này, oai phong một cõi, giết người siêu cấp tàn nhẫn, giết qua người, gặp qua máu, không chuyện ác nào không làm. Ai cũng không dự đoán được anh Đại Phi luôn luôn không kiêng nể gì thế mà lại tất cung tất kính với một người như Dương Tiêu. Dương Tiêu chính là phế vật có tiếng, danh tiếng phế vật truyền khắp toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Mã Thế Xương và đám bảo vệ rơi vào tình trạng hỗn độn. Anh Đại Phi, ngài có phải làm rồi hay không? Mã Thế Xương thở cũng không dám thở mạnh, tiến lên hỏi. Bộp! Anh Đại Phi phủi tay, một cái tát nữa hung hăng đánh lên trên mặt Mã Thế Xương, tàn khốc nói, Mã Thế Xương, ngay cả ngài Dương mà mày cũng dám trêu. Mày ngại mạng mày quá dài sao, còn không chạy nhanh xin lỗi ngài Dương. Trên mặt đau đớn nóng rát hoàn toàn khiến Mã Thế Xương ý thức được, mọi thứ trước mắt đều là sự thật. Trong nội tâm hắn ta nhắc lên đến làn sóng chục mét. Hắn ta không thể tin được tất cả mọi việc. Mã Thế Xương, mày còn do dự cái gì? Đừng trách tao không nhắc nhở mày, ngài Dương chính là người mà chính tao cũng không thể trêu chọc. Nếu mày không xin lỗi ngài Dương, tao không ngại thay ngài Dương cho mày một ít bài học máu chảy đầm đìa. Vẻ mặt anh Đại Phi lạnh lẽo. Thân thủ khủng bố của Dương Tiêu tối qua anh ta đã được lĩnh giáo rồi. 7-8 đàn em tất cả đều gà bay trứng vỡ, trên người bản thân cũng bị thương nặng. Nghĩ đến từng màn tối qua, anh Đại Phi càng thấy không rét mà run. Anh ta hạ quyết tâm, về sau gặp Dương Tiêu nhất định phải né xa 3 mét. Người đáng sợ như thế này là người anh ta không thể trêu chọc được. Nghĩ đến cái thằng Mã Thế Xương ngu xuẩn khiến anh ta liên lụy vào. Trong cơn giận dữ, anh Đại Phi chờ chuyện chỗ nghỉ tạm xử lý xong nhất định sẽ đánh hắn ta một trận. Ý thức được anh Đại Phi động sát ý với mình, một sự lạnh lẽo chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu Mã Thế Xương. Hắn ta sợ hãi nhìn về phía Dương Tiêu. Phế, ngài Dương. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Đây đều là Đường Hạo nói tôi làm, trên tôi có già, dưới tôi có trẻ nhỏ, nào dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Đường Hạo chứ. Hôm nay tôi xúc phạm đến uy nghiêm của ngài Dương, tôi chân thành tha thiết xin lỗi ngài. Mã Thế Xương không phải kẻ ngốc, thấy tình thế không ổn, trực tiếp khai ra Đường Hạo. Tục ngữ nói, chết đạo hữu bắt tử bần đạo, vì tự bảo vệ mình, Mã Thế Xương nói ra tình trạng thực tế. Anh Đại Phi nghe xong, phất tay hung ác nói. Chỉ vì một Đường Hạo mà dám đắc tội với ngài Dương, thật là không biết sống chết. Các anh em, cho tôi lên, giúp ngài Dương xả giận nào. Vâng, một đám đàn em Dương nhanh múa vuốt đánh về phía Mã Thế Xương, tay đắm chân đá một trận với hắn ta. Ngay giờ phút này, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen ngừng ở tầng dưới tập đoàn y dược Đường Nhân. Sắc mặt bà nội Đường âm trầm như nước bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz. Nhận được điện thoại của Đường Hạo, bà nội Đường tức điên. Bà ta mới dùng chiếc xe Mercedes-Benz có giá 1.500.000 mà Đường Mộc Tuyết ký xong hợp đồng, ngày hôm sau đã lái một chiếc xe Maserati Quattroport phiên bản giới hạn gần 2 triệu đi đến trước tập đoàn. Đây là có ý gì? Khiêu khích sao? Lấy tiền của công ty cũng không cần trắng trợn táo bạo như thế chứ? Trong mắt bà nội Đường, Đường Mộc Tuyết chính là cậy tài khinh người, lấy 2 triệu để mua chiếc siêu xe này. Nghĩ đến bản thân còn luyến tiếc mua siêu xe đắt như thế. Sắc mặt bà nội Đường đen lại, đi đến bộ phận tiếp thị. Trong bộ phận tiếp thị, Đường Mộc Tuyết đang cùng nhà họ Lý ở Đông Hải hợp tác trình tự cuối cùng. Nhìn thấy bà nội Đường đi đến, Đường Mộc Tuyết đứng dậy, tôn kính nói, bà nội,
tại sao ngài đến đây? Hợp đồng với nhà họ Lý sắp đóng dấu xong rồi, lập tức xử lý tốt. Hừ, thiếu lấy cái hợp đồng này tới áp tôi. Bà nội Đường cho ý rằng Đường Mộc Tuyết đang cố ý trước mặt bà ta tranh công khoe mẽ. Cảnh báo bà ta, nếu bà ta dám động đến cô sẽ phá rồi từ giữa. Bà nội Đường càng nghĩ càng tức giận, Đường Mộc Tuyết, tôi xem trọng cô, chính là vì cô chịu thương chịu khó, công chính thanh liêm. Không nghĩ cô có tâm cơ phong phú như thế. Bị bà nội Đường đổ ập một đống sự bản thỉu vào người, Đường Mộc Tuyết ngây ngốc. Cô thật sự không hiểu bà nội Đường rốt cuộc đang nói về điều gì. Bà nội, làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngài nói gì tại sao cháu không hiểu gì cả? Đường Mộc Tuyết hỏi. Bà nội Đường cười lạnh nói, không rõ. Đường Mộc Tuyết, việc đã đến nước này cô còn ở trước mặt tôi giả bộ ngu ngốc hay sao? Cô khinh tôi giả ngốc, cái gì cũng không biết sao? Đường Mộc Tuyết càng ngây ngốc hơn. Cô luôn luôn cẩn trọng, chưa bao giờ làm ra việc có lỗi với tập đoàn, vì sao bà nội cứ nhằm vào cô như thế? Bà nội, cháu thật sự không rõ, Mộc Tuyết nơi nào làm không tốt vậy? Đường Mộc Tuyết mờ mịt nói. Nhìn chằm chằm vẻ mặt mờ mịt của Đường Mộc Tuyết, bà nội Đường giận ngứa răng. Đường Mộc Tuyết thật là giỏi, che giấu đúng thật là sâu. Tự mình lấy 2 triệu còn giả vờ như không có chuyện gì, quả nhiên rất tâm cơ. Biểu hiện trước kia tất cả khẳng định là giả vờ. Bà nội Đường vừa đến, Đường Hạo đã sớm châm ngòi thôi gió, đưa một đám dòng chính nhà họ Đường đến. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết sáng tỉnh mơ đã đi đến công ty bằng chiếc xe Maserati Quattroport, đôi mắt tất cả dòng họ chính nhà họ Đường đều đỏ. Không phải chỉ là lầy được hợp đồng hợp tác của nhà họ Lý ở Đông Hải thôi sao? Tại sao không kiêng nể gì như vậy? Siêu xe gần 2 triệu muốn mua liền mua, thật đúng là ăn uống lớn. Đường Hạo cầm đầu châm biếm một tiếng, Đường Mộc Tuyết, đừng giả vờ nữa. Chuyện cô tự mình tham ô tài chính công ty mọi người đều đã biết, cô thừa nhận ngay đi. Tự mình tham ô tài chính công ty, nghe được lời này, Đường Mộc Tuyết càng thêm mê mang. Cô một lòng trả giá vì công ty. Bán mạng suốt 5 năm, loại chuyện như tự mình tham ô tài chính công ty cô sẽ không làm. Nói tiếp, nói dễ nghe là tự mình tham ô tài chính công ty. Nói không dễ nghe, hành vi này gọi là kiếm lợi cho mình, là điển hình hành vi sâu mọt. Ở tập đoàn Y Dược Đường Nhân 5 năm, Đường Mộc Tuyết vô cùng rõ ràng dòng chính nhà họ Đường đều ngầm làm việc xấu, không biết xấu hổ. Cô luôn luôn giữ mình trong sạch, không cùng nhóm người Đường Hạo thông đồng làm bậy. Nếu không... Cô cũng không ở trong khu dân cư nhỏ nghèo, đã sớm thay đổi nhà lớn. Tôi không có, mọi người không cần nói bừa. Đường Mộc Tuyết phẫn nộ, trách mắng. Ánh mắt Đường Hạo lạnh lẽo, lạnh lùng cười nói, Đường Mộc Tuyết, đến lúc này rồi cô còn rảo biện hay sao? Vậy cô nói cho chúng tôi biết, chiếc xe Maserati Quattroport phiên bản giới hạn ở bên ngoài là của ai? Vừa rồi tôi nhờ người điều tra, chủ xe chính là cô. Bây giờ, cô làm trò trước mặt bà nội. Cô còn biện minh cái gì? Nghe được chủ tên xe là Đường Mộc Tuyết, trong nháy mắt đôi mắt già nua của bà nội Đường dâng lên một ngọn lửa hừng hực. Đường Mộc Tuyết như bị sét đánh, cô thật sự không nghĩ Đường Hạo sẽ lấy chuyện này để gây khó dễ. Xe là Dương Tiêu cho cô, không có chút liên quan nào đến tài chính công ty. Dưới ánh mắt phẫn nộ dòng chính của nhà họ Đường, Đường Mộc Tuyết há miệng nhưng không biết nói như thế nào. Nếu cô nói xe là do Dương Tiêu mua, không có người nào tin tưởng. Điều này khiến Đường Mộc Tuyết lo lắng. Đường Mộc Tuyết, cô làm tôi quá thất vọng rồi. Bà nội Đường phẫn nộ nói. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết dần dần tái nhợt. Cô nhìn về phía bà nội Đường chân thành tha thiết nói. Bà nội, cháu thật sự không làm. Bà nội Đường mặc kệ sự giảo biện của Đường Mộc Tuyết. Trên nét mặt già nua của bà ta càng lạnh lẽo hơn. Nếu không phải ngại với hợp đồng mà Đường Mộc Tuyết ký với nhà họ Lý ở Đông Hải thì chỉ sợ bà ta đã sớm giận dữ lôi đình. Ánh mắt mỗi người đám dòng họ chính nhà họ Đường tàn nhẫn, oán hận mở miệng với Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết, không đoán được cô là loại người như thế, khiến người khác quá ghê tởm. Đúng vậy, đúng như vậy, còn tự cho mình là thanh cao, giả vờ cái gì mà giả vờ. Dối trá, gian trái. Nghe thấy giọng nói trào phúng dòng chính của nhà họ Đường, nước mắt Đường Mộc Tuyết rất nhanh chảy xuống dưới. Rõ ràng tôi không có tự mình biển thủ tiền công ty, tại sao lại vu hãm tôi? Tôi không có làm, trong nháy mắt, hốc mắt Đường Mộc Tuyết đã đỏ. Cảm giác bị người khác hãm hại vô cùng khó chịu, giống như là bạn rõ ràng không phải ăn trộm, lại bị người khác vu hãm là ăn trộm, gặp nghìn người chỉ trỏ. Giờ khắc này,
nội tâm Đường Mộc Tuyết uất ức cực kỳ. Đặc biệt là Đường Mộc Tuyết luôn luôn yêu quý thanh danh, làm việc cẩn thận chặt chẽ. Loại chuyện bôi nhỏ cô không thể nào tiếp nhận được. Đường Hạo nghe vậy càng thêm hăng hái tỉnh thần xử lý Đường Mộc Tuyết. Anh ta cười lạnh nói, Mộc Tuyết, nể tình cô là em họ tôi. Nếu sinh hoạt cô thật sự khó khăn, một số lượng nhỏ cũng cho qua nhưng đây chính là gần 2 triệu. Cô tính ăn toàn bộ vốn lưu động của công ty luôn sao? Không sai, Đường Mộc Tuyết, cô định kéo cả công ty sụp đổ hay sao? Biểu cảm nhân viên dòng chính của nhà họ Đường hung ác, nói. Đột nhiên Đường Mộc Tuyết có nhiều hơn một chiếc siêu xe, đàn dòng chính nhà họ Đường làm chịu đựng nổi. Ở trong mắt bọn họ, Đường Mộc Tuyết là một trò cười, một bị gả cho phế vật đã là trò cười. Bây giờ trò cười này còn lái một chiếc siêu xe gần 2 triệu, điều này khiến đôi mắt hám lợi của đàn người này làm sao dễ dàng chịu buông tha cho Đường Mộc Tuyết. Tôi không làm, tôi thật sự không có làm. Cuối cùng Đường Mộc Tuyết không có khống chế được cảm xúc, nước mắt rào rạt rơi xuống. Đã từng gặp qua châm chọc mỉa mai, cô đều có thể yên lặng tiêu hóa nhưng loại bôi nhọ không hề có điểm dừng này khiến Đường Mộc Tuyết không thể nào chịu đựng được. Tôi không có tham ô tài chính của công ty, dựa vào cái gì nói tôi lấy tiền của công ty. Bà nội Đường mặt lạnh như băng nói, Đường Mộc Tuyết, cô còn không thừa nhận đúng hay không? Nhìn bà nội mình luôn kính yêu hùng hổ dọa người như thế, Đường Mộc Tuyết hấp tấp nói, bà nội, cháu là dạng người như thế nào ngài còn không biết sao? Không tin, ngài có thể điều tra tài khoản của công ty. Nếu cháu tham ô một phần tiền của công ty, ngài có thể nộp tôi lên tòa án. Lời này vừa nói ra, đám người nhân viên dòng chính ở hiện trường tất cả đều tức giận. Ánh mắt bọn họ oán độc nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết. Điều tra, còn cần điều tra sao? Tự mình làm chuyện nhận không ra người còn không bằng thẳng thắn ở trước mặt bà nội nhận lỗi, có lẽ bà nội thiện tâm sẽ tha thứ cho cô. Hừ, nộp lên tòa án, hù dọa ai vậy? Chẳng lẽ bên trong nhà họ Đường xuất hiện chuyện như thế này còn không xấu hổ vứt mặt sao? Đàn dòng họ chính của nhà họ Đường nghe vậy biến sắc. Toàn bộ bên trong tập đoàn y dược Đường Nhân, trừ bỏ Đường Mộc Tuyết ra thì không có ai không hành động bí mật. Một khi bà nội Đường đã kiểm toán thì bọn họ ai cũng chạy không thoát. Nhóm người này tức giận sắp bùng nỏ. Bọn họ thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết lại âm hiểm như vậy, tự mình lấy biển thủ công quỹ, còn muốn lôi kéo bọn họ xuống nước cùng. Đường Hạo sợ hãi nói với bà nội Đường, đúng vậy. Bà nội, đây là chuyện bên trong nhà họ Đường chúng ta, việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết được. Cháu vẫn nghĩ là lén giải quyết sẽ tương đối ổn. Toàn bộ bên trong Đường Nhân, Đường Hạo không thể nghi ngờ là người biển thủ công quỹ nhiều nhát. Một khi điều tra ra, anh ta không thể chạy thoát. Bà nội Đường im lặng không lên tiếng, tuy rằng bà ta đã lớn tuổi nhưng không hồ đồ. Đàn dòng chính nhà họ Đường trông cậy vào số tiền ít ỏi này căn bản không thỏa mãn được tư dục của bọn họ. Những năm gần đây, bà nội Đường chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Bây giờ Đường Mộc Tuyết muốn bà ta điều tra tài khoản công ty, đến lúc đó mọi người ở trong hiện trường ai cũng trốn không thoát. Tất cả đều theo Đường Mộc Tuyết xuống nước, trong đó có cả đứa cháu trai bà đau lòng nhất, Đường Hạo. Điều tra rõ tài khoản, tất nhiên sắc mặt toàn thể khó coi. Giỏi, thật giỏi. Giỏi cho Đường Mộc Tuyết, thật là tâm cơ, chỉ sợ trước khi chuyển công quỹ đã chuẩn bị kế sách đối phó này rồi. Đường Mộc Tuyết không đoán trước được, bà nội người mà cô luôn luôn kính yêu sẽ phỏng đoán cô như vậy. Đường Mộc Tuyết, đừng tưởng rằng cô đi gần với thiếu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải mà không để tôi vào mắt. Chỉ cần tôi còn chưa có chết, Đường Nhân là do tôi quyết định. Chuyện này nể mặt mũi Lý Minh Hiên mà dừng ở đây đi, cô tự giải quyết cho tốt. Bà nội Đường trầm giọng nói. Cho tới bây giờ, bà nội Đường đều cho rằng Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên cùng một thuyền. Bà nội anh Minh, đám người dòng chính nhà họ Đường như được đại xá, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công bằng, thật là buồn cười, Mộc Tuyết có chuyển công quỹ hay không chẳng lẽ trong lòng mấy người không biết rõ sao? Vì sao mấy người không cho điều tra tài khoản công ty, chẳng lẽ trong lòng mấy người có quỷ? Ngay khi Đường Mộc Tuyết hết sức bàng hoàng, Dương Tiêu châm biếng một tiếng đi tới từ phía đối diện. Nhìn thấy Dương Tiêu đã đi đến, tất cả đám con cháu nhà họ Đường đều giận tím mặt. Dương Tiêu, kẻ bất lực này, nơi này có chỗ cho mày nói chuyện sao? Câm miệng cho tao. Phế vật, ai cho mày tiến vào đây? Mày chỉ là một con chó canh cửa cho Đường Nhân, mắc bệnh chó dại cắn loạn người đúng không? Nhìn Dương Tiêu bình yên vô sự, sắc mặt Đường Hạo cứng đờ. Vừa rồi rõ ràng anh ta gọi đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Xương hung hăng đánh Dương Tiêu một trận.
tại sao bây giờ tên phế vật này không có chuyện gì cả? Mã Thế Xương, tên âm hồn này, rốt cuộc làm gì vậy? Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, Đường Hạo vô cùng nén giận. Anh ta hận không thể đẩy hai vợ chồng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu kinh ngạc, nói, sao anh lại đến đây? Dương Tiêu xoa xoa nước mắt ở khóe mắt Đường Mộc Tuyết, đau lòng nói, thật xin lỗi, anh đã đến trễ. Cảm thụ được sự quan tâm nồng đậm từ Dương Tiêu, nội tâm Đường Mộc Tuyết xuất hiện một dòng nước ấm. Hóa ra, vào thời điểm quan trọng người này vẫn là đáng tin. Bà nội Đường căn bản không thèm liếc mắt nhìn Dương Tiêu một cái. Bà ta lạnh lùng cười, nói, từ khi nào mà chuyện nhà họ Đường đến phiên một người ngoài như cậu đến chỉ trỏ trỏ. Đúng vậy, chỗ nào đến phiên tên phế vật như mày mở miệng. Đường Hạo khinh thường nói. Dương Tiêu không dao động nhìn về phía bà nội Đường trịnh trọng nói, Mộc Tuyết không biển thủ công quỹ, điều tra sẽ biết. Chiếc xe này là do tôi tặng cho Mộc Tuyết, có lẽ mấy người không tin nhưng tôi có thể lấy ra chứng minh giao dịch. Cái gì? Dương Tiêu tặng, lời này vừa nói ra, tất cả đám người dòng chính nhà họ Đường đều biến sắc. Ngay cả bà nội Đường cũng không thể tưởng tượng được nhìn về phía Dương Tiêu. Bên trong Đường nhân, không ai không biết Dương Tiêu là một kẻ không hơn không kém phế vật. Lời này từ trong miệng Dương Tiêu nói ra, thật sự quá buồn cười. Ha 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 ha, ngay sau đó, dường như tất cả mọi người cuồng thiếu. Ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu giống như một người thiểu năng trí tuệ nói mạnh miệng. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng thêm tái nhợt, cô đã sớm dự đoán được một khi nói xe là Dương Tiêu mua, sẽ có kết quả này. Bản thân trống rỗng đột nhiên nhiều ra một chiếc siêu xe, đám con cháu nhà họ Đường này đau mắt khẳng định cắn chết việc nói cô biển thủ công quỹ. Đôi mắt hám lợi của đám con cháu nhà họ Đường, dù sao Đường Mộc Tuyết biết quá rõ ràng. Vớ vắn, bà nội Đường tức giận mắng một tiếng, thiếu chút nữa rơi vào trạng thái bùng nổ. Một người 5 năm bị mắng là phế vật đột nhiên lấy ra gần 2 triệu mua một chiếc siêu xe cho Đường Mộc Tuyết, ở trong mắt bà nội Đường điều này không có khả năng. Nếu là Dương Tiêu thật sự có tiền, sẽ ẩn nhẫn đến bây giờ sao? Đây không phải trò cười quốc tế sao? Đường Hạo cười, nước mắt càng nhanh chảy xuống, phế vật như mày mua à? Mày muốn cười chết tao sao? Khoác lác ai chẳng biết chứ? Liếc mắt quét qua thần thái đám người dòng chính nhà họ Đường sôi nổi khịt mũi coi thường, Dương Tiêu sờ sờ túi, ném ra một hợp đồng giao dịch. Giấy trắng mực đen, ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên đúng là biên lai Dương Tiêu mua Maserati Quattroport kỹ càng tỉ mỉ. Hải! Nhìn chằm chằm biên lai, mấy người đang cuồng tiếu sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngay cả bà nội Đường còn ngắn ngơ, bà ta cầm lấy biên lai cẩn thận nhìn xem, biểu hiện trên mặt post căn bản không làm lỗi. Lúc này, tinh thần bà nội Đường hoảng hốt. Chẳng lẽ chiếc Maserati Quattroport này đúng là do tên phế vật mua? Tất cả đám dòng họ chính nhà họ Đường cũng tiến lên, nhìn thấy chứng minh giao dịch, sắc mặt bọn họ càng thêm cứng đờ. Sao có thể, tên phế vật này sao có thể mua nổi Maserati Quattroport sang quý này? Đường Hạo càng như là ruồi bỏ chết, cả người khó chịu. Anh ta hét to, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Một tên phế vật sao có thể mua được siêu xe quý giá như vậy? Tất cả mọi người đều gật đầu, đánh chết bọn họ cũng không tin tên phế vật Dương Tiêu sẽ có gần 2 triệu tiền tiết kiệm. Nếu là có 2 triệu, Dương Tiêu sẽ chịu bọn họ nhục nhã sao? Đây là chuyện không có khả năng. Phải biết rằng, đầu năm nay gia đình có tiền, người nhà Đường Mộc Tuyết cũng không cho Dương Tiêu sắc mặt tốt. Có nhiều tiền như vậy, Dương Tiêu hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Đường, không cần bị xem thường. Mỗi ngày có thể ăn chơi đàng điếm, vô câu vô thúc, sống cuộc sống nhiều tiên. Bà nội Đường trần chờ nhìn về phía Dương Tiêu, ngưng trọng nói, đây không phải là cậu làm giả biên lai chứ. Nếu bà nội không tin, có thể tùy ý đến Thần Phong điều tra. Dương Tiêu nói thẳng, vì tránh cho chuyện không thoải mái xảy ra, Dương Tiêu đã cất bằng chứng mua xe vào túi mình. Anh cũng không đoán được, nhóm người nhà họ Đường này còn bỉ ổi hơn so với tưởng tượng của anh, còn bôi nhọ Đường Mộc Tuyết biển thủ công quỹ. Điều này khiến cho Dương Tiêu không thể chịu đựng được. Bà nội Đường lại rơi vào im lặng lần nữa. Bà ta suy nghĩ nát óc cũng không rõ tại sao đột nhiên Dương Tiêu có nhiều tiền như vậy. Dòng chính nhà họ Đường càng mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ cũng không rõ kẻ hèn phế vật này tại sao có tiền mua chiếc Maserati Quattroport. Đột nhiên, trong não Đường Hạo xẹt qua ánh sáng. Anh ta nghĩ đến một biện pháp hoàn toàn vặn ngã Đường Mộc Tuyết. Tôi đã biết, Đường Hạo gân cổ lên, kích động hét lớn.
Bà nội Đường nghỉ hoặc nhìn về phía Đường Hạo hỏi, Hạo Hạo, cháu biết cái gì? Vẻ mặt Đường Hạo độc ác quát, bà nội, cháu biết tại sao Dương Tiêu có tiền mua siêu xe đắt giá như vậy rồi. Đêm qua đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương có nói cho cháu, y dược công ty chúng ta thiếu không ít. Vừa lúc tên phế vật này trực ban, khẳng định là tên phế vật này lợi dụng chức vụ này, ăn trộm y dược công ty để kiếm lời từ nó. Cái gì, lời nói này vừa nói ra, không thua gì một đạo sấm sét rơi xuống, khiến tất cả mọi người trong hiện trường thay đổi sắc mặt. Ăn trộm y dược công ty, chính là chuyện không thể nào tha thứ. Phải biết rằng Đường Nhân dựa vào y dược để ăn cơm, nếu có người ăn trộm y dược, không thua gì uống máu và ăn thịt Đường Nhân, đầy dục vọng của bọn họ đến đường cùng. Còn có loại chuyện này sao? Bà nội Đường hoàn toàn nổi giận. Đường Nhân dựa vào y dược làm giàu, nếu y dược bị người ăn trộm vậy không thể nào tha thứ được. Rốt cuộc y dược là mạch máu Đường Nhân, mất đi y dược, Đường Nhân của bọn họ phải đóng cửa. Những người này ngày thường ăn trộm tiền bà ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng y dược bị ăn trộm thì hoàn toàn khiến bà nội Đường ngồi không yên. Vì thỏa mãn dục vọng của mình, Đường Hạo và Mã Thế Sương cấu kết với nhau làm việc xấu, luân phiên nhau ăn trộm y dược của công ty, số lượng càng ngày càng nhiều. Giấy bao không được lửa, Đường Hạo cũng hiểu rõ. Ăn trộm y dược là tối kỵ, nếu bà nội biết, nhất định sẽ giận dữ lôi đình, giáng tội lên anh ta. Ban đầu Đường Hạo còn đau đầu vì chuyện này, bây giờ vừa lúc lợi dụng cơ hội này đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu như kẻ coi tiền như rác. Không có khả năng, Đường Mộc Tuyết lập tức phản kích nói. Trong 5 năm này, Dương Tiêu ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm, buổi chiều đi công viên bên cạnh xem ông cụ chơi cờ, căn bản không có cơ hội ăn trộm y dược công ty. Dương Tiêu liếc trắng mắt Đường Hạo một cái, Đường Hạo, sức tưởng tượng của anh thật là phong phú đấy. Chỉ tính ngày hôm qua mà thật sự thiếu một chút mà có thể lên giá trị đến 2 triệu hay sao? Quá hoang đường. Nghe được lời này, Đường Hạo như tìm được chứng cứ quan trọng nhất, bất bình nói với bà nội Đường, bà nội, nghe thấy giọng điệu của tên phế vật này sao? Thiếu một ít. Theo ý của cháu, lúc trước tên phế vật này đã bắt đầu làm từ lâu. Chẳng qua chúng ta trông giữ càng ngày càng nghiêm nên tên phế vật này không thể ra tay, cho nên mới nhận lời mời làm bảo vệ Đường Nhân. Tới đây để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đường Hạo phân tích đạo lý rõ ràng, nếu không phải đương sự, chỉ sợ đã tin rồi. Ít nhất đôi mắt hám lợi của đàn dòng chính nhà họ Đường này tin. Tôi nói tên phế vật này trong 5 năm chỉ biết giặt quần áo nấu cơm, tại sao lại cam tâm tình nguyện làm bảo vệ chứ, hóa ra là vì mục đích khác. Thật quá đáng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định phải nghiêm trị tên phế vật này. Chúng ta còn ký hợp đồng phân bộ với nhà họ Lý ở Đông Hải, nếu y dược không thể kịp thời cung ứng, tên phế vật này không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, tôi nghi ngờ Đường Mộc Tuyết cũng là người tham gia vào chuyện này. Nhìn sắc mặt khinh thường trước mắt mình, tim Đường Mộc Tuyết như bị dao cắt. Những đôi mắt hám lợi này thật đúng là nắm chắc thời cơ bỏ đá xuống giếng, từ trắng mà bị bọn họ nói thành đen. Nói hưu nói vượn, bà nội, bà ngàn vạn lần không cần tin tưởng lời nói của Đường Hạo. Đường Mộc Tuyết nôn nóng nói. Đường Hạo không cho bà nội Đường có cơ hội phản ứng, hắn lạnh lùng cười nói, bà nội, không tin thì cháu lập tức gọi điện thoại cho Mã Thế Sương. Nói xong, Đường Hạo lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện cho Mã Thế Sương. Mã Thế Sương bị đám người anh Đại Phi đập cho một trận, trong lòng cực kỳ hận Dương Tiêu. Biết được Đường Hạo gây khó dễ cho Dương Tiêu, Mã Thế Sương lập tức đi vào bộ phận tiếp thị. Đội trưởng Mã, anh làm sao vậy? Nhìn mặt mũi Mã Thế Sương bầm dập, không ít người kinh ngạc. Ngay cả Đường Hạo cũng trợn tròn mắt, anh ta hỏi, đội trưởng Mã, làm sao vậy? Có phải có người tiến hành trả thù với anh hay không? Yên tâm, có việc gì anh cứ nói ra. Chúng tôi đang nhìn đây, bà nội sẽ thay anh làm chủ. Mã Thế Sương tức giận chỉ vào Dương Tiêu, khóc tang với bà nội Đường. Bà nội, ngày hôm qua Dương Tiêu trực ban, tôi hoài nghi cậu ta cấu kết với người ngoài ăn trộm y dược của công ty. Quả nhiên, tối hôm qua tôi tra xét kho tồn, thấy thật sự thiếu rất nhiều. Sáng hôm nay tôi vội vàng dò hỏi Dương Tiêu. Dương Tiêu không chỉ có vung tay đánh nhau với tôi, còn uy hiếp tôi nếu tôi dám nói ra ngoài sẽ giết cả nhà tôi. Bà nội, ngài nhất định phải thay tôi làm chủ đấy. Cái gì? Nghe được Mã Thế Sương nói, tất cả mọi người trong hiện trường sợ ngây người. Nội tâm Mã Thế Sương không ngừng cười lạnh. Dương Tiêu, tên phế vật này, mày khiến anh Đại Phi kiêng kỵ thì như thế nào? Ở trước mặt bà nội Đường, tao vẫn có thể khiến mày chết như cũ. Nội tâm Đường Hạo vui mừng không thôi.
Anh ta giả vờ tức hộc máu nói với bà nội đường, quá đáng, thật sự là quá đáng lắm rồi, còn có vương pháp sao? Còn có luật pháp sao? Bà nội, bà nhất định nghe được hết rồi, nhất định phải nghiêm trị tên phế vật này không tha. Bà nội đường cũng tức giận muốn hôn mê, cả người bà ta không ngừng run rẩy. Dương Tiêu, cậu thật giỏi, cậu thật là to gan lớn mật, vậy mà trộm cướp y dược của công ty. Người tới, nhanh chóng bắt tên đạo tặc này cho tôi. Còn có, Đường Mộc Tuyết là vợ của Dương Tiêu, khẳng định biết nội tình. Tôi tuyên bố, lập tức cách chức Đường Mộc Tuyết, giam xe Maserati Quattroport, bắt lấy tất cả lại cho tôi. Vâng, tất cả dòng chính nhà họ Đường đều không ngừng hưng phấn. Nội tâm Đường Hạo càng vui như nở hoa, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết tràn ngập tàn nhẫn. Hai kẻ phế vật, cùng tao đấu, hai người tưởng mình là thứ gì? Cùng nhau tiến lên, bắt hai kẻ gian này lại thôi. Nhân viên dòng chính nhà họ Đường mài dao soàn soạt, đi lên vây quanh. Bọn họ hưng phấn không thôi, cuối cùng có thể kéo tiện nhân Đường Mộc Tuyết đi xuống. Bọn họ muốn ở trước mặt bà nội Đường biểu hiện một phen, cho thấy bản thân trung thành với Đường Nhân. Lấy bản thân mình để về sau ở bên trong tập đoàn y dược Đường Nhân không kiêng nể gì mà lấy lợi cho mình. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng tái nhợt hơn, cả người cô mười phần hỏng mát. Tất cả mọi việc trước mặt đánh thật sâu vào tâm trí cô. Ánh mắt Dương Tiêu càng thêm âm trầm, bà nội Đường không thể nói lý so với suy nghĩ của anh còn xa hơn. Không biết phân xanh đỏ đen trắng, há mồm liền muốn hủy diệt công lao của Đường Mộc Tuyết đối với Đường Nhân, thật sự khiến tâm người lạnh lẽo. Đường Hạo phất tay quát to, nhanh, đừng khiến cho hai người này chạy trốn được. Đám người hung thần ác sát đánh đến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo vô cùng đắc ý, cuối cùng có thể chỉnh chết hai kẻ phế vật này. Xem về sau hai người còn có thể nhảy nhót ra sao. Rầm 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 rầm. Một màn ngoài dự đoán của Đường Hạo xảy ra. Chỉ thấy đàn dòng chính nhà họ Đường còn chưa tới gần được Dương đã bị Dương Tiêu dùng chân đá bay. Anh chặt chẽ bảo vệ trước mặt Đường Mộc Tuyết, như một tôn thần hộ mệnh chặt chẽ bảo vệ Đường Mộc Tuyết không gặp phải bất kỳ thương tổn nào. Không biết vì sao, được Dương Tiêu bảo vệ, nội tâm Đường Mộc Tuyết lại dâng lên một dòng nước ấm. Dường như bóng dáng trước mặt mình có thể che mưa chắn gió cho mình. Nhìn thấy Dương Tiêu dám vung tay đánh nhau với dòng chính nhà họ Đường, bà nội Đường tức muốn hộc máu, căm tức nhìn Dương Tiêu, tên phế vật này, mày dám ẩu đả dòng họ chính nhà họ Đường, mày muốn tạo phản sao? Đúng vậy, tên phế vật như mày muốn phản trời hay sao? Đường Hạo khàn cả giọng, nỗi giận nói. À, ui, đau chết tôi rồi, tên phế vật này thật quá đáng. Cần thiết nghiêm trị tên phế vật này không tha, bị Dương Tiêu đá, tất cả dòng họ chính nhà họ Đường đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt Dương Tiêu không đổi, nhìn về phía bà nội Đường, bà nội, lúc này ngày mai tôi sẽ cho bà một câu trả lời. Nếu tôi không có chứng cứ chứng minh mình và Đường Mộc Tuyết trong sạch, tôi tự mình đi đến cục cảnh sát tự thú. Nếu tôi có thể chứng minh tôi và Đường Mộc Tuyết trong sạch, hy vọng bà nội không cần bao che cho những tiểu nhân gian nịnh đó. Ngay sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ, Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi. Ở trước mắt bao nhiêu người, Dương Tiêu kéo Đường Mộc Tuyết ra bên ngoài tập đoàn y dược Đường Nhân. Đường Hạo nóng nảy, bà nội, cháu thấy bọn họ chuẩn bị chạy trốn, chạy nhanh ngăn bọn họ lại đi. Bà nội Đường trừng mắt nhìn Đường Hạo một cái khiến Đường Hạo sợ đến mức không nhẹ. Ngăn lại bọn họ, cháu không thấy được thân thủ vừa rồi của tên phế vật sao? Cháu không phải giành quán quân ở cuộc thi Sanda của quốc gia sao? Tại sao không đi ngăn cản nó lại? Bà nội Đường lạnh giọng nói. Cháu, Đường Hạo lập tức câm nín không trả lời được. Không thể không nói, Đường Hạo chỉ có chút thân thủ, tham gia một lần tuyển thi Sanda nhưng trận thi đấu này không phải do nhà nước tổ chức mà một đám người yêu thích Sanda tụ tập ở bên nhau, chơi lớn. Hơn nữa, Đường Hạo vì mặt mũi, tiêu tiền mua chuộc đối thủ. Lúc này mới mang lên cho mình cái danh quán quân Sanda. Cái danh này khiến một ít tên côn đồ sợ hãi còn tạm được nhưng những nhân vật lớn chân chính sẽ không đặt Đường Hạo ở trong mắt. Vừa rồi Dương Tiêu ra tay hung mãnh như vậy, hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Đường Hạo. Nội tâm Đường Hạo nhút nhát, anh ta biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Tiêu. Khiến anh ta đi chặn Dương Tiêu lại, đây không phải nói anh ta đi chịu chết sao? Đường Hạo cực kỳ không cam lòng, ác độc nói, bà nội. Chẳng lẽ cứ thả bọn họ chạy như thế? Phải biết rằng, trộm cướp y dược công ty là tội lớn xúc phạm điểm cuối cùng. Lỡ đâu hôm nay vợ chồng nhà phế vật này chạy trốn thì làm sao bây giờ?
Bà nội Đường lạnh giọng nói, chạy trốn. Hòa thượng chạy trốn còn chạy trốn miếu. Ngày mai nếu như Dương Tiêu không thể cho bà một lời giải thích, mà chắc chắn sẽ đem ra công lý. Nếu chuyện này không phải Dương Tiêu làm mà là một người khác, bà nội sẽ tuyệt đối không nuông chiều để người này tồn tại. Cảm thụ được sự tức giận của bà nội Đường, Đường Hạo sợ đến mức cả người giật mình một cái. Lần này, bà nội Đường thật sự nổi giận, tự mình trộm cướp y dược của công ty, quả thực chính là cắt đứt mạch máu của công ty, là hành vi chuẩn bị phá đổ Đường Nhân. Bây giờ đã hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải, y dược Đường Nhân cung cấp cần thiết đảm bảo số lượng và chất lượng. Nhà họ Lý ở Đông Hải, chính là chỗ để nhà họ Đường tồn tại trong tương lai. Một khi đã hợp tác tốt, ước mơ tha thiết bước lên đường nhà giàu số 1 của bà nội Đường sẽ được thực hiện. Bà ta tuyệt đối không cho phép một thời cơ tốt như vậy bị một hai cái sâu mọt phá hủy đi. Cứ việc như thế, Đường Hạo vẫn không quên bỏ đá xuống giếng. Anh ta đè thấp giọng mình nói với bà nội Đường, bà nội, bây giờ Đường Mộc Tuyết bị cách chức, bên kia nhà họ Lý ở Đông Hải hợp tác cũng không thể gác lại. Bây giờ chính là ập hợp tác lúc đầu, chúng ta bên này cần thiết có một người phụ trách. Bà nội Đường nơi nào không biết ý tứ của Đường Hạo, bà ta gật đầu, một khi đã như thế, chuyện hợp tác sẽ giao cho cháy phụ trách. Chỉ sợ Đường Mộc Tuyết và Lý Hiên Minh có quan hệ không bình thường, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Trong mắt bà nội Đường, Đường Mộc Tuyết chính là bồi ngủ mới có thể thúc đẩy hợp tác lần này. Giống như loại người nhà giàu như Lý Minh Hiên, gặp qua phụ nữ xinh đẹp rất nhiều, Đường Mộc Tuyết bị chơi qua một hai lần khẳng định sẽ chán, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối xử lạnh lẽo với Đường Mộc Tuyết. Đường Hạo chính là cháu trai của bà, tất nhiên bà ta hy vọng các hợp tác lớn sẽ khống chế ở trong tay Đường Hạo. Vâng, Đường Hạo mừng rỡ như điên nói. Mở xe Maserati Quattroport lái về nhà, Đường Mộc Tuyết uất ức như một cành hoa lê xuân mang mưa, gào khóc trong phòng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến bà nội kính yêu của mình sẽ không tin mình, nghi ngờ nhân phẩm của mình. Điều này khiến cho trái tim Đường Mộc Tuyết không ngừng băng giá. Mình bán mạng cho Đường Nhân 5 năm, không biết kiếm bao nhiêu lợi ích cho Đường Nhân. Bây giờ chỉ vì một chiếc xe mà lật đổ tất cả cống hiến của mình đối với Đường Nhân, cho dù là ai, chỉ sợ khó có thể tiếp thu được. Mà người truyền mệnh lệnh này chính là bà nội mình luôn kính ý trọng. Đường Mộc Tuyết không biết phải diễn tả nội tâm phức tạp của mình như thế nào. Sao lại thế này, Dương Tiêu, có phải mày lại bắt nạt con gái của tao hay không? Đường Kiến Quốc tàn tật ở nhà phẫn nộ rồng to với Dương Tiêu. Giờ phút này, Triệu Cầm đã đi ra ngoài chơi mạt chược với người ta. Nghe được tiếng con gái mình khóc, Đường Kiến Quốc tức giận đến xanh mặt. Tuy rằng người nhà đối với Dương Tiêu không thuận mắt nhưng thân là bố, Đường Kiến Quốc vô cùng đau lòng con gái của mình. Bố, anh Dương Tiêu không có bắt nạt con, bố không cần nói bậy. Nghe thấy bố mình tức giận mắng, Đường Mộc Tuyết xoa xoa nước mắt nói. Đường Kiến Quốc đen mặt nói với Đường Mộc Tuyết, con gái, nếu thằng nhóc này dám bắt nạt con, nhất định nói với bố. Tuy rằng bố già tàn tật nhưng cho dù là ai dám bắt nạt con gái của bố, bố già sẽ đua mạng già này vì con. Mặt Dương Tiêu không biểu cảm, anh có thể lý giải tâm trạng hiện giờ của Đường Kiến Quốc. Dù sao con gái là tình nhân kiếp trước của bố, những lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Trở lại phòng, hốc mắt Đường Mộc Tuyết đỏ lên, nói với Dương Tiêu, vu hãm, toàn bộ là vụ hãm hết. Dương Tiêu lau nước mắt cho Đường Mộc Tuyết, ôn nhu nói, ỷ Mộc Tuyết, đừng khóc. Nhìn em khóc tim anh rất đau. Chuyện này em cứ đổi góc độ nhìn xem, có lẽ ngược lại chính là bọn họ vác đá ném vào chân mình. Vác đá ném vào chân mình, nói cho em hiểu đi. Nhìn bộ dáng Dương Tiêu như đã tính sẵn trong lòng, Đường Mộc Tuyết ngừng khóc. Dương Tiêu rất đau lòng, đổ một ly nước cho Đường Mộc Tuyết, ôn nhu nói, Mộc Tuyết, em nghĩ đi. Trước kia Đường Nhân chưa bao giờ xuất hiện án kiện mắt trộm y dược, có lẽ xuất hiện rồi nhưng vẫn chưa bay đến tai để mọi người biết. Mà người nói ra chuyện này là Đường Hạo, lúc này em đã hiểu rõ rồi chứ. Đường Mộc Tuyết, bông tuyết thông minh, cô làm sao không nghe hiểu ý tứ của Dương Tiêu? Nháy mắt, cô trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, khiếp sợ nói, ý của anh là, án kiện mắt trộm y dược có quan hệ với Đường Hạo. Đường Hạo nói như vậy, ngược lại lộ ra đôi cáo Đường Hạo, đúng không? Em thật thông minh, Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên. Thôi đi. Mặt đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ lên, ngay sau đó Đường Mộc Tuyết dừng một chút, sốt ruột lo lắng hỏi, chính là bà nội không tin chúng ta thì phải làm gì bây giờ? Còn có, chúng ta không có chứng cứ chứng minh chuyện này có quan hệ với Đường Hạo. Bà nội che chở Đường Hạo như thế, chỉ cần không có đầy đủ chứng cứ, chuyện xấu này chúng ta khẳng định phải mang rồi.
Dương Tiêu ôn nhu cười nói, tuy rằng bà nội em già rồi nhưng không hồ đồ. Vừa rồi bà nội bị chuyện này khiến cho tức điên, dù sao bà ấy còn trông cậy vào nhà họ Lý ở Đông Hải để bước chân lên hào môn số 1, nghe chuyện như thế không tức giận mới là lạ. Còn về chứng cứ gì đó, cứ giao cho anh. Mộc Tuyết, em yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối không cho phép em chịu uất ức. Đường Mộc Tuyết tán thành gật đầu, bà nội mơ ước muốn cho nhà họ Đường trở thành hào môn số môn. Vừa rồi bà nội tức giận như vậy khẳng định bởi vì thuốc bị mắt trộm xúc phạm đến điểm cuối của bà ta. Bà nội tức giận đến ngóc. Nói xong, Dương Tiêu cũng không hề chần chờ, đi ra ngoài cửa. Trong một ngày này, anh cần thiết đi điều tra rõ chân tướng chuyện này. Nhìn bóng dáng rời đi của Dương Tiêu, đôi mắt Đường Mộc Tuyết tản ra một tia gợn sóng. Bây giờ người này càng ngày càng thêm nam tính. Cô khẽ cắn hàm răng, hai hàng nước mắt lại chảy ra lần nữa. Anh nói sẽ không làm em chịu uất ức là thật sao? Vào lúc này ngày mai, anh thật sự có thể trả cho một sự trong sạch sao? Cho dù như thế nào, Đường Mộc Tuyết đành phải đặt hy vọng vào Dương Tiêu. Cô là con gái, trừ bỏ đi làm, căn bản không có quá nhiều quan hệ nhân mạch. Bằng vào sự âm hiểm xảo trá của Đường Hạo, tự mình điều tra ra chứng cứ Đường Hạo trộm cướp y dược không khác gì khó như lên trời. Dương Tiêu, anh nhất định phải thành công đấy. Nội tâm Đường Mộc Tuyết tràn đầy mong đợi. Trở lại biệt thự, tinh thần bà nội Đường cũng hồi phục lại. Có thể khống chế nhà họ Đường lớn, bà nội Đường cũng không phải là kẻ ngốc. Bà ta cẩn thận ngẫm lại từng thứ một, kinh ngạc phát hiện rằng tất cả giống như đều do Đường Hạo làm chủ. Mà Đường Mộc Tuyết vẫn luôn ở trong trạng thái bị động, điều này khiến bà nội Đường không khỏi suy đoán chuyện này có phải do Đường Hạo làm hay không. Nếu thật sự là Đường Hạo làm, điều này khiến bà nội Đường khó khăn. Phải biết rằng, Đường Hạo chính là cháu trai duy nhất của bà ta. Bà ta còn tính đưa Đường Hạo làm người kế thừa cho Đường Nhân. Bà nội Đường đơn giản không nghĩ nhiều như thế, cho dù là Đường Hạo làm, bà ta sao có thể xử lý cháu trai của mình. Chỉ cần Dương Tiêu không tìm được chứng cứ nào, đến ngày mai toàn bộ trách nhiệm sẽ đẩy lên người Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu gánh tội thay. Đồng thời, bà ta nhất định phải cảnh cáo về sau Đường Hạo tuyệt đối không thể làm bậy. Chứng cứ, một tên phế vật kẻ hèn sao có thể tìm được chứng cứ nào chứ? Trong lòng bà nội Đường càng khinh thường hơn. Rời khỏi nhà, Dương Tiêu vẫn không lái xe Maserati Quattroport mà đi xe đạp bay nhanh đến khu ngoại ô phía tây Quản Thành. Nói đến khu Quản Thành, không ít người vì thế mà thay đổi sắc mặt, dù là sợi cũng vô cùng đau đầu. Nơi này chính là mảnh đất màu xám lớn nhất ở trong thành phố Trung Nguyên. Mỗi ngày xảy ra vô số giao dịch không nhận ra người. Mỗi khi đến ban đêm, nhiều bang phái tiền hành chém giết. Một tuần ít nhất phải chết mấy chục mạng người, người bình y thường căn bản không dám dễ dàng đến đây. Đương nhiên, nơi này chính là thiên đường cho những người sa đọa. Vô số con cháu nhà giàu ở thành phố Trung Nguyên thích đến nơi này để tìm hoan mua vui, ăn chơi đàng điềm, nơi này dường như có tất cả mọi thứ bọn họ muốn. Nửa tiếng sau, Dương Tiêu đến trung tâm mảnh đất khu Quản Thành, đi đến trước cửa một nơi gọi là KTV Thịnh Thế Hoàng Triều. Thằng nhóc, mày đang làm gì thế? Một người thanh niên mặc Âu phục đi giày ra ở cửa tiến lên hỏi. Dương Tiêu trầm giọng nói Lý Thần Chiến đến gặp tôi. Cái gì? Nói Lý Thần Chiến ra gặp thằng nhóc này, tên thanh niên này kinh ngạc. Lý Thần Chiến là ai? Chính là bang chủ bang Răng Cá Mập, ông chủ lớn thật sự đứng sau Thịnh Thế Hoàng Triều. Người quyền lực lớn oai phong một cõi ở mảnh đất màu xám của thành phố Trung Nguyên. Thằng nhóc lông lá này còn tuyên bố nói lão đại của bọn họ ra gặp nó, khẩu khí này không khỏi quá lớn chứ. Thanh niên liếc mắt một cái đánh giá Dương Tiêu, nhìn thấy toàn thân Dương Tiêu không đủ 200.000, lập tức khinh miệt nói, oát con. Nói lão đại của chúng tao ra gặp mày, mày nghĩ mày là thứ gì? Lan, đừng để tao nhìn thấy mày, nếu không tao thấy một lần đánh một lần. Thái độ của người thanh niên hoàn toàn khiến cho Dương Tiêu vô cùng bực bội, không nghĩ đến, Lý Thần Chiến do một tay Dương Tiêu nâng đỡ lên. Mấy năm trước, Lý Thần Chiến là lính đánh thuê ở Châu Phi. Một đường sinh tử là do Dương Tiêu cứu anh ta, lúc sau Lý Thần Chiến đi theo Dương Tiêu đến thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu bị thương nặng. Đến nhà họ Đường làm con rẻ, còn Lý Thần Chiến theo mệnh lệnh của Dương Tiêu ở mảnh đất màu xám thành phố Trung Nguyên khai cương khoách thổ. Bây giờ, thực lực của anh đã khôi phục một phần, đủ khiến Lý Thần Chiến sợ hãi rồi. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bị vu hãm, anh không thể không rời núi. Tôi nói lần cuối cùng, nói Lý Thần Chiến đến gặp tôi. Giọng nói Dương Tiêu lạnh lẽo, ánh mắt càng âm trầm như nước.
Lúc trước Dương Tiêu vẫn luôn ẩn nhẫn, không nổi bão với người nhà Đường Mộc Tuyết vì đám người Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm là ruột thịt của Đường Mộc Tuyết. Nếu Dương Tiêu yêu Đường Mộc Tuyết, tất nhiên phải yêu mọi thứ của cô, cho nên anh chịu đựng những lời châm chọc mỉa mai đó. Nhưng tình huống bây giờ thì khác. Lý Thần Chiến do chính anh nâng đỡ lên, nói cách khác, đây chính là địa bàn của anh. Ở trên địa bàn của mình, Dương Tiêu làm sao có thể để đàn em xem thường mình. Hơn nữa, người không nhẫn tâm không được, đặc biệt là ở mảnh đất màu xám, làm việc không sắm rền gió thì sẽ thiệt thòi lớn. Dương Tiêu đã sớm hiểu rõ điều này. Mẹ nó, thằng nhóc, bên trong lỗ tai mày chứa đầy lông lửa phải không? Đờ đờ em eo. Tên thanh niên này cũng phát hỏa. Gã ta nắm thành nắm đấm đập lên trên đầu Dương Tiêu. Nhìn thấy lời cảnh cáo của mình bị Dương Tiêu làm lơ, tên thanh niên này tính dạy dỗ Dương Tiêu một bài học. Tay phải Dương Tiêu nhanh như tia chớp, trực tiếp giữ lấy nắm tay của tên thanh niên này, lực bộc phát, một tiếng răng rắc, tay phải của gã ta lập tức chật khớp. Dương Tiêu đá vào trên người gã ta, thân gã ta như đạn pháo đập vào trên mặt tường. Két két két, ngay giờ phút này, một chiếc xe Maybach màu đen vẻ ngoài vô cùng khí phách giá trị hơn 10 triệu tệ dừng lại trước của KTV Thịnh Thế Hoàng Triều. Nhìn chiếc Maybach đến, tên thanh niên này dường như tìm được người tâm phúc, dồn dập hét to, lão đại, có người đến gây sự. Người nào dám làm càn ở địa bàn của ông đây? Ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen khí thế bất phàm bước xuống từ chiếc Maybach, vẻ mặt phẫn nộ. Là tôi, Dương Tiêu xoay người nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen, trầm giọng trả lời. Thấy rõ khuôn mặt của Dương Tiêu, đồng tử người đàn ông mặc đồ đen co rụt lại, giống như bản thân gặp quỷ giật mình một cái. Giây tiếp theo, người đàn ông mặc đồ đen từ xa đi đến trước mặt Dương Tiêu, quỳ một gối xuống đất, tôn kính chào, thuộc hạ Lý Thần Chiến bái kiến điện hạ. Nhìn thấy lão đại của mình quỳ xuống trước Dương Tiêu, tên thanh niên này lập tức trợn tròn mắt. Trời mẹ ơi, thằng nhóc này có địa vị gì? Một cỗ lạnh lẽo xông thẳng từ gót chân thanh niên này lên đến đỉnh đầu. Dương Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn quét qua Lý Thần Chiến một cái, lạnh giọng nói, Lý Thần Chiến, bây giờ anh đúng thật là có uy phong lớn. Cảm thụ được sự tức giận của Dương Tiêu, mồ hôi lạnh trên trán Lý Thần Chiến rơi lả tả xuống dưới. Người khác không rõ sự đáng sợ của Dương Tiêu nhưng anh ta rất hiểu rõ. Mấy năm trước, anh ta ở châu Phi làm lính đánh thuê, gặp đánh bất ngờ, toàn quân bị diệt sạch. Dương Tiêu mạo hiểm mưa bom bão đạn, không chỉ có cứu anh ta, còn khiến mấy trăm tên địch toàn diệt. Máu tươi nhuộm đỏ, thi thể trắng như tuyết, một màn đó khiến Lý Thần Chiến suốt đời khó quên. Mạng của anh ta là do Dương Tiêu cho, dù hai người đã 5 năm chưa từng chạm mặt nhưng thân thủ đáng sợ của Dương Tiêu vẫn khiến lòng Lý Thần Chiến sợ hãi như cũ. Không dám, không dám. Lý Thần Chiến nuốt nước miếng, sợ hãi đáp lại. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu gật gật đầu. Lúc trước cứu Lý Thần Chiến vì anh nhìn trúng tiềm lực phi phàm của anh ta. Hai người 5 năm không gặp, bây giờ Lý Thần Chiến đã trở thành một người có địa vị cao, oai phong ở mảnh đất màu xám của thành phố Trung Nguyên, bị người khác kiềm chế, cảm giác này chắc chắn không hề dễ chịu. Bởi vậy, Dương Tiêu cần phải khiến Lý Thần Chiến sợ hãi. Đứng lên đi, Dương Tiêu mở miệng nói. Anh cũng không muốn tiếp tục đè nặng Lý Thần Chiến. Dù sao thực lực của anh bây giờ chỉ khôi phục một ít, vẫn chưa trở lại thời đỉnh cao. Nếu chọc giận Lý Thần Chiến, tất nhiên sẽ bị anh ta phản công. Tuy rằng anh không sợ Lý Thần Chiến nhưng bây giờ chưa muốn xé rách ra mặt. Từ lúc bắt đầu, Dương Tiêu đã biết Lý Thần Chiến là một người có dã tâm rất lớn. Nóng nảy ép Lý Thần Chiến, ai cũng không thể đảm bảo người này sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng. Nhưng mà Dương Tiêu có thể xác định được chút, chỉ cần có đủ thực lực khiến Lý Thần Chiến sợ hãi. Người này tuyệt đối sẽ trở thành phụ tá đắc lực của anh. Vâng, Lý Thần Chiến tôn kính đứng lên từ trên mặt đất. Lý Thần Chiến liếc mắt quét qua thanh niên khinh nhờn Dương Tiêu, phát tay quát to, dám khinh nhờn điện hạ, thật là chán sống rồi. Đưa thằng nhãi này kéo xuống cho tôi, chặt đứt cánh tay phải, đào ra hai mắt quăng ra ngoài, có mắt không tròng, giữ lại làm gì. Vâng, hai gã người bảo vệ bên cạnh Lý Thần Chiến trầm giọng nói. Không, không cần. Hồn tên thanh niên này bay ra, chỉ tiếc gã ta đắc tội người không nên đắc tội, giờ có kêu rên cũng không làm được gì. Đại ca, cứu y mồ việc sống chết trước mắt, tên thanh niên này khẩn cầu nhìn về phía Dương Tiêu. Gã ta biết bây giờ người có thể cứu gã ta chỉ có Dương Tiêu. Dương Tiêu tất nhiên tức giận nhưng không đến mức tàn nhẫn như vậy, anh vẫy vẫy tay, thôi, không cần thiết làm chuyện này quá tuyệt tình.
Lý Thần Chiến gật đầu nói, vâng, tất cả nghe theo điện hạ. Đưa thằng nhãi không có mắt này đánh một trận cho tôi, trục xuất khỏi bang răng cá mập. Giải quyết xong chuyện nhỏ này, dưới sự dẫn dắt của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu đi đến một văn phòng xa hoa. Trước khi tiến vào căn phòng, Lý Thần Chiến cố ý phân phó tùy tùng tùy thân không cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Lý Thần Chiến vô cùng rõ ràng, Dương Tiêu ẩn nấp 5 năm sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình. Bây giờ tìm đến cửa, tất nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Đi vào trong phòng, Lý Thần Chiến tôn kính rót một ly trà, kính sợ nói, điện hạ, không biết đã xảy ra chuyện trọng đại gì. Dương Tiêu nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, trời xanh lá ngọc, trà vương Mao Tiêm Tín Dương quả thật không tồi. Nghe được lời này của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến đứng ở trước mặt Dương Tiêu, sắc mặt càng thêm tôn kính. Anh ta thở cũng không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu Dương Tiêu phẩm trà. Dương Tiêu âm thầm quan sát Lý Thần Chiến, anh liếc mắt nhìn quét qua bố cục căn phòng, sau khi xác định không có bất kỳ sự uy hiếp nào, lúc này Dương Tiêu mới thả lỏng cảnh giác. Không phải Dương Tiêu quá mức cẩn thận mà người đi ở bờ sông, sao không ướt giày? Hơn nữa, anh và Lý Thần Chiến đã 5 năm không gặp. Một màn vừa rồi Lý Thần Chiến giả vờ hay chân tình thật lòng ai cũng không biết được. Đừng quên, ở trong xã hội coi trọng vật chất này, anh chị em sẽ trở mặt thành thù, càng đừng nói đến nhân vật phong vân ở mảnh đất màu xám, có dã tâm cực lớn như Lý Thần Chiến. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một chuyện, Dương Tiêu nói nhỏ. Mời điện hạ nói, thuộc hạ lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không từ chối mà nhất định vì điện hạ hoàn thành. Lý Thần Chiến vội vàng nói. Lúc này, Lý Thần Chiến không rõ Dương Tiêu hư thật. Năm đó, sự đáng sợ của Dương Tiêu đã tạo nên sự sợ hãi tột độ cho Lý Thần Chiến. Anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị Dương Tiêu vô tình giết. Không thể không thừa nhận, Dương Tiêu lo lắng là chính xác. Lý Thần Chiến vô câu vô thúc 5 năm, bây giờ là nhân vật lớn có tiếng tăm của mảnh đất màu xám ở thành phố Trung Nguyên, đột nhiên bị kiềm chế, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Dương Tiêu giống như một thanh kiếm sắc bén treo ở trên đầu anh ta, khiến anh ta rất hụt hẫng. Dương Tiêu nhàn nhạt nói, bên trong tập đoàn y dược Đường Nhân xuất hiện hiện việc mắt trộm y dược, tất nhiên lấy giá thấp để bán ra. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra, số y dược này rốt cuộc bán cho ai. Thời gian có hạn, tôi muốn trong vòng 3 tiếng có được kết quả. Điều tra việc tập đoàn y dược Đường Nhân mắt trộm, Lý Thần Chiến ngây ngốc. Anh ta còn tưởng rằng Dương Tiêu muốn cho anh ta vào sinh ra tử cho Dương Tiêu, không ngờ chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như thế này. Đối với anh ta mà nói, loại chuyện này quá đơn giản. Có vấn đề gì sao? Dương Tiêu hỏi. Lý Thần Chiến trịnh trọng nói, không thành vấn đề, điện hạ. Không cần 3 tiếng, cho tôi 1 tiếng tôi sẽ báo cáo rõ ràng hoàn chỉnh chuyện này cho ngài. Như vậy rất tốt, Dương Tiêu gật gật đầu. Chỉ cần tìm được chứng cứ. Đến lúc đó cho dù bà nội Đường bao che, chỉ sợ Đường Hạo cũng phải gặp trừng phạt lớn, có lẽ vị trí tổng giám đốc khó giữ được. Cùng lúc đó, Đường Hạo cố ý mua một bộ Âu phục Armani giá 88.000 tệ, làm bộ tóc đặc biệt, tinh thần cả người sáng láng đi vào chi nhánh của nhà họ Lý ở Đông Hải tìm kiếm thiếu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, Lý Minh Hiên. Ập Đường Mộc Tuyết ơi là Đường Mộc Tuyết, đừng tưởng rằng cô tách hai chân ra để khiến Lý Minh Hiên ký xuống hợp đồng thì không kiêng nể gì. Bây giờ không phải cô bị tôi chỉnh suy sụp sao? Chỉ cần tôi thu phục Lý Minh Hiên, đến lúc đó Đường Nhân không còn nơi cho cô dừng chân. Cô và tên phế vật kia đều bị nhà họ Đường đuổi ra ngoài, hoàn toàn trở thành chó nhà có tang. Vẻ mặt Đường Hạo đắc ý, thầm nghĩ. Giờ này khắc này, Đường Hạo tràn đầy tự tin, giống như đã thu phục được Lý Minh Hiên. Đứng lại, anh làm gì vậy? Chưa tiến vào cửa lớn, Đường Hạo đã bị hai người bảo vệ cản lại. Đường Hạo nhếch miệng cười nói, tôi là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Y Dược Đường Nhân, tự đến đây để báo cáo công việc hợp tác với Tổng Giám Đốc Lý. Ồ, Tổng Giám Đốc Đường Nhân, người bảo vệ đứng đầu liếc mắt đánh giá Đường Hạo một cái. Đường Hạo cố ý xem thời gian, để lộ ra chiếc đồng hồ Vacheron Constantin giá mấy chục nghìn tệ. Nhưng một màn khiến Đường Hạo suy sụp xuất hiện. Bảo vệ đứng đầu khinh thường nói, thật ngại, Tổng Giám Đốc Lý của chúng tôi nói. Bất kỳ công việc hợp tác nào có liên quan đến tập đoàn y dược Đường Nhân tất cả do tiểu thư Đường Mộc Tuyết xử lý. Mời anh đi trở về. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Đường Hạo cứng đờ, cả người suy sụp. Tôi không tin, để cho tôi gặp Tổng Giám Đốc Lý của các anh. Đường Hạo cố chấp nói. Anh ta không tin Lý Minh Hiên không cho mình mặt mũi,
người phụ trách nhà họ Đường chỉ nhận một mình Đường Mộc Tuyết. Không được, anh không có hẹn trước, mời anh trở về, bảo vệ đứng đầu lại nói lần nữa. Đường Hạo nóng nảy, anh ta muốn bắt lấy người phụ trách hợp tác vì muốn hoàn toàn đánh sập Đường Mộc Tuyết, không đoán được chuyện sẽ diễn biến thành cái dạng này. Điều này khiến Đường Hạo lo lắng. Không thể chậm trễ, Đường Hạo chỉ có thể xông vào nhưng bị đám bảo vệ chặn lại. Động tĩnh càng náo loạn lớn hơn, trực tiếp kinh động đến Lý Minh Hiên đang làm việc. Sao lại thế này? Lý Minh Hiên mặt lạnh đi vào trước cửa lớn. Tổng giám đốc Lý, thằng nhóc này không hẹn trước với ngài, muốn xông vào công ty của chúng ta. Bảo vệ đứng đầu tức giận nói. Ồ, Lý Minh Hiên vô cùng kinh ngạc. Đường Hạo nhìn thấy Lý Minh Hiên, dồn dập quát. Tổng giám đốc Lý, tôi là Đường Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Đường Mộc Tuyết bởi vì làm chuyện không sạch sẽ nên đã bị cách chức. Bà nội tôi trao quyền cho tôi phụ trách công việc hợp tác với nhà họ Lý. Lý Hiên Minh nhíu mày, liếc mắt nhìn Đường Hạo một cái, từ trên cao nhìn xuống khinh miệt nói, cậu đến phụ trách công việc hợp tác. Cậu nghĩ cậu là ai? Đùng! Cảm thụ được sự khinh thường mãnh liệt của Lý Minh Hiên, Đường Hạo giống như gặp sét đánh giữa trời quang, cả người ngây ngốc. Nhìn chăm chăm Đường Hạo, Lý Minh Hiên nghiêm túc nói, hợp tác lần này, người phụ trách của tập đoàn Y Dược Đường Nhân chúng tôi chỉ nhận Đường Mộc Tuyết. Nếu người phụ trách bị thay đổi, chúng ta dừng hẳn hợp tác, nhà họ Đường Mây người hoàn toàn có thể khởi tố nhà họ Lý ở Đông Hải chúng tôi tiền vi phạm hợp đồng. Nói xong, Lý Minh Hiên không hề liếc mắt nhìn Đường Hạo một cái, xoay người vào bên trong tòa nhà. Nghe được chứ, còn không nhanh chóng lăn, nếu không lăn chúng tôi lập tức báo cảnh sát. Bảo vệ đứng đầu hung tợn căm tức nhìn Đường Hạo. Sắc mặt Đường Hạo cực kỳ cứng ngắc, giờ khắc này, anh ta cảm thấy sự thất bại xưa nay chưa từng có. Tốt xấu anh ta là người lãnh đạo trẻ tuổi nhất ở tập đoàn Y Dược Đường Nhân, vậy mà lại thua dưới một người phụ nữ nhu nhược như Đường Mộc Tuyết. Đặc biệt một chút mặt mũi Lý Minh Hiên cũng không cho anh ta, miễn bàn giờ phút này nội tâm Đường Hạo có bao nhiêu phức tạp. Cảm nhận được một đám bảo vệ có địch ý với mình, Đường Hạo tức giận bắt bình xoay người rời đi. Đi lên trên xe, Đường Hạo hận đến nghiền răng nghiền lợi, Lý Minh Hiên, tên nhãi danh mày túm cái gì mà túm. Nếu không phải mày xuất thân tốt một ít thì ở trong mắt tao mày chỉ là rắm. Nghĩ, Đường Hạo càng buồn bực không thôi, thật không nghĩ đến tiện nhân Đường Mộc Tuyết này lại khiến Lý Hiên Minh mê đến loại trình độ này. Không được, mình phải chạy trở về nhanh để thương lượng với bà nội. Đừng đắc ý, sớm muộn gì có một ngày, tất cả mấy người đều bị tao đạp ở dưới chân. Bực tức hai câu, Đường Hạo lập tức lái xe đi đến biệt thự bà nội Đường ở. Trở lại văn phòng, Lý Minh Hiên khinh thường nói, trong đầu người Đường Hạo này có hố phân sao? Thật cho rằng tôi sẽ nhận người phụ trách như cậu ta. Vớ vẫn buồn cười. Anh ta biết rõ, toàn bộ nhà họ Lý ở Đông Hải là do một tay Dương Tiêu nâng đỡ. Không có Dương Tiêu thì không có nhà họ Lý ở Đông Hải như bây giờ. Vì phối hợp với Dương Tiêu, lão gia Lý phái riêng con trai trưởng thông minh hơn người dưới gối mình là Lý Minh Hiên đi đến thành phố Trung Nguyên phụ trách công việc chỉ nhánh. Lý Minh Hiên từ nhỏ đã chịu sự hôn đúc của bố mình, anh ta vô cùng rõ rằng Dương Tiêu có ý nghĩa gì đối với nhà họ Lý ở Đông Hải. Cho dù nhà họ Đường làm cái gì, anh ta chỉ nhận một mình Đường Mộc Tuyết làm người phụ trách. Cái gì, còn có chuyện như thế sao? Bà nội Đường nghe xong, một già nháy mắt sầm xuống dưới. Đường Hạo bi phẫn nói, đúng vậy. Bà nội, cháu thấy Lý Minh Hiên chính là bị tiện nhân Đường Mộc Tuyết mê hoặc mắt. Chúng ta coi thường tâm cơ của Đường Mộc Tuyết rồi. Cứ như vậy, ngày mai chúng ta xử lý Đường Mộc Tuyết sẽ không dễ dàng. Bà nội Đường đen mặt, bà ta cũng không đoán được chuyện sẽ diễn biến thành cái dạng như bây giờ. Ở trong mắt bà nội Đường, Lý Minh Hiên tuổi còn trẻ đang đứng ở tuổi tác khí thịnh trẻ tuổi. Hơn nữa, Lý Minh Hiên là thiếu chủ của nhà họ Lý ở Đông Hải, gặp qua phụ nữ xinh đẹp vô cùng nhiều. Nhiều lắm thì chơi chơi với Đường Mộc Tuyết thôi. Không đoán được, thái độ Lý Minh Hiên kiên quyết như thế. Chẳng lẽ Lý Minh Hiên thích Đường Mộc Tuyết sao? Thất bại việc thay đổi người phụ trách, cái này khiến cho sắc mặt bà nội rất khó coi. Nếu là Lý Minh Hiên thật sự bội ước, cho nhà họ Đường mượn 100 lá gan cũng không dám thực hiện với nhà họ Lý ở Đông Hải. Dù sao, nhà họ Lý ở Đông Hải chính là dòng họ lớn số 1 ở Đông Hải. Nội tình thâm hậu, nhân mạch uyên bác. Nếu nhà họ Đường thật sự đòi tiền vi phạm hợp đồng với nhà họ Lý ở Đông Hải, chỉ sợ nhà họ Lý ở Đông Hải chỉ cần điều động một ít quan hệ nhân mạch thì nhà họ Đường hoàn toàn bị phá đổ. Bà nội Đường hít sâu một hơi, nói nhỏ, vậy thì chỉ có thể để Đường Mộc Tuyết tiếp tục phụ trách công việc hợp tác. 2.
Đường Hạo than một tiếng sâu, vẻ mặt không cam lòng. Ban đầu nghĩ rằng mình dễ như trở bàn tay có thể phá đổ Đường Mộc Tuyết, không đoán được Lý Minh Hiên chắn ngang ở giữa, muốn vặn ngã Đường Mộc Tuyết ngay chốc lát là không có khả năng. Đôi mắt già nua của bà nội Đường thoáng hiện một tia tàn khốc, than thở cái gì? Đường Mộc Tuyết chúng ta không động được nhưng tên phế vật Dương Tiêu kia thì chúng ta có thể. Ngày mai lập tức khai đao Dương Tiêu, khiến Đường Mộc Tuyết sợ hãi. Nghe được lời này, Đường Hạo như bóng cao su hết khí trong nháy mắt lập tức tràn đầy sức sống, vâng. Tuy không thể lập tức phá đổ Đường Mộc Tuyết nhưng có thể phá đổ tên phế vật Dương Tiêu. Đối với Đường Hạo mà nói, đây cũng là trả thù Đường Mộc Tuyết, thật sự quá tốt. Không thể không thừa nhận, hiệu suất làm việc của Lý Thần Chiến cực nhanh, chỉ dùng 40 phú đã tra được tất cả thứ Dương Tiêu muốn biết. Điện hạ, chuyện ngài muốn tôi đã điều tra ra được. Lý Thần Chiến tôn kính nói. Dương Tiêu gật gật đầu, nói sơ qua đi. Sắc mặt Lý Thần Chiến nghiêm nghị, nói, y dược mắt trộm ở nhà họ Đường đều từ Khâu sản xuất mắt trộm. Chúng tôi có hacker xâm lấn theo con đường hệ thống theo dõi nên điều tra được việc này. Số y dược này bán giá thấp hơn thị trường một nửa và bán cho cổ soái. Ồ, cổ soái, người này có địa vị gì? Dương Tiêu hỏi. Đề cập đến người này, trong ánh mắt Lý Thần Chiến rõ ràng dâng lên một tia kiêng kỵ, điện hạ, người cổ soái này có địa vị khá cao. Người này ăn cả hắc lẫn bạch, chuyên môn ăn và làm những hoạt động không nhận ra người, giống như việc xử lý y dược gì đó trên 60% đều bị cổ soái bắt lấy. Dương Tiêu hơi kinh ngạc, xem ra người gọi là cổ soái này rất giỏi. Thành phố Trung Nguyên lớn như thế, việc xử lý y dược tất nhiên không phải ít nhưng người này có thể bắt lấy hơn một nửa. Đủ để chứng minh người này có nhân mạch rộng lớn, thực lực cao. Tiếp tục nói, Dương Diêu nói. Lý Thần Chiến nói tiếp, nghe nói, người này đã từng ở trên lãnh thổ một nước đặc biệt làm ăn phi pháp, có ít danh tiếng. Bây giờ quốc gia giám thị nghiêm, người này lập tức về Trung Nguyên, không tiếc số tiền lớn làm thông quan hệ nhân mạch hắc lẫn bạch. Chuyên môn làm hắc ăn việc làm hắc, anh ta thu mua sản phẩm giá thấp rồi bán cho những nhân vật lớn đó. Còn nữa, tên này lợi dụng chỗ trống ở chợ đen, kiếm đầy bồn đầy chén, ảnh hưởng bất phàm. Dù chưa thành lập bang phái nhưng là một nhân vật vang dội ở mảnh đất màu xám, hắc lẫn bạch đều cho cô soái một cái mặt mũi. Dương Tiêu gật đầu, anh có thể cảm thụ ra được người gọi là cổ soái này ở phương diện xã giao không thể nào chê. Nhưng mà Dương Tiêu bắt được một cái trọng điểm, đó chính là cổ soái vẫn chưa thành lập bang phái. Lý Thần Chiến ở mảnh đất màu xám 5 năm, xem mặt đoán ý tất nhiên vô cùng nhuần nhuyễn. Anh ta đè thấp giọng nói nhỏ, tuy rằng cổ soái chưa thành lập bang phái nhưng bên cạnh có hai gã bảo tiêu vô địch quyền anh thật không dễ trêu chọc, dù tính là tôi đối mặt với bọn họ chỉ sợ sẽ không lấy lòng. Dương Tiêu không nghĩ lãng phí thời gian, anh nói thẳng, bây giờ cổ soái ở đâu? Lý Thần Chiến trịnh trọng nói, bây giờ cổ soái đang tiến hành giao dịch với người khác, không nên động thủ. Nhưng mà mỗi ngày vào 10 giờ tối cổ soái đến thiên thượng nhân gian để tìm hoan mua vui. Ừ. Có đáp án mình muốn, Dương Tiêu đứng dậy đi ra ngoài của. Lý Thần Chiến kinh ngạc một trận, anh ta biết rõ hai gã bảo tiêu vô địch quyền anh bên cạnh cổ soái có bao nhiêu biến thái, anh ta hấp tấp nói, điện hạ, cần chúng tôi sắp xếp không? Không cần, Dương Tiêu nhàn nhạt nói. Vào 10 giờ đêm, ở bên trong câu lạc bộ thiên thượng nhân gian. Trên mặt người hầu tiếp khách ở cửa chất đầy tươi cười tiến lên hỏi, chào ngài, không biết ngài cần phục vụ gì? Dương Tiêu trực tiếp móc từ trong túi ra một chục nghìn tiền mặt nhét vào trong tay người hầu, đè thấp giọng hỏi, cổ soái ở phòng nào? Đêm nay anh không cầu giết người, chỉ cần bắt được chứng cứ vì thanh danh của Đường Mộc Tuyết. Bởi vì vợ của tôi không thể nhục nhã. Người này rốt cuộc đi làm gì? Vì cái gì bây giờ còn chưa trở lại nữa? Trong phòng, Đường Mộc Tuyết nằm ở trên giường, nhìn ở dưới mặt đất phòng ngủ không có bóng dáng của Dương Tiêu. Cô trằn trọc, nội tâm tràn ngập cô đơn. Trong 5 năm này, Dương Tiêu ngày ngày đêm đêm làm bạn bên cạnh cô. Đột nhiên Dương Tiêu không ở đây, khiến trong lòng Đường Mộc Tuyết rất hụt hẫng, dường như món đồ chơi tình cảm chân thành bị người khác lấy đi. Chẳng lẽ mình yêu người này rồi sao? 5 năm, nuôi một con mèo, con chó cũng có tình cảm nói chỉ đến một người. Cô biết, Dương Tiêu đã sớm xâm nhập vào trong tim cô. Nghĩ lại mấy ngày nay Dương Tiêu chuyển biến kinh người, đôi mắt Đường Mộc Tuyết hiện lên một tia gợn sóng. Nếu yêu, vậy cứ yêu thôi. Này, sắc mặt người hầu tiếp khách ở thiên thượng nhân gian lập tức cứng đờ. Cổ soái là ai? Chính là nhân vật lớn ăn cả hắc lẫn bạch ở thành phố Trung Nguyên.
Nếu bản thân vì một chục nghìn mà bán cổ soái, một khi đã bị cổ soái phát hiện chỉ sợ cổ soái sẽ tự mình rút ra hắn. Nguy hiểm này quá lớn, người hầu tiếp khách vội vàng trả tiền trở về, đại ca, tiền này tôi không thể lấy. Bê Dương Tiêu sờ sờ túi lần nữa, móc ra một xấp tiền mặt, mỗi xấp tiền mặt vừa đủ một chục nghìn. Nhìn thấy Dương Tiêu lấy thêm ra 40 nghìn, tay người hầu tiếp khách nhét tiền trở về lập tức cứng đờ. Dương Tiêu tiếp tục nhét tiền vào trong tay người hầu tiếp khách, có đủ hay chưa? Người hầu tiếp khách gian nan nuốt nước miếng. Trước mặt là 50 nghìn tệ đấy. Một năm hắn mệt chết mệt sống cũng mới được 30-40 nghìn. Chỉ cần nói ra cổ soái ở phòng nào bản thân có thể dễ dàng như trở bàn tay bắt được 50 nghìn đồng tiền. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, người hầu tiếp khách quyết đoán cầm tiền nói nhỏ, phòng 308. Nói xong, người hầu tiếp khách cảnh giác nhìn Dương Tiêu yếu ớt hỏi, đại ca, không phải anh là sát thủ chứ? Cậu thấy tôi giống sao? Dương Tiêu khẽ cười một tiếng, vỗ võ vào vai người hầu tiếp khách đi đến phòng 308. Từ xa đã nhìn thấy ngoài cửa phòng 308 có 5 tên bảo tiêu. Bên hông bọn họ mang theo vũ khí, tùy ý có thể chuẩn bị chiến đấu. Nhìn ra được, cỗ soái luôn hành động cẩn thận. Thằng nhóc, đứng lại, đây không phải nơi mày nên đến, tất cả nơi này đã bị đặt bao hết rồi. Nhìn thấy có người tiền đến, một bảo tiêu cao lớn thô kệch quát lớn với Dương Tiêu. Dương Tiêu nhếch miệng cười nói, xem ra thằng nhóc kia nói không sai, cỗ soái ở chỗ này. Ý thức được Dương Tiêu không phải chỉ đơn giản là đi nhầm nơi, sắc mặt tên bảo tiêu này lập tức thay đổi, nói, thằng nhóc này là đến gây phiền phức, các anh em, bắt giữ nó. Lên, 4 gã bảo tiêu còn lại không do dự lập tức nghênh diện đánh đến Dương Tiêu. Rào âm rầm 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 rầm. 5 người còn chưa đến gần Dương Tiêu đã bị Dương Tiêu ở đối diện đá bay. Loại mặt hàng bình thường này, Dương Tiêu không bỏ vào trong mắt. Thu thập xong 5 người, Dương Tiêu trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy vị trí trung ương của phòng bao có một người trung niên phá lệ thích ý trần trụi nửa người trên đang mát xa. Bên cạnh còn có 2 gã bảo tiêu cơ bắp mang theo kính râm đang đứng. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Tiêu hung hăng run rẩy một ít, cỗ soái này thật đúng là khác biệt. Đi chơi còn mang theo 2 gã bảo tiêu bên cạnh, ở trước mặt 2 gã bảo tiêu phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ không ngại xấu hổ sao? Ai cho cậu ta tiến vào? Ý thức được có người xâm nhập. Cổ huyền soái đang thích ý còn tưởng rằng bảo tiêu ở ngoài cửa tiến vào. Dương Tiêu nhìn thấy cổ soái trầm giọng nói, anh là cổ soái đúng không? Tôi tìm anh để xử lý một ít việc. Nghe thấy giọng nói xa lạ, cổ soái đang hưởng thụ, sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người nhìn về phía Dương Tiêu. Thấy rõ người đến, sắc mặt cổ soái hiển nhiên cảnh giác. Có thể tiến vào phòng, 5 tên bảo tiêu ngoài cửa phòng mình chẳng phải đều bị thằng nhóc này xử lý rồi. Anh là ai? Cổ soái nhíu mày chất vấn. Tuy rằng anh ta ăn hắc lẫn bạch nhưng vì làm buôn bán nên những năm gần đây đắc tội không ít người. Cổ soái nghi ngờ Dương Tiêu là sát thủ do kẻ thù mình phái đến. Dương Tiêu hài hước nói, anh không cần phải biết tôi là ai. Chỉ cần anh cho tôi thứ tôi muốn là được. Liếc mắt đánh giá Dương Tiêu một cái, nhìn thấy dáng người suy nhược của Dương Tiêu, cổ soái khinh thường cười, thứ cậu ta muốn. Đơn giản là đầu của mình thôi. Cổ soái không phải không có bị người ám sát, nghĩ đến loại sát thủ gầy như Dương Tiêu, vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy được. A Long, A Hỏ, giết cậu ta cho tôi, cổ soái nhàn nhạt nói. Nói xong, cổ soái lần nữa ghé vào trên sofa hưởng thụ 2 nhân viên nữ phục vụ. A Long, A Hỗ là 2 gã vô địch quyền anh. Trong mắt cổ soái, xử lý kẻ hèn như Dương Tiêu chính là dùng dao chặt trâu để giết gà. Xử lý nó. 2 gã vô địch quyền anh liếc nhau, đồng thời ra tay. 2 người thân hình to lớn như xe tải lớn đánh đến Dương Tiêu. Dương Tiêu híp mắt, anh ta có thể cảm nhận được thực lực 2 gã vô địch quyền anh này vô cùng mạnh mẽ, khó trách Lý Thần Chiến nói dù là anh ta cũng khó thắng được. Một khi đã như thế, vậy đừng trách tôi không khách khí. Ngay khi 2 người đến gần hết mức, Dương Tiêu sờ bên hông, 2 con dao găm tam lăng xuất hiện trong tay Dương Tiêu. Xê tổ 2 người đến gần. Dương Tiêu xẹt qua một cái, 2 gã vô địch quyền anh cảm thấy một hư ảnh xẹt ngang qua mắt, cổ họng bọn họ dâng lên một cảm giác đau đớn. 2 tên to con không thể tưởng tượng được nhìn chằm chằm Dương Tiêu, thân hình ú to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Xử lý xong 2 gã vô địch quyền anh, Dương Tiêu nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nếu để Dương Tiêu trực tiếp đánh nhau với 2 gã vô địch quyền anh này chỉ sợ anh khó có thể thắng được. Nhưng,
đừng quên Dương Tiêu từng là lưỡi dao sắc bén của Tổ quốc. Dương Tiêu chú ý nhất thủ đoạn một kích giết người nên anh ra tay thường không phải chiến đấu mà giết người. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên có máu người lập tức bắn ra. Nghe được tiếng ngã xuống ầm ầm, Cổ Soái khinh thường nói, A Long, A Hồ, quan sát thằng nhóc này ra ngoài, nhớ rõ làm cho sạch sẽ. Ồ, đúng không? Giọng nói châm biếm của Dương Tiêu lập tức vang lên. Nghe vậy, bỗng nhiên Cổ Soái hoảng sợ, anh ta xoay người lần nữa, nhìn chằm chằm A Long A Hổ đã mất đi hô hấp. Đồng tử anh ta co rụt lại, sắc mặt đại biến, hồn bay ra, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, anh muốn làm gì, đừng giết tôi, tiền, phụ nữ, tôi có thể cho anh hết. Nhìn Cổ Soái đang hoảng loạn, Dương Tiêu không nhịn được mà bật cười, tôi không phải đến để lấy mạng, tôi muốn anh cho tôi một phần chứng cứ. Chứng cứ, chứng cứ gì, người anh em, anh cứ yên tâm, cho dù là chứng cứ gì tôi cũng toàn lực phối hợp. Biết Dương Tiêu không phải sát thủ, Cổ Soái như được đại xá. Tràn đầy háo hứng được sống sót, Cổ Soái lập tức tìm ra chỉ tiết giao dịch và đưa cho Dương Tiêu. Làm xong tất cả đã là rạng sáng, lúc này trở về chỉ sợ sẽ quấy nhiễu Đường Mộc Tuyết. Vì Dương Tiêu sợ quấy nhiễu cô nên anh tùy tiện tìm một nơi ngủ tạm một đêm. Biết được A Long A Hổ bị giết, nội tâm Lý Thần Chiến nhắc lên một ngọn sóng to lớn. Một tia phản nghịch cuối cùng trong nội tâm anh ta đã tan thành mây khói. Dương Tiêu không muốn cho Lý Thần Chiến theo đến chính là muốn cho Lý Thần Chiến xem sức chiến đấu của anh đạt đến trình độ nào. A Long A Hổ tác động rất lớn với Lý Thần Chiến. Trong lòng anh ta đã quyết tâm, về sau tuyệt đối lấy Dương Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sáng sớm hôm sau, Đường Hạo đứng đầu đám dòng chính nhà họ Đường đến công ty sớm. Đường Mộc Tuyết nhận được điện thoại của Đường Hạo, cắn chặt răng đi đến công ty. Bà nội Đường đến hiện trường từ rất sớm. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết một mình đi đến, Đường Hạo cười lạnh nói, Đường Mộc Tuyết, tại sao một mình cô đến? Chứng cứ đâu, không phải nói hôm nay sẽ chứng minh hai người trong sạch sao? Còn có, tên phế vật Dương Tiêu kia đâu à, rồi. Tên phế vật kia làm chuyện trái với lương tâm, chắc chắn bây giờ đã trốn chạy. Đám người cười vang, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết nồng đậm khinh thường. Gặp trào phúng, nhan sắc ngọc của Đường Mộc Tuyết tái nhọt. Khuôn mặt tinh xảo của cô dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Dương Tiêu, không phải anh nói sẽ không có người có thể bắt nạt em vì chính danh của em sao? Bây giờ, anh đang ở đâu? Chẳng lẽ, đúng như theo lời bọn họ nói, anh chạy trốn rồi? Giờ này khắc này, Đường Mộc Tuyết chua xót cực kỳ, một đêm Dương Tiêu chưa về, cô lo lắng suốt một đêm, sợ Dương Tiêu xuất hiện nguy hiểm. Trắng đêm chưa ngủ, không ngờ thời điểm quan trọng Dương Tiêu lại rất dây xích. Hai ngày nay Dương Tiêu mang đến cho cô từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Đường Mộc Tuyết thậm chí còn xem Dương Tiêu trở thành nơi dựa vào kiên cố nhất. Lúc này Dương Tiêu chưa xuất hiện, đối mặt với đám người châm chọc, Đường Mộc Tuyết vô cùng khổ sở, nước mắt trong hốc mắt lập tức xuất hiện. Bà nội Đường lạnh giọng nói, Mộc Tuyết, Dương Tiêu đi đâu? Cậu ta không phải luôn miệng nói hôm nay sẽ lấy ra chứng cứ sao? Mọi người đã hẹn rồi, nếu lát nữa không lấy ra chứng cứ, đừng trách bà nội vô tình. Cháu cũng hiểu rõ, ăn cắp y dược của công ty là tội lỗi không thể tha thứ. Bây giờ, bà nội Đường cũng không dám nói lời tàn nhẫn với Đường Mộc Tuyết, lỡ đâu chọc giận Đường Mộc Tuyết, không biết Đường Mộc Tuyết sẽ làm ra chuyện cực đoan nào. Dù sao bây giờ Đường Mộc Tuyết được Lý Minh Hiên sủng hạnh. Một khi bắt ép Đường Mộc Tuyết quá, cô sẽ không phụ trách công việc hợp tác giữa tập đoàn y dược Đường Nhân và nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ hoàn toàn thất bại. Nếu hai nhà hợp tác thất bại, nhà họ Đường tất nhiên sẽ trở thành trò cười cho vô số danh môn vọng tộc ở Trung Nguyên. Bà nội Đường là người vô cùng sĩ diện, bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Hơn nữa, một khi xuất hiện nguy cơ hợp tác, nguyện vọng tha thiết bước lên nhà giàu số 1 ở Trung Nguyên sẽ không bao giờ được thực hiện. Cho nên, Đường Mộc Tuyết còn giá trị lợi dụng, bà nội Đường không thể xé rách ra mặt với Đường Mộc Tuyết, bà ta đẩy toàn bộ chuyện này lên người Dương Tiêu, lấy điều này để khiến Đường Mộc Tuyết sợ hãi. Đường Hạo cười khẩy nói, đúng rồi, nếu tôi nhớ không sai, tên phế vật kia luôn miệng nói nếu lấy không ra chứng cứ thì tự mình đi tự thú. Chẳng lẽ tên phế vật này đi tự thú rồi? Ha 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 ha, vừa nói xong lời này, dòng chính nhà họ Đường cười chảy cả nước mắt. Ở trong mắt bọn họ, trước sau Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật, không có khả năng lấy ra bất kỳ chứng cứ nào. Ngày hôm qua Dương Tiêu nói những lời này, sau khi dòng chính nhà họ Đường về nhà cười không ngừng.
Điều đáng cười này bọn họ quả thật có thể cười một năm. Một kẻ hèn phế vật, dám khoác lác như vậy mà không thấy ngượng, quá buồn cười. Đối mặt với sự chất vấn của bà nội Đường, Đường Mộc Tuyết uất ức đỏ hốc mắt cúi thấp đầu nhỏ tinh xảo, nói, cháu. Cháu cũng không biết Dương Tiêu đi đâu. Không thể chậm trễ, Đường Mộc Tuyết chỉ có thể nói ra tình y hình thực tế. Vừa nói ra lời này, tim Đường Mộc Tuyết như bị dao cắt, nước mắt cuối cùng không khống chế được mà rào rạt rơi xuống. Dương Tiêu ơi Dương Tiêu, mọi thứ anh nói với em lúc trước chẳng lẽ chỉ là lừa gạt em sao? Bây giờ anh không xuất hiện vì trả thù cả nhà em đã ức hiếp anh trong 5 năm này sao? Tới giờ khắc này, Đường Mộc Tuyết suy nghĩ như ma. Lúc này, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy bản thân bị phản bội bởi một người mình vô cùng tin tưởng. Người này từ sau lưng cô chọc dao nhỏ, khiến cô thừa nhận một đòn chí mạng. Tôi vừa rồi nói như thế nào? Thằng nhóc này chắc chắn chạy trốn rồi. Một người chắc chắn nói. Là heo cũng biết tên phế vật này chạy trốn, làm chuyện trái với lương tâm, cậu ta còn mặt mũi xuất hiện sao? Đường Hạo cười khẩy nói, không thể tự mình đưa tên phế vật này vào cục cảnh sát, thật là quá tiếc nuối. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể báo cảnh sát tuyên bố lệnh truy nã. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tên phế vật này chạy trốn đến rất mùng một chẳng lẽ còn tránh được 15. Sắc mặt bà nội Đường càng thêm âm trầm. Có một cỗ lửa giận vô hình không ngừng ấp ủ từ bà ta. Cô hoàn toàn ý thức được, chuyện mắt trộm y dược này khẳng định không thể xóa nhòa quan hệ với Dương Tiêu. Kỳ thật là xem thường tên phế vật này rồi, bà nội Đường lạnh giọng nói. Trong 5 năm này, Dương Tiêu gặp khinh nhục, đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, hóa ra chỉ là biểu hiện giả dối. Tên phế vật này lòng muông dạ thú, muốn phá hủy mạch máu công ty Đường Nhân, thật sự đáng giận. Bà nội Đường quyết tâm. Chờ tiếp theo nhất định phải báo cảnh sát truy nã toàn quốc Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu thừa nhận pháp luật chế tài, khiến cho Dương Tiêu nửa đời sau sống trong ngục giam. Đường Mộc Tuyết đã khóc không thành tiếng, vẻ mặt cô khẩn cầu nhìn về phía bà nội Đường, bà nội, do cháu, tất cả là do cháu. Bà muốn trách phạt thì trách phạt cháu đi, không có chút liên quan nào với Dương Tiêu. Cháu nguyện ý ngồi tù vì Dương Tiêu, chỉ cần bà nội có thể buông tha anh ấy. Cứ việc thừa nhận sự đau khổ bị phản bội nhưng Đường Mộc Tuyết vẫn không thể tin được Dương Tiêu sẽ làm ra chuyện ăn cắp y dược. Giờ phút này Dương Tiêu không xuất hiện, Đường Mộc Tuyết nghi ngờ chiếc Maserati Quattroport có phải Dương Tiêu tự mình buôn bán y dược mua cho cô không nữa. Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết càng thêm khổ sở. Dương Tiêu ơi Dương Tiêu, tại sao anh làm ra chuyện ngốc như thế chứ? Tuy em có nguyện vọng được chiếc xe em yêu thích nhưng không cần làm ra việc không nhận ra người như thế này. Chúng ta có đôi tay, chúng ta có thể kiếm tiền, tại sao lại làm như thế? Thôi, thôi, cứ như thế đi, hy vọng em thay anh ngồi tù có thể đánh thức được anh. Nếu em ở trong ngục giam cả đời, duyên phận vợ chúng ta đời này cứ kết thúc như thế đi. Hy vọng về sau anh sẽ tìm được một người phụ nữ ôn nhu hiền huệ chăm sóc anh quãng đời còn lại. Cho đến bây giờ, Đường Mộc Tuyết không có trách cứ Dương Tê Huyền Tiêu, cam tâm vì Dương Tiêu thừa nhận hết tất cả trắc trở. Đường Hạo nóng nảy, vội vàng nói hưu nói vượt. Chuyện này là ai là thì người đó phải chịu trừng phạt của pháp luật. Đường Mộc Tuyết, tôi cảnh cáo cô, không cần làm bậy. Anh ta còn trông cậy Đường Mộc Tuyết phụ trách công việc hợp tác, vì tập đoàn y dược Đường Nhân kiếm nhiều tiền hơn. Về sau Đường Hạo muốn thừa kế công ty, tất nhiên hy vọng tiền công ty càng ngày càng nhiều hơn. Tâm trạng Đường Hạo giống y như đúc bà nội Đường. Bà ta không hy vọng Đường Mộc Tuyết xúc động gánh vác tất cả trách nhiệm. Mộc Tuyết, cháu không phải đang làm loạn sao? Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này không liên quan đến cháu. Bà nội tin tưởng nhân phẩm của chúa, chuyện này khẳng định do Dương Tiêu làm. Giọng điệu bà nội Đường kiên định nói. Giờ khắc này, nghe được những lời này của bà nội Đường, Đường Mộc Tuyết cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Tin tưởng nhân phẩm của tôi. Ngày hôm qua là ai hùng hỗ dọa người? Hận không thể đưa tôi vào chỗ chết. Mặt Đường Mộc Tuyết như cho tàn, cô đã không xa cầu nhiều như vậy. Cô cười khổ một tiếng, không cần phải nói, chuyện này do cháu làm, không có chút liên quan nào với Dương Tiêu. Mọi người muốn gây phiền phức thì tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, cứ như thế đi. Hồ nháo, bà nội Đường tức giận phát run. Đường Hạo cũng phát hỏa, Đường Mộc Tuyết, đừng tưởng rằng có Lý Minh Hiên che chở cô thì cô không kiêng nể gì. Đúng vậy. Đường Mộc Tuyết cô không phải dựa vào Lý Minh Hiên sủng hạnh cô sao? Trừ bỏ việc lấy lòng Lý Minh Hiên, có thể làm gì? Bà nội đã mở miệng, cô còn dám biện hộ cho tên phế vật Dương Tiêu kia.
cô tính làm bà nội tức chết sao? Nghe được đám người quát lớn, Đường Mộc Tuyết vô cùng khó hiểu. Tại sao cô lại liên quan đến Lý Minh Hiên rồi? Đường Mộc Tuyết hồn nhiên không biết, Lý Minh Hiên không cho Đường Hạo sắc mặt tốt, không nhận anh ta làm người phụ trách hạng mục hợp tác. Mấy người nói chuyện gì vậy? Lý Minh Hiên thì làm sao? Vào giờ phút này, sắc mặt Dương Tiêu kinh ngạc đi đến, đây không phải là giờ đi làm sao? Bây giờ mới 7 giờ rưỡi, tại sao mọi người đến sớm như thế? Ngay sau đó Dương Tiêu nhìn về phía Đường Mộc Tuyết đau lòng nói, Mộc Tuyết, tại sao em lại khóc? Có biết anh sẽ đau lòng hay không? Còn có, sáng sớm Tinh Mơ nói ngồi tù cái gì, không may mắn lắm đâu. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, tất cả đám người nhà họ Đường ngây ngốc, tên phế vật này đến sao? Thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết run lên, không thể tưởng tượng được nhìn người trước mặt. Đường Hạo dẫn đầu phản ứng lại, anh ta vênh váo tự đắc, tàn khốc quát, tên phế vật Dương Tiêu này, còn có mặt mũi đến đây. Người đến, nhanh chóng bắt lấy tên phế vật này cho tôi. Đường Hạo giống lớn một tiếng, đám người dòng chính nhà họ Đường mỗi người mắt to chừng mắt nhỏ, không thèm để ý lời của Đường Hạo. Dương Tiêu có thể đánh như thế nào, bọn họ hiểu biết rồi. Buổi sáng ngày hôm qua đám người bọn họ đều bị Dương Tiêu ném đi. Ngay cả đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương còn bị đánh bao ầm dập, đừng nói chỉ đám người phàm phu tục tử bọn họ. Dương Tiêu liếc mắt nhìn quét qua mọi người, đám dòng chính nhà họ Đường thân hình lảo đảo lui về phía sau, sợ bị Dương Tiêu nhắm vào. Làm sao, chuyện xấu đã làm, sợ người khác phơi bày cho anh sao? Dương Tiêu châm biếm một tiếng. Cảm thụ được sự địch ý của Dương Tiêu, Đường Hạo ra vẻ trấn định cười lạnh nói, Dương Tiêu, đừng tưởng rằng chúng tôi không làm gì được mày. Bà nội nói là hiện trường, chứng cứ đâu rồi? Nếu không lấy ra được chứng cứ, tao lập tức báo cảnh sát đến bắt mày. Tất cả mọi người như tìm được người tâm phúc. Đúng vậy, chứng cứ đâu? Bây giờ Dương Tiêu vẫn là tên trộm y dược Đường Nhân bị người tình nghi. Chờ không lấy ra chứng cứ, chỉ cần báo cảnh sát là được. Cho dù thân thủ Dương Tiêu không tầm thường thì làm sao? Chẳng lẽ còn có thể kháng bắt sao? Dương Tiêu làm lơ mọi người. Vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, ôn nhu nói, thật xin lỗi Mộc Tuyết, anh đã đến trễ. Không, không có việc gì, sao anh lại đến đây? Không biết hậu quả sao? Đường Mộc Tuyết nôn nóng nói. Dương Tiêu cười nhẹ một tiếng, hậu quả? Hậu quả gì? Mộc Tuyết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Dương Tiêu anh sẽ không thể bỏ xuống một mình em mà chạy trốn. Nghe được lời của Dương Tiêu, nước mắt của Đường Mộc Tuyết lại rơi xuống lần nữa. Hóa ra người này vẫn rất ấm áp. Sắc mặt bà nội Đường khó coi, bà ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu lạnh giọng nói, tôi không có thời gian xem hai người ở chỗ này ve vãn đánh yêu. Dương Tiêu, nếu cậu là đàn ông thì lời nói hôm qua cậu phải trả giá đắt. Nếu chờ lát nữa cậu không lấy ra chứng cứ, đừng trách bà lão tôi đây không nhớ tình cũ. Bà nội Đường nghĩ kỹ rồi, cho dù như thế nào, chuyện này phải cho bà ta một đáp án, Dương Tiêu cần thiết bị bắt. Bà ta nhìn ra, Đường Mộc Tuyết rất để ý tên phế vật này. Chỉ cần bà ta khống chế được Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không thể không vì bà ta mà bán mạng. Dương Tiêu cười nhạo một tiếng, tình cũ. Bà nội, ngài thật quá đề cao tôi rồi. Tôi và bà có tình cảm gì? Tại sao tôi không biết nhỉ? Nội tâm Dương Tiêu cười lạnh không thôi. Từ ngày đầu tiên anh trở thành con rể nhà họ Đường, bà nội Đường không hề cho Dương Tiêu một sắc mặt tốt. Thậm chí 5 năm trước. Hôn lễ của anh và Đường Mộc Tuyết bà nội Đường cũng không xuất hiện. Anh biết, đáy lòng bà nội Đường khinh thường anh. Bởi vậy, đối diện với bà nội Đường ngang ngược vô lý, Dương Tiêu không có chút thiện cảm nào. Nếu không phải vì ông nội Đường đã qua đời, Dương Tiêu sẽ không cho bà ta mặt mũi. Đường Hạo tàn khốc nói, phế vật, tại sao mày có thể chuyện như thế với bà nội? Có biết cái gì gọi là tôn ti trật tự hay không? Bà nội Đường bị lời nói của Dương Tiêu làm tức giận. Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bà ta, quả thật không thể nói lý. Dương Tiêu, bà lão tôi đây không muốn lãng phí môi lưỡi với cậu. Hôm qua không phải cậu điều tra chứng cứ sao? Chứng cứ đâu rồi? Bà nội Đường chất vấn. Đúng vậy, chứng cứ đâu? Đường Hạo khí thế bức người quát lớn. Đường Mộc Tuyết nôn nóng hỏi, Dương Tiêu, anh tìm được chứng cứ rồi sao? Người duy nhất ở hiện trường không muốn nhìn thấy Dương Tiêu gặp nạn chỉ có Đường Mộc Tuyết. Tuy rằng hai người vẫn chưa có vợ chồng chỉ thật nhưng tình cảm 5 năm ở chung này, không có bất kỳ kẻ nào có thể thay thế. Ê ca Dương Tiêu nhìn chằm chằm Đường Hạo, nghiền ngẫm nói, gấp làm gì?
nhìn thấy nụ cười ý vị sâu xa của Dương Tiêu, trong lòng Đường Hạo dâng lên một dự cảm không lành. Chẳng lẽ tên phế vật này thật sự tìm được chứng cứ hay sao? Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Anh ta cho Mã Thế Sương xử lý toàn bộ y dược đưa cho nhân vật lớn cổ soái hắc ăn hắc, oai phong ở mảnh đất màu xám. Đạo cũng có đạo, cổ soái vô cùng giữ chữ tín mới có được danh dự này. Cổ soái tuyệt đối không tự phá nát chiêu bài chữ vàng của mình. Hơn nữa, tên phế vật Dương Tiêu này tư cách sách xếp cho cổ soái cũng không có, đừng nói đến việc cổ soái đứng ra cho anh chính danh. Bà nội, không cần lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát đi. Sắp đến 8 giờ rồi, chờ lát nữa mọi người còn phải đi làm. Đường Hạo cười lạnh nói. Đúng vậy, bà nội, thời gian không còn máy, không cần phải rối rắm quá nhiều. Tên phế vật cố ý làm ra vẻ, ỷ vào Đường Mộc Tuyết cho rằng chúng ta không dám điều tra cậu ta thôi, bản thân mang theo nón xanh còn cứng rắn làm gì. Ngôn tình hay. Ở trong mắt mọi người, Dương Tiêu lại ỷ vào Đường Mộc Tuyết ký hợp đồng với nhà họ Lý ở Đông Hải nên mới dám không kiêng nể gì như vậy. Nhìn chằm chằm sắc mặt ghê tởm của dòng chính nhà họ Đường, khóe miệng Dương Tiêu hơi hơi cong lên, móc móc túi, ném một xấp giấy A4 quăng ra ngoài. Đây, đây là chứng cứ mấy người muốn. Dương Tiêu hài hước nói. Ồ, bà nội Đường vô cùng kinh ngạc, bà ta lập tức tiến lên cầm lấy xấp giấy A4 này. Giả thần giả quỷ. Đám người vô cùng khinh thường, bọn họ cũng không tin Dương Tiêu có thể tìm được bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Đường Mộc Tuyết khẩn trương nắm góc áo nhìn về phía Dương Tiêu, hỏi, đây. Đây thật sự là bằng chứng sao? Dương Tiêu ôn nhu nói, Mộc Tuyết, tin tưởng anh. Nhìn sắc mặt như tính sẵn ở trong lòng của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết như uống thuốc an thần, nội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Cô biết, Dương Tiêu chưa bao giờ nói mạnh miệng, sẽ không tùy tiện lừa gạt cô. Mày tiếp tục giả vờ đi, Đường Hạo khinh miệt, đánh chết anh ta cũng không tin Dương Tiêu có thể được chứng cứ. Nhưng khi ánh mắt Đường Hạo quét qua máy tờ giấy A4 này thì anh ta run lên, ánh mắt dần dần dại ra. Giấy trắng mực đen, hồ sơ ghi lại toàn bộ kinh doanh giữa Đường Hạo và cổ soái. Trong đó có mấy chỗ được màu tô màu đỏ, vô cùng rõ ràng, hồ sơ ghi lại đúng là chi tiết giao dịch giữa bọn họ và cổ soái. Đùng, đây không thua gì một tiếng sấm sét hung hăng đánh trên người Đường Hạo, khiến Đường Hạo mềm nhũ. Sao có thể chứ? Tên phế vật Dương Tiêu này sao có thể thu thập được chứng cứ chứ? Xem xong, sắc mặt bà nội Đường âm trầm như nước, dòng chính nhà họ Đường cũng rơi vào sự khiếp sợ sâu sắc. Ai cũng không đoán được, cục diện sẽ xảy ra biến chuyển kinh người như vậy. Tốt thật, Đường Hạo, không nghĩ đến cậu là loại người đó. Không sai, Đường Hạo, cậu thật quá đáng. Cậu không chỉ có ăn cắp y dược công ty, còn vu hãm Dương Tiêu, lương tâm cậu không phải quá tối đi. Đúng vậy. Bà nội, hành vi này của Đường Hạo đã là phạm pháp, cháu đề nghị lập tức báo cảnh sát, bắt Đường Hạo lại. Đôi mắt đám người hám lợi này vô cùng rõ ràng, ăn trộm y dược Đường nhân chính là xúc phạm điểm cuối cùng của bà nội Đường. Bây giờ đã điều tra ra manh mối, bọn họ cần phải nắm lấy cơ hội hung hăng áp chế Đường Hạo. Nội tâm bà nội Đường nháy mắt nhắc lên từng trận sóng to gió lớn. Bà ta không đoán được, chuyện này thật sự do Đường Hạo làm. Giờ khắc này, bà nội Đường cực kỳ tức giận. Đường Hạo, cháu thật giỏi đấy, dám làm ra loại chuyện quá đáng thế này, còn vu hãm Dương Tiêu, quả thật không thể nói lý. Đường Hạo, chuyện này rốt cuộc là sao? Bà nội Đường phẫn nộ nói. Đường Hạo liên tục hoảng sợ, anh ta vội vàng rảo biện nói, bà nội, đây không phải cháu làm, khẳng định là Dương Tiêu cố ý vu oan cháu. Bà nội, khẳng định là như thế, hồ sơ giao dịch cũng là giả, khẳng định Dương Tiêu làm giả. Ai nói đây là do ngài Dương làm giả? Ngay tại một giây, sắc mặt cô soái âm trầm đến hiện trường. Nhìn thấy cổ soái, mặt Đường Hạo như cho tàn, sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng. Xong rồi. Bây giờ hoàn toàn xong đời. Cậu là ai? Nhìn thấy có người tiến đến nhúng tay, bà nội Đường vô cùng không vui của mắng. Đường Hạo là cháu trai đích tôn của bà ta, cho dù có xuất hiện chuyện như vậy, bà ta không thể đưa Đường Hạo vào chỗ chết. Đúng vậy. Cậu xem cậu là ai? Chỗ nào cho cậu có tư cách mở miệng? Còn không chạy nhanh đi xin lỗi, sau đó suy nghĩ có bay xa quá không, cậu lập tức cút xa cho tôi. Đám người dòng chính nhà họ Đường tất cả khít mũi coi thường cổ soái. Bọn họ luôn bắt nạt kẻ yếu, không biết thân phận thật sự của cổ soái. Cổ soái vênh váo tự đắc, đôi tay khoanh trước ngực bế nghễ nói,
nhà họ Đường thật giỏi, khẩu khí lớn như thế. Cổ soái tôi ghi nhớ mấy người, dám nói chuyện như vậy với tôi nghĩ mấy người muốn nửa đời sau phải sống trên giường bệnh đúng không? Cái gì? Cổ soái. Nghe thấy cái tên này, mọi người trong hiện trường thất sắc đại kinh. Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ gặp cổ soái, nhưng nghe nói qua những nhân vật lớn nổi danh lừng lẫy ở mảnh đất màu xám của thành phố Trung Nguyên. Đặc biệt là cổ soái, là thần tượng không biết trong lòng bao nhiêu người. Bởi vì cổ soái dù chưa thành lập thế lực bang phái nhưng ăn hắc lẫn bạch. Lực kêu gọi rất mạnh, muốn tiêu diệt một dòng họ số 2 thì dễ như trở bàn tay. Mặt già của bà nội Đường thay đổi, sắc mặt phẫn nộ lúc đầu nháy mắt hóa thành tôn kính. Bà ta biết rõ cổ soái là nhân vật lớn nhà họ Đường không thể trêu vào. Nếu chọc giận cổ soái, không chừng toàn bộ nhà họ Đường có tai họa ngập đầu. Hóa ra là ngài cổ, bà lão này thất lễ rồi. Không biết ngài cổ đến đây, thật sự là Đường đột. Mong ngài cổ không trách, bà nội Đường tôn kính nói. Nhìn chằm chằm bà nội Đường, cổ soái muốn phát tác nhưng nghĩ đến Dương Tiêu là con rể của nhà họ Đường, anh ta cố gắng nén sự tức giận. Thôi thôi, cổ soái rất bất lực xua tay, nói. Nếu như dựa theo tính tình trước kia của anh ta, thế nào anh ta cũng phải dạy đám người nhà họ Đường mắt chó này một bài học. Còn không mau xin lỗi ngài cổ, bà nội Đường lập tức quát. Đám dòng chính nhà họ Đường hoảng loạn, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài cổ đại nhân không nhớ tiểu nhân. Chúng tôi không biết là ngài, cho nên mới mạo phạm. Đúng vậy, ngài cổ, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đừng trách, đừng trách. Trong lòng cổ soái vô cùng khinh thường. Một dòng họ số 2 kẻ hèn, không bằng pháp nhãn của anh ta. Đặc biệt là đàn đôi mắt hám lợi của nhà họ Đường, anh ta khinh thường nhìn lại. Tối hôm qua mạng nhỏ suýt chút nữa chết ở trong tay Dương Tiêu. Dương Tiêu đáng sợ, cổ soái hoàn toàn hiểu biết được. Hai gã vô địch quyền anh không phải đối thủ của Dương Tiêu, cổ soái túng. Anh sợ Dương Tiêu còn tìm đến cửa gây phiền phức, tự mình tiến đến tập đoàn y dược Đường nhân chứng minh hồ sơ kinh doanh này là anh ta khai ra. Dương Tiêu âm thầm kinh ngạc, không đoán được cổ soái rất thông minh, khó trách có thể ăn hắc lẫn bạch. Chuyện ngày hôm qua cổ soái không tức giận khẳng định là giả nhưng chẳng qua cổ soái là thương nhân không khéo. Anh ta biết, chỉ cần Dương Tiêu cướp tính mạng của mình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng chết hai người cấp dưới nhưng nếu quan hệ tốt với Dương Tiêu, không chừng về sau hai người còn xảy ra chút cọ sát gì đó. Mục đích của thương nhân luôn là quyền lợi tối cao, Dương Tiêu có đủ thực lực. Đáng giá để anh ta quan hệ. Bà nội Đường cung kính nói, không biết ngài cổ đến nhà họ Đường có chỉ thị gì. Ở trước mặt cổ soái, bà nội Đường tất cung tất kính, sợ chọc cổ soái không vui vẻ. Cổ soái cố ý liếc mắt quét qua Đường Hạo một cái, khiến Đường Hạo sợ đến mức run rẩy. Đường Hạo biết cổ soái quyền uy cỡ nào, cổ soái đã đến, khẳng định vì giúp Dương Tiêu nói chuyện. Nghĩ đến đây, Đường Hạo càng thêm tuyệt vọng. Đáng chết! Tên phế vật Dương Tiêu này sao có thể mời được nhân vật lớn như cổ soái chứ? Cổ soái không giận mà uy, nói, bà Đường, mục đích tôi đến hôm nay rất đơn giản. Tôi chỉ muốn nói cho bà, phần hồ sơ này do tôi tự mình khai. Đánh dấu hoa tơ hồng chính là mức giao dịch cụ thể giữa người nào đó và đường nhân của mấy người trong hơn một năm này. Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi. Bà nội Đường ở trước mặt cổ soái thở cũng không dám thở mạnh. Trước khi rời đi, cổ soái cố ý nói với Dương Tiêu, ngài Dương, nếu đám người không có mắt này còn dám bôi nhọ anh, hãy báo cho tôi một tiếng, tôi đảm bảo khiến bọn người này hối hận khi đi vào thế giới này. Dương Tiêu gật gật đầu, cổ soái nhìn ra được Dương Tiêu không muốn ở trước mặt mọi người có liên quan nhiều đến mình, anh ta lập tức rời đi. Nhìn thấy bóng dáng rời đi của cổ soái, lại nhìn Dương Tiêu. Đám dòng chính nhà họ Đường tất cả không rét mà run. Ai cũng không đoán được tên phế vật trong mắt bọn họ có quan hệ với cổ soái, nhân vật lớn quan trọng như thế. Có cổ soái che chở, về sau bọn họ muốn khinh nhục Dương Tiêu sẽ không dễ dàng như vậy. Nội tâm Đường Mộc Tuyết càng chấn động, cô thật sự không đoán được Dương Tiêu không chỉ tìm được chứng cứ mà còn mời cả cổ soái, nhân vật đứng đầu mảnh đất màu xám này. Đêm hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô thật sự vô cùng tò mò. Bởi vì tất cả mọi việc Dương Tiêu làm Đường Mộc Tuyết cảm thấy không có khả năng. Dù sao cô và Dương Tiêu sinh sống với nhau 5 năm. Mỗi ngày Dương Tiêu làm việc nhà, cũng không chạy loạn, cũng không đêm không về ngủ. Trừ bỏ ham mê không tốt là yêu thích hút thuốc ra thì những thứ khác không có vấn đề gì. Đột nhiên, Dương Tiêu đưa cổ soái,
nhân vật lớn của mảnh đất màu xám đến khiến Đường Mộc Tuyết chấn động hỏng rồi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm bà nội Đường nói thẳng, bà nội, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, có phải người nào đó nên bị khiển trách hay không? Bà nội, lần này bà nhất định phải trả cho chúng cháu một sự trong sạch. Đường Mộc Tuyết vô cùng tức giận. Từ hôm qua cho đến hôm nay, Đường Mộc Tuyết chảy không biết bao nhiêu nước mắt. Hơn nữa, đây là bôi nhọ, cùng với chịu uất ức như bình thường không giống nhau. Đường Mộc Tuyết giữ mình trong sạch, không thể chịu đựng sự bôi nhọ này. Ánh mắt đám dòng chính nhà họ Đường trong lúc nhất thời nhìn Đường Hạo cũng thay đổi. Sắc mặt tất cả bọn họ không tốt, chờ bà nội Đường xử phạt Đường Hạo. Loại chuyện này đừng nói bà nội Đường không thể nhẫn nại, ngay cả đám dòng chính nhà họ Đường cũng không thể nhẫn nại. Nếu bởi vì một con sâu mọt Đường Hạo mà kéo sụp đổ Đường Nhân thì về sau bọn họ ăn uống cái gì? Chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sao? Ở quyền lợi tuyệt đối trước mặt, đám đôi mắt hám lợi này sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến lợi ích của bọn họ. Bà nội, tuyệt đối không thể tha cho Đường Hạo, nhất định phải cho Đường Hạo bài học chung thân khó quên. Rất đúng, loại hành vi ăn trộm này có khác gì nhau? Chạy nhanh báo cảnh sát bắt Đường Hạo lại. Giờ phút này, toàn bộ mặt dòng chính nhà họ Đường đều lạnh nhạt. Nội tâm Đường Hạo sợ hãi khôn xiết, cảnh tượng bị nghìn người chỉ trỏ luôn xuất hiện ở trên người Đường Mộc Tuyết. Bây giờ xuất hiện trên người anh ta, miễn bàn Đường Hạo có bao nhiêu sợ hãi. Chuyện này do anh ta và Mã Thế Xương làm, anh ta là chủ mưu, không thể trốn tránh trách nhiệm. Vừa rồi cổ soái đã đến, càng đẩy anh ta vào vực sâu không đáy. Anh ta muốn tẩy trắng cũng không thể. Nhìn sắc mặt âm trầm như nước của bà nội Đường, cảm thụ được đôi mắt dường như sắp phun lửa của bà ta, Đường Hạo lảo đảo quỳ gối trên mặt đất. Anh ta ôm lấy đùi bà nội Đường khóc tang, nói, bà nội, cháu sai rồi, cháu biết sai rồi. Cháu là cháu trai đích tôn của bà, cầu xin bà cho cháu một cơ hội nữa. Về sau cháu nhất định hồi cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Nhìn thấy một màn trước mắt, mặt Dương Tiêu không gợn sóng. Đường Mộc Tuyết nắm chặt bàn tay, vẻ mặt tức giận. Người xấu cuối cùng cũng trồi lên mặt nước. Nhìn sắc mặt hoảng loạn của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết rất vui vẻ. Bà nội, ngài nhất định phải khiển trách con sâu mọt Đường Hạo này. Đám dòng chính nhà họ Đường lòng đầy căm phẫn nói. Xúc phạm quyền lợi của bọn họ ước gì đưa Đường Hạo ra công lý, trách quyền lợi của bọn họ bị xúc phạm lần nữa. Bà nội Đường liếc dòng chính nhà họ Đường một cái, lạnh giọng nói, nhà này là do tôi quyết định hay mấy người quyết định. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người bà nội Đường, đám người không rét mà run. Bà nội Đường mở miệng, bọn họ không ai dám nói nhiều thêm một câu. Đường Hạo biết chỉ cần bà nội Đường thay mình nói chuyện, bản thân khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bà nội, cháu chỉ nhất thời hồ đồ, cháu thật sự không muốn xúc phạm lợi ích của công ty. Đường Hạo nước mắt nước mũi nói. Nhìn sắc mặt Đường Hạo sợ đến mức trắng bệch, bà nội Đường rất đau lòng. Bà ta nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, Hạo Hạo tuổi còn nhỏ, khẳng định gặp kẻ xấu mê hoặc, chuyện này chủ mưu khẳng định không phải Hạo Hạo. Hạo Hạo, cháu nói sự thật đi. Chỉ cần thẳng thắn, bà nội sẽ làm chủ cho cháu. Nghe được lời này, nội tâm Dương Tiêu không ngừng cười lạnh. Đúng là sẽ thay Đường Hạo nói chuyện, người đã 27, 28 tuổi rồi, còn nhỏ sao? Chẳng lẽ Đường Hạo là một đứa bé khổng lồ lớn tuổi sao? Đường Hạo biết bà nội Đường đang giải vây cho mình, anh ta hấp tấp nói, là Mã Thế Xương, tất cả do Mã Thế Xương xúi cháu làm. Mỗi lần giao dịch là Mã Thế Xương đi giao dịch. Hơn nữa Mã Thế Xương quen biết nhân vật ở mảnh đất màu xám, cháu đâu dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của anh ta. Vì giải vây chịu tội, Đường Hạo khai Mã Thế Xương ra. Chết đạo hữu bát tử bần đạo, đội trưởng Mã, đừng trách tôi vô tình, dù sao anh cũng vớt từ chỗ tôi được nhiều thứ tốt rồi. Mã Thế Xương đang dưỡng thương làm sao đoán được Đường Hạo trực tiếp ném cho mình tội danh xấu. Bà nội Đường vừa lòng gật đầu nói, mọi người nghe được rồi chứ. Chờ lát nữa báo cảnh sát bắt lại Mã Thế Xương cho tôi. Đến nỗi Đường Hạo, khấu phạt một tháng tiền lương, lấy việc này làm khiển trách. Cảm ơn bà nội, Đường Hạo quá vui mừng. Một tháng tiền lương kẻ hèn đối với anh ta mà nói không tính là cái gì. Đường Mộc Tuyết nóng nảy, Đường Hạo phạm phải tội lớn như vậy, chỉ khấu phạt một tháng tiền lương là xong rồi. Bà nội, cứ như thế mà tha thứ cho Đường Hạo sao? Đường Mộc Tuyết tức giận hỏi. Bà nội Đường nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ cháu còn muốn Hạo Hạo ngồi tù à? Thôi,
bà nội thừa nhận là bà nội hiểu lầm cháu. Bà nội mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Nói xong, bà nội Đường không màng Đường Mộc Tuyết tức giận, đi ra phía bên ngoài. Ánh mắt Dương Tiêu thoáng hiện lên một tia hung ác, nham hiểm. Anh đoán được bà nội Đường sẽ bao che cho Đường Hạo nhưng không đoán được sẽ bao che rõ ràng như thế. Đường Mộc Tuyết gặp phải uất ức lớn như thế, có lệ một câu như vậy, làm qua loa. Đám người dòng chính coi như đã nhìn ra thái độ bà nội Đường đối với Đường Hạo. Không hổ là cháu trai đích tôn, sự bao che này thật đúng chỗ. Bọn họ nhìn ra được, dù là Đường Hạo phạm phải sai lầm lớn nào, bà nội Đường sẽ không khiển trách Đường Hạo. Kết quả, đám người cười như hổ sôi nổi nói với Đường Hạo, "Đường Hạo, tôi biết chủ mưu khẳng định không phải là cậu. Mã Thế Xương thật âm hiểm xảo trá, khẳng định là anh ta làm." "Đúng vậy, đúng vậy." Mã Thế Xương vừa thấy đã biết không phải dạng người tốt. Đường Hạo vô tội bị Mã Thế Xương kéo xuống nước. Đường Hạo từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Đường Mộc Ba Tuyết giống như đánh thắng trận, phần chắn nói, "Đường Mộc Tuyết, thấy được rồi chứ? Dù tôi phạm phải sai lầm gì, bà nội sẽ tha thứ cho tôi. Cô hãy nhớ kỹ, tôi là cháu ruột, cô chả là thứ chó má gì hết. Muốn gây chuyện với tôi, cô sớm chết tâm đi." Nói, Đường Hạo lại lần nữa nhìn về phía Dương Tiêu oán độc nói, "Phê vật, tuy rằng tao không biết tại sao mày có thể mời được nhân vật lớn như cổ soái nhưng chỉ cần có tao ở công ty, không có ai đủ sức đụng đến được địa vị của tao." "Đúng rồi, đã quên nói cho mày, không biết Đường Mộc Tuyết đã ngủ bao nhiêu người, trên đầu người là thảo nguyên lớn Hưu Lan Bi đó." Đưa mắt nhìn đến thấy một mảnh xanh lục, ha 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 hai. Chế nhạo xong hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo khinh thường đi ra bên ngoài công ty. "Cậu," Đường Mộc Tuyết bi phẫn. "Cô rõ ràng không làm ra chuyện gì có lỗi với Dương Tiêu, tại sao lại đội mũ cho cô?" Điều này khiến Đường Mộc Tuyết vô cùng phẫn nộ. Dương Tiêu giữ chặt tay Đường Mộc Tuyết, ôn nhu nói, "Thôi, chó cắn em một cái, chẳng lẽ em còn muốn cắn lại chó sao?" Nghe được lời này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết tức giận dậm dậm chân, lúc này cô mới không tính tranh luận với Đường Hạo nữa. Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Dương Tiêu ôn nhu nói, "Ngày hôm qua rất bận rộn đúng không? Tuy rằng em không biết rốt cuộc anh đã trải qua cái gì nhưng mà em rất lo lắng cho anh. Về sau anh không được làm việc ngu ngốc này nữa đấy." Ập cổ soái là nhân vật của ở mảnh đất màu xám, cô không muốn Dương Tiêu can dự vào mảnh đất màu xám. Nhìn ánh mắt chứa đầy sự quan tâm của Đường Mộc Tuyết, trái tim Dương Tiêu tan chảy. Anh cảm thấy bận rộn cả ngày hôm qua là đáng giá. Dương Tiêu sủng nịch nhéo nhẹ mũi quỳnh của Đường Mộc Tuyết, trêu ghẹo nói, "Nhóc con ngốc, cả đêm hôm qua không ngủ đúng không? Quầng thâm mắt hiện ra hết rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi." "Vâng, chuyện đã được giải quyết, thể xác và tinh thần Đường Mộc Tuyết đều mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon." Về đến nhà, vành mắt Triệu Cầm cũng thâm đen, hùng hùng hỗ hỗ nói, "Dương Tiêu, gan mày to ra à? Bây giờ cơm cũng không nấu, chuẩn bị cho bà đây chết đói sao?" Tối qua Triệu Cầm đi ra ngoài chơi mạt chược, cho đến bây giờ mới trở về. Tiền mang trên người thua hết toàn bộ, giờ phút này tính tình Triệu Cầm nóng nảy đến cực độ. Thằng nhóc này tối qua không có về, càng ngày càng quá đáng. Đường Kiến Quốc tức giận không nhẹ. Hai chân Đường Quốc Kiến tàn tật, không thể nấu cơm, bây giờ ông ta cũng đói bụng. Dương Tiêu bị răn dậy, Đường Mộc Tuyết vội vàng nói chuyện thay cho anh. "Ba, mẹ, Dương Tiêu có việc cần xử lý, hai người đừng mới sáng tỉnh mơ đã quát quát tháo tháo được không?" Dương Tiêu cười nhàn nhạt, nói, "Mộc Tuyết, không sao đâu, bây giờ anh lập tức đi nấu cơm." Nói xong, Dương Tiêu đi đến phòng bếp, nhìn Dương Tiêu đi vào phòng bếp, nội tâm Đường Mộc Tuyết rất hụt hẫng. Lăn lộn cả ngày, vất vả lắm mới trong sạch, về nhà còn chịu sự khinh bỉ, Đường Mộc Tuyết không khỏi âm thầm đau lòng Dương Tiêu. Ăn xong bữa sáng, Đường Mộc Tuyết thật sự không chịu nổi nên ngủ rồi. Dương Tiêu thì đi vào ban công, hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, rối rắm suy nghĩ. Anh cần thiết nghĩ cách lôi đám nhà họ Đường này xuống để Đường Mộc Tuyết lên thay. Khuôn mặt xấu xí của đám người nhà họ Đường này hoàn toàn khiến anh ghê tởm rồi. Giữa trưa, Đường Hạo lái xe đi đến biệt thự mà bà nội Đường đang sống. Nhìn thấy Đường Hạo, bà nội Đường nghiêm túc nói, "Hạo Hạo, tại sao cháu hồ đồ như vậy? Cháu chính là cháu trai duy nhất của bà, về sau không phải Đường Nhân sẽ do cháu thừa kế sao? Sao lại gấp như thế? Cháu phải biết rằng ở trong nhà họ Đường bà nội chỉ yêu thương một mình cháu." Nghe thấy lời này, nội tâm bất an của Đường Hạo hoàn toàn tan thành mây khói.
Nội tâm anh ta tràn ngập đắc ý. Quả nhiên, bà nội yêu thương anh ta nhất. Đường Mộc Tuyết ơi là Đường Mộc Tuyết, cô có tư cách gì đấu với tôi? Đường Hạo cực kỳ không cam lòng nói, bà nội, cần thiết kéo Đường Mộc Tuyết xuống, còn có tên phế vật Dương Tiêu nữa, hai người này càng ngày càng quá đáng hơn. Công ty tuyệt đối không thể để hai người kia khống chế, cần phải chèn ép. Tất nhiên bà nội Đường nghĩ đến điều này nhưng Đường Mộc Tuyết quá ưu tú, rất có chủ kiến nhưng chung quy Đường Mộc Tuyết vẫn là phụ nữ. Bà ta không thể để một người phụ nữ thừa kế vị trí gia chủ được. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết còn có một người chồng phế vật ở rễ. Hơn nữa, hai ngày nay đứa con rễ phế vật này biểu hiện càng ngày càng khiến người khác không nắm bắt được, điều này khiến cho bà nội Đường vô cùng cảnh giác. Nếu dựa theo xu thế phát triển này, nếu Đường Mộc Tuyết khống chế mạch máu của công ty, chẳng phải cuối cùng là tiện nghỉ cho kẻ bắt lực Dương Tiêu. Cho dù như thế nào, bà nội Đường cũng quyết tâm cướp đoạt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết. Bà nội Đường nói nhỏ với Đường Hạo, hừ, sao bà có thể tùy ý để hai vợ chồng bọn họ tiếp tục phát triển như thế? Bây giờ Đường Mộc Tuyết còn giá trị lợi dụng, chúng ta vẫn không nên động vào nó nhưng chúng ta có thể cướp đoạt quyền lợi của nó. Về sau cháu đến làm giám đốc bộ phận marketing đi. Thì nhưng mà bà nội, nếu Đường đột như thế, có phải quá rõ ràng hay không? Hơn nữa, có rất nhiều hợp đồng ở bộ phận marketing là do Đường Mộc Tuyết ký. Đột nhiên thay đổi người phụ trách chỉ sợ sẽ khiến những khách hàng đó bất mãn. Đường Hạo lo lắng, nói, còn nữa, đôi mắt đám hám lợi ở công ty vô cùng rõ ràng đạo lý môi hở răng lạnh, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng để Đường Mộc Tuyết đi xuống. Đúng vậy, tuy rằng thành viên dòng chính Đường Nhân không có năng lực gì lớn nhưng mỗi người đều là cao thủ mưu mô. Thường ngày, bọn họ ngồi xem Đường Hạo và Đường Mộc Tuyết tranh đấu, sau đó ở trong tối nhìn chuyện cười. Tuy rằng ngoài mặt buộc tội Đường Mộc Tuyết nhưng nếu thật sự có một ngày Đường Mộc Tuyết xuống đài, nhóm người này sẽ ngồi không yên. Ai cũng biết, bên trong tập đoàn y dược Đường Nhân chỉ có hai nhân vật tiêu biểu cho thế hệ trẻ là Đường Hạo và Đường Mộc Tuyết. Cho dù bất kỳ người nào rơi đài vô cùng bất lợi đối với địa vị của bọn họ. Bà nội Đường đã sớm nghĩ đến chuyện này, bà ta cười lạnh nói, việc này đơn giản. Nhà họ Hoa ở Trung Nguyên không phải đang khất nợ chúng ta vốn to gần chục triệu tệ hay sao? Tiền này cho Đường Mộc Tuyết đi đòi. Nếu Đường Mộc Tuyết không trở về, chỉ có thể chứng minh năng lực cô ta không tốt, việc sa thải nó sẽ cứ như vậy mà thành công. Bà nội, kế này hay quá. Ánh mắt Đường Hạo sáng ngời. Trong 10 dòng họ giàu có ở Trung Nguyên, nhà họ Hoa đặc biệt làm ngành sản xuất y dược. Mấy năm nay nhà họ Hoa và nhà họ Đường hợp tác, nhà họ Đường cung cấp y dược cho nhà họ Hoa. Chính là hợp đồng hai nhà sắp đến hạn nhưng từ nửa năm trước nhà họ Hoa không thanh toán tiền cho nhà họ Đường. Nửa năm dừng lại, vốn to ước chừng tính khoảng 10 triệu tệ. Không biết bao nhiêu người nhà họ Đường đi đến đòi tiền nhưng đều bị nhà họ Hoa vô tình ném ra. Nhà họ Hoa là nhà giàu đứng đầu Trung Nguyên, người nhà họ Đường bất lực như người câm, có khổ không thể kể. Trung quy nhà họ Hoa quá lớn mạnh, khiến một dòng họ cận giới thượng lưu hèn yếu quả thật dễ như trở bàn tay. Ngay cả bà nội Đường cũng chỉ có thể nuốt cơn tức giận này vào trong bụng. Không có cách nào cả, nhà họ Đường bọn họ quá yếu, không lọt nổi vào trong mắt nhà họ Hoa. Chờ ngày mai bà sẽ tự mình xử lý chuyện này, bà nội Đường nói nhỏ. Vậy thì quá tốt rồi, Đường Hạo vui sướng, suýt chút nữa nhảy lên. Bà nội Đường đã quyết tâm, về sau chỉ cho Đường Mộc Tuyết phụ trách việc hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải, công việc khác tuyệt đối không cho Đường Mộc Tuyết nhúng tay. Bà ta tuyệt đối không cho phép cơ nghiệp to lớn của nhà họ Đường rơi vào tay một người ngoài. Đường Hạo do dự một chút, tiếp tục hỏi, bà nội, vậy Dương Tiêu thì sao? Bà nội Đường vô cùng khinh thường, nói, bây giờ tên phế vật này không phải đang làm việc ở bộ phận bảo vệ sao? Trả cậu ta tiền lương gấp 3 lần rồi cho cậu ta cút đi. Vâng, Đường Hạo mừng rỡ như điên. Ít ca và khoảng 2 giờ chiều, Đường Mộc Tuyết nóng nên tỉnh. Em nóng nên tỉnh sao? Đến đây, anh đã nấu cho em cháo đậu xanh để lạnh, giảm nóng, em uống đi. Dương Tiêu cười ngâm ngâm bưng cháo đậu xanh đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết nhận cháo đậu xanh, đỏ mặt nói, cảm ơn. Dương Tiêu sủng nịch nói, cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ? Anh là chồng của em, vì em làm những việc nhỏ này là điều dĩ nhiên không phải sao? Nghe được lời này, nội tâm Đường Mộc Tuyết càng thêm hụt hẫng. Tuy rằng có danh vợ chồng nhưng trong 5 năm này căn bản bọn họ không phải vợ chồng thật sự. Trong nhà Dương Tiêu càng không có địa vị, suốt ngày bị bố mẹ và em gái nhục mạ. Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?
Bố mẹ đối xử với anh như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không tức giận sao? Đường Mộc Tuyết nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu ôn nhu nói, bởi vì em là vợ anh, đương nhiên anh phải đối tốt với em. Hơn nữa, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, làm sao anh có thể tức giận với bố mẹ của mình chứ? Đường Mộc Tuyết không ngừng cảm động, giờ khắc này, cô phát hiện trong 5 năm này cô thật sự thiếu Dương Tiêu quá nhiều thứ. Một nhà bọn họ cũng thật sự thiếu Dương Tiêu quá nhiều rồi. Trên thực tế, Dương Tiêu đã làm rất tốt, chỉ là mắt bọn họ cao hơn đỉnh, lúc nào cũng muốn đua đòi với người ta, dẫn đến ở trong mắt bọn họ Dương Tiêu chả là thứ gì cả. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc phát hiện, Dương Tiêu trừ bỏ việc không biết kiếm tiền và đam mê hút thuốc không lành mạnh thì những thứ khác quả thực hoàn mỹ. Dáng cao, cũng đẹp trai, tính cách ôn hòa, biết nấu ăn, chịu thương chịu khó, người đàn ông tốt như vậy thật sự khó kiếm. Nghĩ đến đây, Đường Mộc Tuyết toát ra nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông tốt như vậy mình lại gặp được, bản thân còn có gì mà không thỏa mãn chứ? Cảm ơn vận mệnh đã đưa anh đến bên cạnh em. Đường Mộc Tuyết cảm động nói. Dương Tiêu vui vẻ cười cười. Đường Mộc Tuyết có thể nói như thế, anh thật sự rất vui vẻ. Anh đã sớm chán ghét cuộc sống đánh đánh giết giết đó. Anh chỉ nghĩ làm bạn tốt sống với Đường Mộc Tuyết quãng đời còn lại. Mong được tâm của người, bạc đầu không phân ly. Uống xong cháo đậu xanh ướp lạnh, Đường Mộc Tuyết cảm khái nói, trời càng ngày càng nóng. Không biết nhà của chúng ta khi nào mới có thể đổi sang nhà lớn hơn, điều hòa cũng nên thay đổi. Hy vọng tiền lương tháng sau sẽ nhiều hơn một ít. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Đường Mộc Tuyết, trong lòng Dương Tiêu vô cùng đau lòng. Nơi bọn họ ở là tiểu khu cũ nát, vẫn là tầng cao nhất, vừa đến mùa hè, nóng không chịu được. Hơn nữa, điều hòa trong nhà đã hơn 10 năm, lão hóa quá rồi. Lúc trước đã sửa máy lần nhưng lúc đầu còn sử dụng được, bây giờ có sửa cũng không thể làm lạnh. Đường Mộc Tuyết âm thầm cảnh cáo bản thân, không thể chậm trễ, nỗ lực kiếm tiền. Về sau muốn cho người nhà mình sống những ngày tốt đẹp. Dương Tiêu cười nói, nhanh thôi, anh tin tưởng không bao lâu nữa. Mộc Tuyết, nếu là nơi để ở, em muốn ở nơi nào? Đường Mộc Tuyết do dự một chút, nói nhỏ, ven hồ Nhạn Minh đi. Nghe nói, ven hồ Nhạn Minh vô cùng tốt đẹp. Xung quanh không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp mà còn ở giữa hồ. Xây một biệt thự có thêm hoa viên dư giả đằng sau, dường như phải có thật nhiều tiền mới có thể mua được. Dừng một chút, Đường Mộc Tuyết cười khổ một tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nên ngẫm nghĩ nỗ lực kiếm tiền ra sao để đổi điều hòa trong nhà trước. Dương Tiêu có thể nhìn ra sự khao khát trong ánh mắt Đường Mộc Tuyết. Rời khỏi phòng, Dương Tiêu gọi điện thoại cho Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên tôn kính nói, chào điện hạ. Không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài điện hạ. Ánh mắt Dương Tiêu lập lòe, nói, tôi muốn anh giúp tôi lấy một miếng đất. Nghĩ đến ánh mắt khao khát của Đường Mộc Tuyết, trên mặt Dương Tiêu rào rạt sự hạnh phúc. Mộc Tuyết, em yên tâm, anh sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực. Chỉ cần là em thích, anh sẽ thỏa mãn em. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Em yên tâm, thời gian này, sẽ không lâu lắm đâu. Điện hạ. Chính là mảnh đất này sao? Hiệu suất làm việc của Lý Minh Hiên cực nhanh, anh ta lập tức thông qua quan hệ đi với Dương Tiêu đến bên trong đảo nhỏ đang bán đấu giá ở ven hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu gật gật đầu, đây là miếng đất Đường Mộc Tuyết nói sắp được bán đấu giá. Ven hồ Nhạn Minh, là nơi biệt thự xa hoa nhất ở thành phố Trung Nguyên, không nơi nào sánh nổi. Tất cả biệt thự sở hữu xung quanh nơi này đều được xây dựng giữa hồ thiên nhiên. Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, tấc đất tác vàng. Mỗi một biệt thự không chỉ mấy chục triệu đã có thể bắt được. Hai bên cạnh biệt thự là phố buôn bán dồi dào, toàn là các hãng lớn của thế giới, đặc biệt vì cung cấp tiện lợi cho các hộ gia đình ở biệt thự xa hoa này. Trong hồ Nhạn Minh Nặc Đại cũng chỉ có một đảo nhỏ như thế. Địa hình đảo nhỏ rất cao, diện tích không tính lớn cũng không tính nhỏ. Nếu như xây dựng biệt thự, tuyệt đối là dư giả, xây dựng hoa viên đằng sau không lớn không nhỏ cũng đủ. Vì thuận tiện bán ra, người bán còn cố ý xây dựng một cây cầu nhân tạo rộng rãi. Lý Minh Hiên liếc mắt đánh giá xung quanh, nói nhỏ, giá trị phía đông là đào dương, giá trị phía nam là mai táo, nơi này, đại cát. Điện hạ, miếng đất này không ti. Dương Tiêu kinh ngạc nói, anh còn biết xem phong thủy. Lý Minh Hiên ngượng ngùng cười, nói, khi rảnh không có việc gì làm nên đọc sách về phong thủy. Dương Tiêu liếc mắt tán thưởng nhìn Lý Minh Hiên một cái. Lý Minh Hiên nói không sai, đảo nhỏ phía có gieo trồng đào dương, phía nam thì có mai táo,
phong thủy ở đây xác thật là tướng đại cát. Bây giờ anh điều tra nơi nào bán đấu giá mảnh đất này. Nếu có thể thì bây giờ chúng ta lập tức bắt lấy, tôi không muốn phải chờ lâu. Dương Tiêu mở miệng nói. Vâng, điện hạ, Lý Minh Hiên lập tức rời đi điều tra. Thời tiết càng ngày càng âm u, một trận mưa to sắp đến. Cùng với thời tiết nóng bức, dường như sau đợt mưa lớn này, nhiệt độ toàn bộ Trung Nguyên sẽ gấp gáp tăng cao. Bây giờ là cuối tháng 6, lập tức tiến vào tháng 7, đúng là thời gian trời nóng. Dương Tiêu tính sáng nay mua miếng đất này, sau đó điều động số lượng lớn người ngày đêm xây dựng. Hy vọng có thể trong một tháng có thể hoàn công và trang hoàng xong. Nhìn phong cảnh duyên dáng như vậy, nghĩ đến biểu cảm kinh hỉ khi Đường Mộc Tuyết biết đến, Dương Tiêu không khỏi nhếch môi cười. Xúc cảnh sinh tình, Dương Tiêu cầm sáo ngọc đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Chiếc sáo ngọc này là khi còn nhỏ Dương Tiêu chọn đồ vật đoán tương lai lấy được. Không nghĩ đến, sau nhiều năm như vậy, Dương Tiêu và sáo ngọc quả nhiên sinh ra gắn bó keo sơn. Dương Tiêu thích thổi sáo, trước kia khi chấp hành nhiệm vụ hết sức nhàm chán, Dương Tiêu sẽ thông qua cách thổi sáo để loại bỏ ưu buồn. Sau khi quy ẩn, sống ở thành phố, trong 5 năm này, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu cầm lấy sáo ngọc. Không thể không thừa nhận, tài nghệ thổi sáo của Dương Tiêu rất tài. Giai điệu thổi ra uyển chuyển du dương. Chính là ông trời không chiều lòng người, một trận mưa to nhanh chóng ập đến. Ven hồ mông lung, hơi nước mờ mịt, Dương Tiêu đứng ở giữa ven hồ, dường như đặt mình bên trong tiên cảnh. Giai điệu duyên dáng như vậy vang lên, bên trong biệt thự xung quanh không ít người kinh ngạc. Nhìn thấy có người ở giữa ven hồ thổi sáo, người ngoài kinh ngạc, quay một cái video rồi đăng lên trên mạng. Hiệu suất làm việc của Lý Minh Hiên không tôi, rất mau đã điều tra được thông tin cụ thể người bán và giá bán đấu giá. Điện hạ, người là một thương nhân bát động sản ở Ma Đô. Thông qua nhà đấu giá nhà họ Cung, một trong bốn tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, tiến hành bán đấu giá. Ngày bán đấu giá là chủ nhật tuần sau, với mức giá đầu là 100 triệu. Lý Minh Hiên báo cáo. Đối với điều tra của Lý Minh Hiên, Dương Tiêu vô cùng hài lòng. Có thể ở trong đoạn thời gian ngắn này, điều tra rõ ràng tất cả thông tin như vậy, còn kỹ càng tỉ mỉ, Lý Minh Hiên xác thật coi trọng. Dương Tiêu sờ sờ cằm lẩm bẩm nói, chủ nhật cuối tuần. Lâu lắm, tôi chờ lâu được như vậy, đi đến nhà đấu giá của nhà họ Cung đi. Đến nỗi giá cả bảo thủ 100 triệu này, Dương Tiêu cũng dự đoán được. Dù sao, đây chính là đảo nhỏ trong hồ của ven hồ Nhạn Minh, nếu không đắt mới ra tà. Không khách khí chút nào nói, nếu xây dựng biệt thự ở giữa đảo nhỏ, giá trị biệt thự chỉ sợ phải đứng trong top 3 toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Lý Minh Hiên lái xe, hai người nhanh chóng đi vào nhà đấu giá nhà họ Cung. Xin lỗi ngài, người không liên quan không được đi vào. Vừa mới đến, người phụ trách tiếp khách liếc nhìn Dương Tiêu một cái, trên mặt toàn sự khinh thường. Làm càn, anh ấy là ông chủ của tôi. Lý Minh Hiên tức giận mắng một tiếng. Giờ phút này, Dương Tiêu bị ướt như một con gà rớt vào nồi canh. Quần áo cũng không đáng bao nhiêu tiền, vừa thấy đã không giống nhân vật lớn gì. Tên tiếp khách này bán mạng cho nhà họ Cung, một trong bốn tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, tất nhiên mắt cao hơn đỉnh. Nghe thấy ngôn ngữ của Lý Minh Hiên, người tiếp khách lập tức xin lỗi. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, là tôi đường đột, mời hai vị vào bên trong. Anh ta thật sự nghĩ không ra, Lý Minh Hiên ăn mặc hàng hiệu, trang phục ít nhất mấy trăm nghìn. Người có nhan sắc bình thường mặc đồ nhà quê như thế này sao là ông chủ của anh ta được? Chẳng lẽ, đầu năm nay, những kẻ có tiền thích chơi như thế sao? Dương Tiêu trực tiếp tìm được giám đốc nhà đấu giá, nói, tôi muốn đảo nhỏ được bán đấu giá ở ven hồ Nhạn Minh trong chủ nhật tuần sau. Giá cả thì cứ theo như đánh giá của bên các anh. Giám đốc nhà đấu giá liếc mắt đánh giá Dương Tiêu đang ướt sũng cả người, khinh miệt nói, ngài đúng thật là hài hứa. Chẳng lẽ không biết quy củ nhà đấu giá của nhà họ Cung chúng tôi sao? Nếu không phải nhìn quần áo bất phàm của Lý Minh Hiên phía sau Dương Tiêu, chỉ sợ giám đốc nhà đấu giá trực tiếp gọi bảo vệ ném Dương Tiêu ra ngoài. Muốn mua đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh, nói mạnh miệng gì chứ? Có biết giá cả bảo thủ của mảnh đất này là 100 triệu hay không? Hơn nữa, dù anh có 100 triệu thì làm sao? Nhà họ Cung chẳng lẽ sẽ phá lệ vì anh? Phải biết rằng, thành phố Trung Nguyên do tứ đại gia tộc và 10 gia tộc giàu có nhất thống trị. Nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất đứng đầu trong tứ đại gia tộc, ngay cả ba đại gia tộc khác cũng không dám dễ dàng đắc tội nhà họ Cung. Hơn nữa, nhà đấu giá nhà họ Cung có quy củ nhà đấu giá nhà họ Cung,
anh cũng không thể phá hư quy củ này. Lý Minh Hiên tiến lên một bước nói nhỏ, tôi là thiếu chủ Lý Minh Hiên của nhà họ Lý ở Đông Hải, phiền anh cho tôi gặp mặt lãnh đạo của các anh. Nhà họ Lý ở Đông Hải, giám đốc nhà đấu giá kinh ngạc một chút, ngay sau đó càng khinh thường nói, hóa ra là người bên Đông Hải. Nếu là mấy người thật sự muốn tham gia bán đấu giá thì đợi đến chủ nhật tuần sau đi. Nếu là người danh môn vọng tộc ở Trung Nguyên, anh ta còn bận tâm một chút. Nhưng nghe thấy Lý Minh Hiên đến từ khu vực Đông Hải, giám đốc nhà đấu giá sẽ không cho sắc mặt tốt. Đông Hải cách Trung Nguyên không xa lắm, núi cao Hoàng Đế xa. Anh ta không nghe qua nhà họ Lý ở Đông Hải, tất nhiên sẽ không cho Lý Minh Hiên mặt mũi. Lý Minh Hiên cố nén tức giận, nói lần nữa, anh gọi lãnh đạo các anh, lãnh đạo của các anh nhất định cho tôi mặt mũi. Nhà họ Lý bọn họ là gia tộc đứng đầu ở Đông Hải, lai lịch còn sâu hơn nhà họ Cung. Báo danh hào, nhà họ Cung tuyệt đối sẽ cho anh mặt mũi. Lý Minh Hiên vẫn chắc chắn điều này. Giám đốc nhà đấu giá không kiên nhẫn nhìn về phía Lý Minh Hiên và Dương Tiêu, hai người là đến làm loạn đúng không? Bảo vệ, tống hai người này ra ngoài cho tôi. Vâng, đám bảo vệ lập tức xông lên. Sắc mặt Lý Minh Hiên rất khó coi, anh không nghĩ bản thân lại bị một nhân vật nhỏ xem thường. Ngay khi đám bảo vệ chuẩn bị động thủ, một giọng nói kinh hỉ vang lên, bạn nhỏ Dương, tại sao cậu lại ở chỗ này? Phóng mắt nhìn qua, thấy ông cụ Cung mới khỏi bệnh vẻ mặt sung sướng nhìn về phía Dương Tiêu. Nhìn thấy thần sắc mừng rõ của ông cụ Cung, giám đốc nhà đấu giá ngơ ngắn. Mí mắt anh ta giật giật, trên mặt lập tức xuất hiện sự hối hận nồng đậm. Đáng chết, thế mà lại đắc tội bạn của ông chủ, lúc này bản thân muốn lạnh. Tiên hiệp hay! Nhìn ông cụ Cung, nhìn tiếp Dương Tiêu, mặt giám đốc nhà đấu giá như cho tàn, ruột gan trong cơ thể mau hồi hận. Chỉ tiếc trên đời này căn bản không có thuốc hồi hận. Giám đốc nhà đấu giá kiệt lực muốn vãn hồi tất cả nhưng không làm được gì nữa rồi. Đám bảo vệ cũng trợn tròn mắt, tại sao bọn họ không đoán được thằng nhóc mà giám đốc kêu ném ra ngoài trước mặt là người quen của ông cụ Cung đâu. Đám bảo vệ này gian nan nuốt nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm may mắn, thật tốt vừa rồi không có liều lĩnh, nếu không hôm nay phải vứt bỏ bát cơm. Dù sao nhà họ Cung chính là thế gia đệ nhất ở thành phố Trung Nguyên, cho dù là bảo vệ nhưng vô cùng hậu đãi, không biết bao nhiêu người vì muốn làm bảo vệ nhà họ Cung mà suýt chút nữa đánh vỡ đầu. Dương Tiêu nhìn ông cụ Cung tỉnh thần sáng quắc, cười nói, ông, thân thể ông khôi phục gần như hoàn toàn rồi nhỉ. Bị Dương Tiêu hỏi như vậy, ông cụ Cung cảm kích nói, bạn nhỏ Dương, lần này vẫn muốn cảm ơn cháu, nếu không phải cháu kịp thời ra tay, chỉ sợ mạng già của ông già này đã sớm không có rồi. Cái gì? Nghe được lời này, giám đốc nhà đấu giá trừng lớn đôi mắt. Trời đất, không phải đâu nhỉ. Hai ngày trước bệnh tim của ông cụ Cung đột nhiên đột phát, người cứu ông cụ chẳng lẽ chính là thằng nhóc này? Chẳng phải thằng nhóc này chính là ân nhân của nhà họ Cung? Nghĩ đến việc đắc tội với ân nhân nhà họ Cung, mồ hôi trên trán giám đốc nhà đấu giá rào rạt rơi xuống. Chuyện của ông cụ Cung ai cũng biết, nếu không phải trong lúc nguy cấp Dương Tiêu chỉ huy dùng ba châm hồi mệnh thì không chừng lúc này ông thật sự đi mất rồi. Trước kia ông và ông cụ Bạch, Bạch Nguyên Kiệt chơi cờ đánh cờ, bọn họ có thể cảm nhận được khí độ của thằng nhóc xem cờ bên cạnh này bất phàm, lòng có mãnh hổ, tế người tường vi. Ông cụ Cung thật sự không đoán được có một ngày tính mạng của mình được Dương Tiêu cứu. Điều này khiến ông cụ Cung thổn thức không thôi, quả nhiên tạo hóa trêu người. Nghĩ đến y thuật kinh thiên của Dương Tiêu, lại ở dễ một dòng họ cận thượng lưu, ông cụ Cung chỉ cảm khái trời xanh không có mắt. Không nghĩ tới, ông cụ Cung là một người có tâm tính ngạo kiều, có một đứa cháu khá thành đạt trong cuộc sống. Cháu gái mình chỉ nhỏ hơn Dương Tiêu 2 tuổi, nếu hai người có thể kết thành cành liền, ông cụ Cung đã an tâm rồi. Quen biết một đoạn thời gian dài, ông cụ Cung nhìn ra được, Dương Tiêu là một người có thể dựa vào. Ông Cung cứ nói đùa, cháu chỉ góp vào một phần lực non nớt thôi, không đáng nhắc đến. Dương Tiêu nhẹ giọng cười nói. Nhìn thấy Dương Tiêu không tranh công, cũng không có tình giao hảo với mình, đánh giá trong lòng của ông cụ Cung đối với Dương Tiêu lại bay thêm một bậc nữa. Chung quy nhà họ Cung bọn họ là gia tộc lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, người muốn nịnh bợ bọn họ vô cùng nhiều. Dương Tiêu cứu ông nhưng không thể tới gần, điều này rất hiếm. Nghĩ đến Dương Tiêu ở rể, ông cụ Cung lại cảm khái lần nữa. Trời xanh không có mắt. Bạn nhỏ Dương thật khiêm tốn quá, nếu trí nhớ của ông già đây không tồi thì vị này chắc hẳn là Lý Minh Hiên, con trai trưởng của thằng ông Lý Minh Dương nhà họ Lý gia tộc lớn nhất ở Đông Hải đúng không?
Ông cụ cung nhìn về phía Lý Minh Hiên hơi ngạc nhiên nói. Lý Minh Hiên cung kính nói, ông còn có thể nhớ rõ cháu, thật là khiến cháu thụ sủng nhược kinh. Sống vài chục năm, ông cụ cung liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được thái độ tôn kính của Lý Minh Hiên đối với Dương Tiêu. Điều này khiến ông cụ cung vô cùng chấn động. Phải biết rằng, Lý Minh Hiên chính là con trai trưởng của gia tộc lớn nhất ở Đông Hải, cũng chính là người thừa kế gia chủ tương lai nhà họ Lý ở Đông Hải. Dựa theo thân phận của Lý Minh Hiên, chỉ cần không cố ý gây náo loạn, không tìm đường chết thì hoàn toàn có thể đi ngang trong nước. Ngay cả bản thân ông còn phải cho Lý Minh Hiên ba phần mặt mũi. Điều khiến ông cụ cung liên tục khiếp sợ chính là sự tôn kính của Lý Minh Hiên đối với Dương Tiêu hoàn toàn ngoài dự đoán của ông. Loại tôn kính này không phải loại tôn kính ân cứu mạng mà giống như đến từ giữa chủ tớ. Dương Tiêu là chủ, Lý Minh Hiên là tớ, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Cho dù ông cụ cung có thể cảm nhận được Dương Tiêu không phải người thường, không biết vì lý do gì mà ở rể nhà họ Đường. Ông thật sự không nghĩ đến thân phận của Dương Tiêu hoàn toàn vượt qua dự đoán của ông. Đùng! Nghe được lời của ông cụ cung, giám đốc nhà đấu giá giống như cảnh tỉnh, sợ đến mức mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Gã nhìn chằm chằm Dương Tiêu và Lý Minh Hiên hấp tấp nói, thật là lũ lụt vào miếng Long Vương. Tiểu nhân thật sự không biết thân phận của hai vị, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi, hy vọng hai vị đại nhân không nhớ kẻ tiểu nhân này. Nghĩ đến bản thân đắc tội ân nhân cứu mạng của ông cụ cung và thiếu chủ gia tộc lớn nhất ở Đông Hải, hồn giám đốc nhà đấu giá muốn bay ra. Đối với gã mà nói, ném mắt việc là nhỏ, vạn nhất ném mạng nhỏ này mới là chuyện lớn. Mỗi người con cháu nhà giàu này không phải người dễ chọc. Gã chỉ là giám đốc nhỏ ở một nhà đấu giá, ở trước mặt các gia tộc hào môn chân chính, dám cũng không phải. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ông cụ cung phẫn nộ nói. Vừa rồi khi ông tới đây đã nhìn thấy một đám người chuẩn bị bất kính với Dương Tiêu và Lý Minh Hiên, điều này khiến cho ông cụ cung vô cùng bực bội. Ở trên địa bàn của mình, khiến Dương Tiêu và Lý Minh Hiên chịu nhục, đây cũng không phải điều ông nguyện ý nhìn đến. Giám đốc nhà đấu giá vô cùng sợ hãi, sắc mặt gã trắng bệch, nói hết từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong, ông cụ cung không ngừng tức giận. Thật quá đáng, trục xuất người này khỏi nhà đấu giá cho tôi. Thông báo cho các gia tộc lớn ở Trung Nguyên, không đồng ý tuyển dụng người này. Ông cụ cung vô cùng tức giận quát. Vâng, lời nói của ông cụ cung giống như thánh chỉ, người phụ trách nhà đấu giá vội vàng gật đầu đáp. Mặt giám đốc nhà đấu giá như cho tàn. Sắc mặt hóa màu gan heo. Xong rồi, gã hoàn toàn xong rồi. Bằng vào lực ảnh hưởng của nhà họ cung, phong sát một nhân vật nhỏ như gã là dễ như trở bàn tay. Một câu của ông cụ cung khiến cho gã ở thành phố Trung Nguyên không thể tiếp tục sinh sống. Không có cách nào, nhà họ cung ở Trung Nguyên có thể một tay che trời. Dương Tiêu và Lý Minh Hiên không có một tia đồng tình với người này, giống loại mắt chó xem người mặt hàng thấp này cần thiết khiển trách gã. Nếu không chẳng phải về sau muốn hất mặt lên trời. Giải quyết rất nhân vật nhỏ này, Dương Tiêu nói ý nghĩ muốn bắt lầy đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh cho ông cụ cung. Ông cụ cung rất hào sảng, trực tiếp đáp ứng rồi. Cuối cùng từ ông cụ cung tự mình ra mặt, lấy giá 100 triệu để bắt lầy mảnh đất đảo nhỏ ở ven hồ này. Sau khi ký xuống hợp đồng, Dương Tiêu tạm biệt rời đi. Lý Minh Hiên suốt một đêm chiêu mộ công nhân bắt đầu xây dựng biệt thự ở đảo nhỏ. Ông chủ, đây là tin tức mới nhất mà ngài muốn. Một người bảo vệ cầm một phần tư liệu tôn kính đưa cho ông cụ cung. Lần trước ông cụ cung điều tra tư liệu của Dương Tiêu vẫn là từ 2 năm trước. Khi đó tuy rằng Dương Tiêu gặp nhục nhã nhưng không hung ác như vậy. Nhìn thông tin trên tư liệu, Dương Tiêu luân phiên bị nhà họ Đường chèn ép, Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu không có thật sự là vợ chồng. Nội tâm ông cụ cung không ngừng mừng rỡ, cảm khái trời xanh còn có mắt. Cứ như vậy. Dương Tiêu chịu đựng không được sự chèn ép của nhà họ Đường, một khi đã ly hôn với Đường Mộc Tuyết, bản thân có thể thuận lý thành hợp tác cháu gái mình và Dương Tiêu ở bên nhau. Dương Tiêu hồn nhiên không biết suy nghĩ của ông cụ cung. Cùng lúc đó, video về một người thanh niên thổi sáo ở ven hồ Nhạn Minh nổi tiếng toàn bộ Internet. Thanh niên càng được vô số thiếu nữ yêu ái, thanh niên được ca ngợi là vương tử thổi sáo. Dương Tiêu không bao giờ đoán được bản thân lại nổi tiếng như thế. Còn nổi tiếng rồi tinh rối mù. Trong video, trong tay người thanh niên cầm một sáo ngọc, đứng ở một chỗ giữa đảo nhỏ. Mưa to rơi xuống, hơi nước trong hồ mờ mịt bốc lên. Toàn bộ đảo nhỏ giống như là tiên cảnh thế ngoại, cho người ta cảm giác mông lung. Mà người đàn ông này đặt mình ở giữa đảo nhỏ,
nhìn qua giống như tiên ở trong tranh, khiến người ta như sỉ như say. Quan trọng nhất chính là tiếng sáo du dương uyển chuyển, êm tai dễ nghe, tràn ngập cảm giác ấm áp. Ở trong thời đại này, người biết thổi sáo càng ngày càng ít, nổi danh càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy ở hoàn cảnh đặc biệt, bên trong tiếng sáo động lòng người, vô số thiếu nữ trên mạng đều si mê. À, lỗ tai tôi mau mang thai, dễ nghe quá nhỉ. Rốt cuộc người này là ai? Quá soái, tôi muốn gả cho anh ấy. Không biết đâu, từ hôm nay trở đi, anh ấy chính là thần tượng của tôi, chuyển đường phấn. Trong lúc nhất thời, trên mạng nổ mạnh, vô số người đều bàn tán về người đàn ông thổi sáo trong video cuối cùng là thần thánh nơi nào. Tiếc nuối chính là mưa quá to, hơi nước ven hồ cũng quá nhiều. Cũng vì lý do khoảng cách quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ bóng dáng và hình dáng của Dương Tiêu. Đương nhiên, rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận, nói đây là Lăng Xê, là người nào đó nổi tiếng dường như muốn quay để nổi tiếng thôi. Mọi người bàn tán xôn xao, không ít người tiến hành tìm tòi thịt người nhưng không có điều tra được thân phận của Dương Tiêu, những lời nói Lăng Xê đó tự sụp đổ. Đáng giá nhắc đến chính là Đường Mộc Tuyết vô cùng thích thổi sáo. Trong mắt Đường Mộc Tuyết xem ra, người đàn ông biết thổi sáo đều có phong độ nhẹ nhàng, giống như những mỹ nam thời cổ đại đó. Khi còn nhỏ, Đường Mộc Tuyết muốn báo danh học thổi sáo, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vô cùng giật mình. Bởi vì người học nghệ thuật không thiếu, học dương cầm, học vẽ tranh, học âm nhạc nhiều đếm không xuể. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm không đoán trước được con gái mình muốn học thổi sáo. Nếu muốn thổi, thật ra hai người cũng tìm kiếm thầy dạy ở khắp nơi cho Đường Mộc Tuyết nhưng chỉ tiếc, cái này quá ít người để tâm, căn bản tìm không thấy thầy dạy. Cho dù là có, cũng là nhân vật lớn có danh tiếng lớn ở trong nước, học phí cao khẳng định nhà bọn họ không chịu nổi. Không thể chịu kéo dài thêm, Đường Mộc Tuyết chưa từng học thổi sáo. Ngay khi nhìn thấy video này, mang đến sự chấn động cực lớn vào thị giác của Đường Mộc Tuyết. Hóa ra, trên thế giới này còn có người đàn ông tài năng như thơ như họa. Không thể không thừa nhận, tiếng sáo của người đàn ông trong video dễ nghe quá mức, khiến tinh thần Đường Mộc Tuyết hoảng hốt. Chẳng qua, từ bóng dáng ăn mặc, như thế nào Đường Mộc Tuyết cũng có cảm giác giống như đã từng quen biết. Đường Mộc Tuyết có thể nhìn ra được. Địa điểm người đàn ông thổi sáo là ở bên trong đảo nhỏ sắp bán đấu giá ở ven hồ Nhạn Minh. Nghĩ đến nụ cười ôn hòa của Dương Tiêu trước khi rời đi, Đường Mộc Tuyết không khỏi lớn mật suy đoán, người đàn ông trong video không phải là Dương Tiêu sao. Nhưng mà Đường Mộc Tuyết rất nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Phải biết rằng, đảo nhỏ trong hồ lập tức tiến hành bán đấu giá, giá gốc ít nhất 100 triệu. Bây giờ đã bị phong tỏa, người bình thường căn bản không vào được. Cho dù nhiều ngày này Dương Tiêu mang đến thật nhiều kinh hỉ lớn cho Đường Mộc Tuyết nhưng cô cũng không cho rằng Dương Tiêu có thể tiền vào giữa đảo nhỏ. Huyền nhưng video này thật sự mang đến sự chấn động cực lớn cho Đường Mộc Tuyết, cô gọi điện cho một người. Đường Đường vừa mới ngủ trực tiếp bị tiếng điện thoại đánh thức. Cô ấy cũng không nhìn người gọi đến, nổi giận đùng đùng quát vào điện thoại, bà đây không có tiền, không mua xe, không mua phòng, không cho vay, tiếp tục quấy rầy bà đây ngủ. Có tin bà đây theo tín hiệu đánh chết máy người không? Đường Mộc Tuyết giờ khóc giờ cười, đứa em gái này của cô thật đúng là nghịch ngợm đáng yêu. Đường Đường, là chị đây. Đường Mộc Tuyết mở miệng nói. Biệt danh của Đường Đường là Đường Đường, nghe biệt danh mà không khác gì tên thật. Ánh mắt Đường Đường lập tức sáng ngời, kinh ngạc hỏi, chị, làm sao thế? Muộn như vậy gọi điện thoại cho em có việc gì sao? Đường Mộc Tuyết hỏi, video vừa rồi em có xem chưa? Vừa nói xong, Đường Đường đã kích động hét lên, chị, chẳng lẽ chị cũng thích Vương Tử? Ôi, không hổ chúng ta là chị em, đều thích cùng một người. Chị không biết đâu, tuy rằng không thấy rõ mặt của anh ấy nhưng có thể nhìn ra được Vương Tử rất tuần tú đó. Chị, vừa rồi em xem video kia cũng phải hơn 30 lần, lòng mềm nhũn cả rồi. Chị, em rất trách nhiệm nói cho chị biết, em thích người này. Cũng đúng, từ nhỏ chị đã thích sáo. Chị khẳng định cũng vô cùng thích Vương Tử đúng không? Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất Vương Tử thích cả hai chị em mình, em đây vô cùng khó có thể lựa chọn được. Quên mất một việc, chị đã gả chồng rồi, sẽ không đoạt Vương Tử với em đúng không? Nghe được những lời này của Đường Đường, Đường Mộc Tuyết không biết khóc hay cười. Đây là cái gì thế, tuy rằng hơn nửa đêm rồi nhưng em còn chưa ngủ, tại sao đã bắt đầu nằm mơ rồi? Làm như Vương Tử khẳng định sẽ thích em vậy. Suy nghĩ tự luyến này, thật sự cảm thấy thẹn quá mức.
Đường Mộc Tuyết cười nói, được, đừng suy nghĩ miên man. Chị muốn hỏi em một chút, người đàn ông trong video em có thấy hơi giống Dương Tiêu hay không? Dương Tiêu, Đường Đường không ngừng ngạc nhiên. Ngay sau đó cô ấy vô cùng khinh thường nói, chị đừng vũ nhục Bạch Mã Vương Tử được không? Vương Tử sao có thể là tên phế vật Dương Tiêu này chứ? Tuy rằng lần trước mua quần áo cho chị, anh ta xác thật mang đến cho em việc ngoài ý muốn nhưng vẫn không thể thay đổi được hình tượng phế vật trong lòng em như trước. Trong mắt Đường Đường, Đường Mộc Tuyết đang vũ nhục thần tượng của cô ấy. Ở trong mắt cô ấy, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém. Nếu không phải Đường Mộc Tuyết là chị ruột, chỉ sợ dựa theo tính cách hương ngạnh kiêu ngạo của Đường Đường khẳng định đã chửi ầm lên. Không phải sao, Đường Mộc Tuyết hơi cô đơn nói. Đường Đường lẩm bẩm nói, chị không cần nghĩ nhiều, không có khả năng là tên phế vật Dương Tiêu. Nếu Vương Tử thổi sáo là Dương Tiêu, em dám khẳng định heo cũng biết leo cây. Được rồi, Đường Mộc Tuyết vô cùng bất lực nói. Đường Đường như là tiêm máu gà, phấn chấn nói, chị, nếu có một ngày Vương Tử mời em ăn cơm, thổ lộ với em, đưa em một chiếc nhẫn kim cương carat lớn, còn muốn thổi sáo với em. Em có nên đồng ý hay không đồng ý nhỉ? Đường Mộc Tuyết đúng là dở khóc dở cười, em gái luôn luôn tinh quái này tại sao đột nhiên biến thành thiếu nữ hoa sỉ rồi. Còn nghĩ người ta sẽ thổ lộ với mình, tại sao em lại tự luyến như thế? Nghe được những lời này của Đường Đường, Đường Mộc Tuyết cảm thấy xấu hổ thay cho Đường Đường. 2. Sau khi quyết định xong cấu trúc biệt thự với Lý Minh Hiên, lúc này Dương Tiêu mới phong trần mệt mỏi mà trở về. Nhìn thấy cả người Dương Tiêu ướt sũng, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn về Dương Tiêu, hỏi, anh làm gì thế? Tại sao muộn như vậy mới trở về? Dương Tiêu lấy ra bộ quần áo cần để thay khi tắm rửa, nói, vừa rồi anh đi cầm mảnh đất. Ồ, Đường Mộc Tuyết nghe xong, không cần nhiều lời nữa. Cầm chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh gì mà cần thời gian dài như thế chứ? Nhưng mà Đường Mộc Tuyết cố ý nhìn bộ quần áo Dương Tiêu đang mặc trên người, xác thật giống nhau như đúc với Vương Tử trong video. Nghĩ lại lời Đường Đường nói, Đường Mộc Tuyết thất thần. Chẳng lẽ trực giác của mình thật sự có lỗi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Mộc Tuyết đã quyết tâm, chờ lát nữa nhất định phải hỏi rõ Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm quần áo tắm rửa đi vào toilet rửa sạch một phen, cả người ướt dính dính, vô cùng khó chịu. Ngay vào giờ phút này, tin tức thứ nhất khiếp sợ toàn bộ thành phố Trung Nguyên, khiến vô số người mở rộng tầm mắt. Đảo nhỏ sắp bán đấu giá được vạn người chú ý ở ven hồ Nhạn Minh đã được người khác điều động trả 100 triệu vốn to để bắt lấy. Tin tức vừa ra, giống như xảy ra động đất cấp 7, cấp 8, thổi quét toàn bộ thành phố Trung Nguyên. Các danh môn vọng tộc ở Trung Nguyên biết được tin tức này, tất cả đều nghẹn họng chân chối nhìn. Bọn họ âm thầm suy đoán rốt cuộc đây là doanh nghiệp lớn nào. Phải biết rằng, giá trị đánh giá bảo thủ của mảnh đất này là 100 triệu. Không chỉ có danh môn vọng tộc ở Trung Nguyên, ngay cả các gia tộc thượng lưu quanh thành phố cũng vô cùng vừa ý. Nếu tiến hành bán đấu giá, không chừng 150 triệu cũng có thể bán được. Hơn nữa, đảo nhỏ này chính là gửi lại ở nhà đấu giá nhà họ Cung để tiến hành bán đấu giá. Muốn lén bắt lấy, không phải chỉ có tiền, còn phải có quan hệ nhân mạch thông thiên. Dù sao, nhà họ Cung là gia tộc lớn nhất ở Trung Nguyên. Gia, S tộc lớn nhất, muốn bắt lấy, ít nhất người nhà họ Cung cần bán mặt mũi cho người này. Chính là thành phố Trung Nguyên to lớn như vậy, đáng giá để nhà họ Cung bán mặt mũi thì ít ỏi không có mấy. Hơn nữa, đảo nhỏ mà nhà họ Cung bán đấu giá này có ý nghĩa quan trọng. Chỉ sợ nhà họ Cung sẽ không bán mặt mũi cho gia tộc thượng lưu ở thành phố Trung Nguyên này. Theo phân tích này, vậy chỉ có thể bán cho những gia tộc thượng lưu ở ngoài thành phố. Không ít người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là những con cháu màu đỏ ở thủ đô đến đây mua. Chưa đến một tiếng, có người tung tin nóng ra. Sau khi Vương Tử thổi sáo rời đi, đồng thời rời đi với thiếu chỉ Lý Minh Hiên của nhà họ Lý. Gia tộc lớn nhất ở Đông Hải đi đến trước nhà đấu giá của nhà họ Cung. Tin tức này vừa ra, tất cả sự bế tắc của mọi người được giải quyết. Hóa ra thiếu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải ra tay, khó trách nhà họ Cung lén bán ra mảnh đất đảo nhỏ này. Nhà họ Lý ở Đông Hải chính là gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở vùng Duyên Hải Đông Nam, gia sản gần 100 tỷ, chuyên kinh doanh ở nước ngoài. Cho dù những nhà quyền quý trong nước cũng phải cho nhà họ Lý ở Đông Hải mặt mũi. Đừng nói đến nhà họ Cung ở Trung Nguyên. Nhưng Vương Tử thổi sáo kết bạn đi với Lý Minh Hiên khiến ít người ngoài không đoán trước được. Ai cũng hiểu rõ,
có thể đứng một chỗ với Lý Minh Hiên, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Xem ra thân phận của vương tử nhỏ Thổi Tiêu này bất phàm, không phải người thừa kế của những gia tộc thượng lưu trong nước thì cũng là những con cháu màu đỏ ở thủ đô. Biết được tin tức này, Đường Mộc Tuyết than một tiếng, không tính dò hỏi Dương Tiêu nữa. Dương Tiêu trợ giúp mình ký xuống hợp đồng với nhà họ Lý ở Đông Hải nhưng không đến mức lén quan hệ thân mật như vậy với Lý Minh Hiên. Nếu như Dương Tiêu thật sự quen thuộc với Lý Minh Hiên, tại sao trong 5 năm này Dương Tiêu gặp mọi sự chửi rủa mà không cãi lại, không biểu hiện mặt cường thế của mình? Đường Mộc Tuyết nhớ rất rõ, Dương Tiêu nói mình quen biết người bạn nhà họ Lý ở Đông Hải nhưng không nói người bạn này là Lý Minh Hiên. Nói không chừng bạn của Dương Tiêu vừa lúc có quan hệ không tồi với Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên nể mặt bạn bè mới cho Dương Tiêu mặt mũi, do đó thúc đẩy hợp tác lần này. Tin tức đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh bị lén lấy đi đồng thời truyền đến vào trong tai nhà họ Đường. Đường Hạo không ngừng hâm mộ, 100 triệu nói bắt lấy là bắt lấy ngay, thật là xa hoa. Huyền nhưng mà anh ta rất có thành kiến với Lý Minh Hiên, anh ta không ngừng lạnh lùng cười. Lý Minh Hiên, mày đừng có mà đắc ý, sớm hay muộn thì có một ngày mày sẽ bị tao đạp ở dưới chân thôi. Người chắn động nhát không ai ngoài bà nội Đường. Suốt đời bà ta mơ mộng đưa nhà họ Đường bước lên nhà giàu thượng lưu, mua một biệt thự ở ven hồ Nhạn Minh. Phải biết rằng, biệt thự ven hồ Nhạn Minh không chỉ có riêng ý nghĩa có tiền mà còn tượng trưng cho thực lực và địa vị. Bọn họ hồn nhiên không biết, người chân chính bắt lấy mảnh đất này chính là Dương Tiêu, người bọn họ khinh thường chú ý. Triệu Cầm đánh xong mạt trược lại thua toàn bộ tiền, về đến nhà nhìn thấy Dương Tiêu từ trong toilet đi ra, khinh miệt nói, cũng là người, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Người ta tuổi còn trẻ phát tay một cái ra 100 triệu, bắt lấy đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh, tên phế vật mày còn ở nhà làm sâu gạo. Ai cho phép mày tắm rửa? Mày nghĩ điện nước không cần tiền à? Bị Triệu Cầm mắng một trận, Dương Tiêu sờ sờ mũi, không nói gì, đi về phòng. Nhìn chằm chằm bóng dáng của Dương Tiêu, Triệu Cầm càng thêm khinh thường, nói, một người đàn ông, nói mày, cả dám mày cũng không dám đánh. Thật là rác rưởi, phụt. Nói xong, Triệu Cầm phun một ngụm nước miếng ở trên mặt đất, trong ánh mắt toàn sự khinh thường. Trong 5 năm này, dường như mỗi ngày Triệu Cầm sẽ châm chọc mỉa mai Dương Tiêu. Dương Tiêu đã thành thói quen từ lâu. Chờ khi biệt thự xây xong, sẽ khiến mấy người lâu mắt mà nhìn tôi. Dương Tiêu âm thầm suy nghĩ. Trở về phòng, Dương Tiêu mở ra quạt nhắm vào Đường Mộc Tuyết, đau lòng nói, Mộc Tuyết, không bao lâu nữa anh sẽ cho em kinh hỉ thật lớn. Dương Tiêu không có nói thẳng, nếu trực tiếp nói cho Đường Mộc Tuyết người bắt lấy mảnh đất đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh là mình, chỉ sợ không mang đến kinh hỉ mà sẽ mang đến kinh hách. Bản thân treo tên tuổi phế vật trong 5 năm, muốn đổi mới ngay chốc lát không hề dễ dàng. Anh có phần tâm này, em đã vô cùng thỏa mãn. Thái độ Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu dần dần ôn hòa hơn. Dù như thế nào cô cũng không đoán được Dương Tiêu mua đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh. Trong mắt Đường Mộc Tuyết, kinh hỉ trong miệng Dương Tiêu đơn giản là trang bị trong nhà mấy cái điều hòa thôi. Tuy rằng Dương Tiêu mua cho cô một chiếc Maserati Quattroport thì trong lòng Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu vẫn không có thực lực kinh tế lớn mạnh. Điều hòa trong phòng quá cũ cơ bản không thể làm lạnh, cô chỉ có thể dùng quạt. Dương Tiêu còn không có quạt, anh trải một chiếc chiếu ngủ ở trên mặt đất. Nghĩ đến Dương Tiêu tốt như vậy với mình, quạt cho mình, mà Dương Tiêu ngủ dưới đất, nội tâm cô rất hụt hẫng. Có phải rất nóng hay không? Đường Mộc Tuyết cắn chặt hàm răng hỏi. Cô nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Dương Tiêu nói nóng, để cho Dương Tiêu lên giường ngủ, bọn họ cùng nhau dùng gió quạt. Dù là Dương Tiêu kiềm chế không được, cùng lắm thì mình giao thân mình cho Dương Tiêu thôi. Dù sao, cô đã là vợ của anh, cô căn bản không có bất kỳ ý niệm muốn rời đi Dương Tiêu. Làm sao Dương Tiêu hiểu rõ được ý nghĩ của Đường Mộc Tuyết, anh cười nói, không nóng, hơn nữa trên mặt đất còn lạnh căm căm. Phải không? Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, đỏ mặt nói, đừng giả vờ, chúng ta ở mái nhà, không có gió, một ngạt. Nếu không anh lên giường nằm đi, chúng ta cùng dùng gió quạt. Nói xong, Đường Mộc Tuyết như mất hết tất cả sức lực trong cơ thể, nằm tê liệt ở trên giường. Cô là một người phụ nữ bảo thủ, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô nói những lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng này với Dương Tiêu. Cô khẩn trương đến nỗi chảy ra mồ hôi. Cô vô cùng hiểu rõ ý nghĩa sau khi Dương Tiêu lên giường là cái gì. Dương Tiêu đưa mắt nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, chân thành tha thiết nói, không không không. Mộc Tuyết, nếu là anh lên giường, hai người nằm ở cạnh nhau càng nóng.
Em nhìn đi, anh chưa lên giường em nóng không chỉ đỏ mặt mà còn chảy mồ hôi. Anh tiếp tục ngủ dưới đất là được. Nói xong, Dương Tiêu quyết đoán nằm xuống, giả vờ như ngủ rồi. Nhìn Dương Tiêu khò khò ngủ, Đường Mộc Tuyết tức giận, thân thể mềm mại run lên. Cô cầm lấy cà phê mèo đầu giường hung hăng ném ở trên người Dương Tiêu, xấu hổ và giận dữ nói, Dương Tiêu, anh không bằng cầm thú. Dương Tiêu càng mò mịt hơn. Rõ ràng anh muốn em tốt, tại sao em còn nói anh không bằng cầm thú? Hôm sau, Dương Tiêu làm xong cơm sáng từ sớm, Đường Mộc Tuyết tập thể dục xong trở về nhà vẫn không cho Dương Tiêu bất kỳ sắc mặt tốt gì. Điều này khiến cho Dương Tiêu vô cùng khó hiểu, Đường Mộc Tuyết bị làm sao vậy? Tại sao đối với anh lạnh như băng giống như lúc trước? Dương Tiêu căn bản không biết cử chỉ tối hôm qua của anh đã khiến Đường Mộc Tuyết tức điên, chẳng lẽ cô không có mị lực như thế sao? Bản thân đã ám chỉ với tên ngốc này 3 lần nhưng đầu óc tên ngốc này vẫn không thông suốt, không hiểu rõ ý tứ của mình. Chẳng lẽ cần em cởi hết quần áo, nhào vào người của anh thì anh mới hiểu được? Hừ, người này khẳng định là cố ý, cố lờ đi gợi ý của mình đúng không? Tốt, từ hôm nay trở đi, em sẽ lạnh nhạt với anh như trước kia, xem anh có vội không? Dương Tiêu làm gì cũng không đoán trước được, bản thân đã vô tình đắc tội với Đường Mộc Tuyết. Nếu là Dương Tiêu hiểu rõ đây là chuyện gì, anh nhất định sẽ hộ oan uổng. Bởi vì Dương Tiêu thật sự không biết ý nghĩ này của Đường Mộc Tuyết. Cơm nước xong, Dương Tiêu lái xe mang Đường Mộc Tuyết đi đến trước công ty. Trong nháy mắt đi đến trước tập đoàn, một chiếc xe Ferrari đỏ rực đột nhiên chạy từ phía sau ra tới, suýt chút nữa đụng vào Đường Mộc Tuyết đang xuống xe. Điều này khiến Dương Tiêu rất tức giận. Ngay sau đó, có một người trẻ tuổi thời thượng đi ra từ trên ghế phụ Ferrari. Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy lòe loẹt. Cô mang theo kính râm, trong tay xách theo một chiếc túi xách Hermes, sắc mặt kiêu căng nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, châm chọc nói, ôi! Đường Mộc Tuyết không tồi nha. Chưa được bao lâu đã không lái chiếc xe cũ kỹ của mình nữa mà thay Maserati Quattroport rồi. Thật không tồi. Nhìn thấy cô ta, trong ánh mắt Đường Mộc Tuyết rõ ràng hiện ra một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Đường Dĩnh, em gái ruột của Đường Hạo. Không có việc gì làm thì cô ta lập tức trêu chọc Đường Mộc Tuyết. Người ban đầu nhục mạ Dương Tiêu là phế vật chính là Đường Dĩnh. Dưới sự dẫn dắt của Đường Dĩnh, đám dòng chính nhà họ Đường xem thường hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Đường Dĩnh vô cùng cao ngạo, dáng người cô ta cao gầy, dung mạo bậc nhát, có thể so sánh với 4 cô gái nhỏ trong giới giải trí. Chỉ tiếc, danh dự đệ nhất mỹ nhân ở thành phố Trung Nguyên đã bị Đường Mộc Tuyết lấy đi, cướp lấy hết tất cả ánh sáng thuộc về cô ta. Toàn bộ thành phố Trung Nguyên rất nhiều người biết đến nhà họ Đường có Đường Mộc Tuyết khuynh quốc khuynh thành nhưng rất ít người biết đến còn có người như Đường Dĩnh. Đường Dĩnh ghen ghét mỹ mạo của Đường Mộc Tuyết, từ nhỏ đến lớn cô ta đã nhắm vào Đường Mộc Tuyết, hận không thể tự tay dùng dao nhỏ cắt vào dung mạo tuyệt thế của Đường Mộc Tuyết. Dựa vào cái gì mọi người đều thích cô, mà bỏ qua tôi. Tâm ghen ghét của người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, càng là người phụ nữ xinh đẹp càng là sự uy hiếp đối với các cô. Đường Mộc Tuyết chính là sự uy hiếp của Đường Dĩnh. May mắn, Đường Mộc Tuyết gả cho tên phế vật Dương Tiêu. Lúc này mới khiến trong lòng Đường Dĩnh thoải mái không ít. Nếu Đường Mộc Tuyết gia nhập gia tộc nhà giàu thượng lưu, Đường Dĩnh có thể tức giận đến phun máu. Cô ta ước gì Đường Mộc Tuyết càng thảm không nỡ nhìn. Liên quan đến cô sao? Đường Mộc Tuyết lạnh lùng đáp lại. Cô vô cùng chán ghét Đường Dĩnh, tâm địa Đường Dĩnh rắn rết. Mấy năm nay không biết âm thầm ngáng chân cô bao nhiêu lần. Bởi vậy nhìn thấy Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết vô cùng không thích. Đường Dĩnh khinh miệt cười, Đường Mộc Tuyết, cô là đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên thì làm sao? Còn không phải cô đang gả cho một tên phế vật sao? Muốn so với tôi, đợi kiếp sau đi, đúng không, Tuần Kiệt? Nói xong, ánh mắt nhìn về người đàn ông lái chiếc Ferrari. Trong nháy mắt, ánh mắt hóa thành tình yêu nồng đậm. Đó là đương nhiên. Dĩnh Dĩnh, có anh ở đây, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Rút chìa khóa, người thanh niên mặc Âu phục, đi giày da chậm rãi xuống xe, vẻ mặt sủng nịch nhìn về phía Đường Dĩnh. Giả Tuần Kiệt, con trai nhà giàu ở khu vực Đông Hải, địa vị siêu phàm. Lúc trước Đường Dĩnh du lịch ở khu vực Đông Hải, trên đường quen biết được Giả Tuấn Kiệt. Giả Tuần Kiệt nhìn thấy Đường Dĩnh xinh đẹp thì động tâm tư. Đường Dĩnh là một người phụ nữ ái mộ hư vinh. Đối mặt với viên đạn bọc đường của con nhà giàu như Giả Tuấn Kiệt, sao cô ta từ chối được? Vào ban đêm, cô ta đã dâng ra thân mình, cuồng hoan cùng với Giả Tuấn Kiệt.
Giả Tuấn Kiệt kinh ngạc phát hiện, đây không chỉ là lần đầu tiên của cô ta, hơn nữa ở phương diện này cô ta vô cùng thành thạo. Chỉ sợ ngày thường cô ta nghiên cứu không ít về bí mật giữa nam và nữ. Bây giờ, Giả Tuấn Kiệt chơi chưa có chán, lập tức theo Đường Dĩnh đi đến khu vực Trung Nguyên. Đương nhiên, mục đích chủ yếu Giả Tuấn Kiệt đến đây là để xem đệ nhất mỹ nhân ở Trung Nguyên đẹp đến đâu. Trong nháy mắt Giả Tuấn Kiệt nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, ánh mắt gã lập tức dại ra, nội tâm nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Đẹp, thật sự quá xinh đẹp. Đường Dĩnh tuy đẹp nhưng khí phong trần trên người quá nặng, so sánh với Đường Mộc Tuyết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoa hồng tuy đẹp nhưng cần lá xanh làm nền. Mà Đường Mộc Tuyết có vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên. Điều này không khỏi khiến Giả Tuấn Kiệt nghĩ đến câu thơ phương Bắc có người đẹp, dung nhan tuyệt sắc không ai sánh kịp. Có lẽ, chỉ có câu nói duy mỹ như thế mới có thể mô tả được vẻ đẹp điển nhã, cao quý của Đường Mộc Tuyết. Nhìn thấy Giả Tuấn Kiệt ngây ngốc, trong ánh mắt Đường Dĩnh thoáng hiện lên sự hoảng loạn. Cô ta vội vàng tiến đến khoác lấy cánh tay Giả Tuấn Kiệt, khinh thường nói với Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết, tôi giới thiệu cho cô biết, đây là bạn trai Giả Tuấn Kiệt của tôi, đến từ nhà giàu thượng lưu ở Đông Hải. Trên mặt Đường Dĩnh tràn ngập sự kiêu ngạo, cô ta không hề che giấu diễu võ dương oai với Đường Mộc Tuyết. Dường như cô ta đang nói, đây, xem bạn trai tôi tài giỏi như thế nào, không biết tốt hơn tên phế vật nhà cô bao nhiêu lần. Nhìn Dương Tiêu, Đường Dĩnh càng đắc ý hơn, cô ta phần chắn giống như đánh thắng trận. Giả Tuấn Kiệt biết bản thân hơi thất lễ nhưng rất mau gã hồi phục lại tinh thần, nội tâm càng tức giận bất bình. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà phải gả cho một tên phế vật, thật là chó má. Xin chào, tôi là Giả Tuấn Kiệt, đến nhà họ Giả ở Đông Hải. Ánh mắt Giả Tuấn Kiệt thẳng lăng lăng nói. Cảm giác ưu việt hơn người khác trên người Giả Tuấn Kiệt khiến Đường Mộc Tuyết vô cùng chán ghét. Hơn nữa, có sự tồn tại của Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết càng không có một tia thiện cảm với Giả Tuấn Kiệt. Hỏi Đường Mộc Tuyết nhàn nhạt đáp. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết không xem mình ra gì, Giả Tuấn Kiệt phát hỏa. Bản thân chính là đến từ nhà giàu thượng lưu ở Đông Hải, không biết lớn mạnh hơn nhà họ Đường mấy người gấp bao nhiêu lần, vậy mà dám lãnh đạm như thế với tôi. Thật là đáng giận. Đường Dĩnh chỉ vào Dương Tiêu đang ngồi trong chiếc Maserati Quattroporte, cười khẩy nói, Tuấn Kiệt, vị này chính là phế vật nổi tiếng toàn thành phố, Dương Tiêu. Một tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn cơm mềm, cần phụ nữ nuôi sống. Ồ, chính là tên phế vật này sao? Không có tìm được cảm giác tồn tại từ chỗ Đường Mộc Tuyết, điều này khiến lòng Giả Tuấn Kiệt vô cùng khó chịu. Ánh mắt gã nóng rực nhìn chằm chằm Dương Tiêu, khiêu khích nói, phế vật, đây là thời đại nào rồi? Còn lái chiếc xe cũ kỹ này, thấy mất mặt không? Còn ăn cơm mềm, thật là làm mất hết mặt mũi đàn ông chúng ta. Tao kiến nghị mày đi làm giải phẫu, thế mới thích với mày. Ha 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 ha, nghe thấy sao, phế vật, Đường Dĩnh, cười, thân thể mềm mại run rẩy loạn lên. Vẻ mặt hai người nồng đậm sự châm chọc, dường như trêu chọc tên phế vật Dương Tiêu này chính là niềm vui lớn nhất của bọn họ. Làm trò trước mặt anh châm chọc Đường Mộc Tuyết xong. Sau đó lại trêu chọc anh. Điều này khiến Dương Tiêu nổi giận. Nhục nhã anh thì có thể nhưng nhục nhã Đường Mộc Tuyết thì tuyệt đối không được. Tôi đã từng bất lực nhưng bây giờ tôi đã là vương giả trở về. Không phải con chó con mèo nào cũng có thể ở trước mặt anh tuyên bố kêu gào. Dương Tiêu xuống xe, nhìn về phía Đường Dĩnh và Giả Tuấn Kiệt, lạnh giọng nói, tôi cảnh cáo hai người, không cần đưa sự vô tri của hai người tiến vào sổ đen của tôi. Nghe được lời này của Dương Tiêu, Đường Dĩnh và Giả Tuấn Kiệt bỗng dưng kinh ngạc. Bọn họ thật sự không đoán được tên phế vật nổi tiếng toàn bộ thành phố Trung Nguyên cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bọn họ. Ha 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 ha, ngay sau đó, hai tiếng cười cuồng loạn đột ngột vang vọng, tiếng cười vô cùng chói tai. Giả Tuấn Kiệt dùng ánh mắt quan tâm thiểu năng trí tuệ nhìn Dương Tiêu, cười khẩy nói, phế vật, có biết tao là ai không? Biết được kết cục đắc tội tao sao? Tin hay không chỉ cần một ngón tay là tao đã có thể nghiền chết mày. Dám nói loại lời nói này với tao, ra cửa mày chưa uống thuốc sao? Ở trong mắt Giả Tuấn Kiệt, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém, là sự sỉ nhục của cánh đàn ông. Đồng thời Giả Tuấn Kiệt cũng âm thầm đau lòng, một người phụ nữ xinh đẹp như Đường Mộc Tuyết bị loại phế vật này giày xéo, thật là phí phạm của trời. Vẻ mặt Đường Dĩnh châm chọc, nói, làm sao? Dương Tiêu, có phải anh đang đau lớn lòng tự trọng hèn mọn của mình không? Chẳng lẽ tôi nói sai, anh không phải tên phế vật ăn cơm mềm sao? Còn không cho người ta nói. Hung gì mà hung,
có tin tôi nói Tuấn Kiệt đánh anh thành chó không, bò cũng không bò dậy nổi. Nhìn thấy gương mặt đáng ghê tởm của Đường Dĩnh, Đường Mộc Tuyết cũng không nhịn được nữa. Cô lập tức tiến lên quát lớn, anh ấy không phải phế vật. Hả? Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lao tới, Đường Dĩnh liên tục kinh ngạc. Ngay sau đó, Đường Dĩnh khinh miệt nói, uầy, Đường Mộc Tuyết, mấy ngày nay không gặp tại sao cô đứng ra nói chuyện thay cho tên phế vật này rồi. Chẳng lẽ tên phế vật này thỏa mãn cô? Nói đi, tên tiểu bạch kiểm này có thể kiên trì 3 phút sao? Đừng nói là 3 phút, theo tôi thấy, 30 giây cũng không tồi. Giả Tuấn Kiệt khinh thường nói. Nghe thấy mấy ngôn ngữ ổ uế này, Đường Mộc Tuyết tức giận đến trắng bệch cả mặt. Cô chưa bao giờ bị người khác trêu chọc như thế. Mỗi người phụ nữ đều có tiềm chất cọp mẹ, bất kỳ cô gái ôn nhu nào bị ép đến mức độ nhất định sẽ bùng nổ. Cuối cùng Đường Mộc Tuyết không thể áp chế nổi lửa giận trong lòng mình, cô nhìn Đường Dĩnh, lạnh lùng cười nói, Đường Dĩnh, tôi nói Dương Tiêu không phải phế vật thì anh ấy không phải phế vật. Tôi cũng không sợ nói cho cô biết chiếc xe này chính là Dương Tiêu tặng cho tôi. Đừng tưởng rằng cô ở bên ngoài trèo cao thì có thể ở trước mặt tôi nhục nhã, giễu võ dương oai. Vị này gọi là Giả Tuấn Kiệt đúng không? Là con trai nhà giàu đúng không? Anh ta có thể cho cô cái gì? Trong mắt anh ta cô là thứ gì? Có lẽ trong mắt anh ta cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Đưa cho cô mấy đóa hoa hồng, đưa cho cô một chiếc túi hàng hiệu cô lập tức nhào lên giường người khác đúng không? Giả Tuấn Kiệt, tôi nói cho anh biết, người phụ nữ Đường Dĩnh này ái mộ hư vinh, có tiền thì ở với anh không có tiền thì cô ta lập tức đá anh sang một bên. Anh cần phải đánh bóng đôi mắt của mình. Còn có, Dương Tiêu không phải phế vật, tôi chưa mắng anh ấy là phế vật, hai người có tư cách gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, Đường Mộc Tuyết vì lớn Đường Dĩnh vài tuổi nên lúc nào cũng nhường nhịn Đường Dĩnh. Mà Đường Dĩnh lại lợi dụng sự thiện lương của Đường Mộc Tuyết, không ngừng hắt mặt lên trời. Hôm nay, nhìn thấy Đường Dĩnh mang theo người ngoài luân phiên nhục nhã Dương Tiêu, cuối cùng cảm xúc Đường Mộc Tuyết không thể khống chế. Dương Tiêu đứng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Đường Mộc Tuyết vì Minh mà nổi trận lôi đình. Điều này khiến cho lòng Dương Tiêu ấm áp, bản thân làm hết tất cả vì Đường Mộc Tuyết, quả nhiên không hề sai. Đây là một người phụ nữ thiện lương, bản thân nhất định phải đối xử với cô thật tốt. Bị Đường Mộc Tuyết chọc phá mặt chân thật nhất, Đường Dĩnh như bị sét đánh. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nổi giận nói, Đường Mộc Tuyết, cô đừng ở chỗ này ngậm máu phun người, phá hư tình cảm giữa tôi và Tuấn Kiệt. Cô thật vất vả để trèo lên cao, còn chờ trở thành phu nhân nhà giàu, sao có thể để Đường Mộc Tuyết phá hư tình cảm của hai người bọn họ. Ngay sau đó, Đường Dĩnh lập tức nhìn về phía Giả Tuấn Kiệt, hấp tấp nói, Tuấn Kiệt, đừng nghe cô ta nói bậy, em không phải loại người này. Giả Tuấn Kiệt đã sớm nhìn thấu gương mặt thật của Đường Dĩnh nhưng bây giờ gã vẫn mê luyến thân thể của Đường Dĩnh. Chờ đến khi gã chơi Đường Dĩnh chán rồi, tất nhiên sẽ dùng chân đá văng Đường Dĩnh. Gã ôn nhu nhìn Đường Dĩnh. Ôn nhu nói, Dĩnh Dĩnh, làm sao anh có thể tin cô ta nói năng bậy bạ được chứ? Nghe được lời này, Đường Dĩnh như là ăn thuốc an thần, căm tức âm ngoan nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết, thấy rõ sao? Muốn phá hư tình cảm giữa tôi và Tuấn Kiệt không dễ dàng như thế đâu. Thật là không nghĩ đến, cô là người âm hiểm như thế. Đường Dĩnh tức giận không nhẹ, cô ta không đoán trước được Đường Mộc Tuyết sẽ nói ra loại lời nói này. Vì để Đường Dĩnh tràn ngập thiện cảm với mình. Giả Tuấn Kiệt hài hước nói với Đường Mộc Tuyết, cô nói tên phế vật này tặng cho cô chiếc Maserati Quattroporte. Ha 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 ha, thật là khiến người ta cười chết, tên phế vật này lấy tiền từ nơi nào? Không phải là trộm chứ? Hơn nữa, tôi và Dĩnh Dĩnh tuy hai mà một, tôi chính là cô ấy, điều này có gì đáng khoe ra sao? Đúng vậy, Đường Dĩnh mừng rỡ như điên. Giả Tuấn Kiệt cho Đường Dĩnh mặt mũi như thế, miễn bàn cô ta vui vẻ như thế nào? Cô ta thích nhìn Đường Mộc Tuyết tức hộc máu, muốn nhìn bộ dạng muốn xử lý cô ta nhưng không xử lý được. Giả Tuấn Kiệt nói lần nữa, một chiếc xe cũ kỹ của kẻ hèn, gara nhà chúng tôi có mười mấy chiếc, đặc biệt để cho những người làm trong nhà sử dụng. Lời này của gã, chính là cố ý nói Dương Tiêu không khác gì những người làm của nhà họ Giả ở Đông Hải của bọn họ. Nói trắng ra, Giả Tuấn Kiệt cố ý nói địa vị của Dương Tiêu tỷ tiện, là một miếng phôi thô không lên được mặt bàn. Không nghĩ đến. Giá trị chiếc Ferrari của Giả Tuấn Kiệt xa xỉ, Maserati Quattroporte phiên bản giới hạn gần 2 triệu, tất nhiên chẳng là gì trong mắt gã. Vị này chính là Giả Tuấn Kiệt, em trai Giả trong miệng Dĩnh Dĩnh đúng không? Ngay vào giờ phút này, Đường Hạo lái xe, vẻ mặt đắc ý đến đây.
Một tuần trước, em gái ruột Đường Dĩnh của anh ta đi du lịch ở khu vực Đông Hải, không đoán được vậy mà trèo lên cành cao ở Đông Hải. Điều này khiến người nhà Đường Hạo vui vẻ quá rồi. Về sau nhà họ Đường do Đường Hạo thừa kế, em gái thì gả đến nhà họ Giả ở Đông Hải. Anh em gái cùng kết hợp, khiến nhà họ Đường bước lên nhà giàu thượng lưu ở Trung Nguyên. Đường Dĩnh giới thiệu với Giả Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, đây chính là anh trai Đường Hạo của em. Nhìn Đường Hạo, nội tâm Giả Tuấn Kiệt toàn sự khinh thường. Một kẻ hèn nhà quê, căn bản không có tư cách nói chuyện với gã. Nhưng mà nghĩ đến việc mình còn muốn đùa bốn Đường Dĩnh, gã cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiết, nói, anh vợ. Nghe được hai từ anh vợ này, Đường Hạo phấn chấn như được tiêm máu gà. Anh ta vui mừng nói, Dĩnh Dĩnh có thể tìm được em dễ như em, người nhà bọn anh an tâm rồi. Về sau Dĩnh Dĩnh nhà anh phó thác cho em rồi. Anh vợ khách khí quá, em ở đây rồi. Em sẽ không cho Dĩnh Dĩnh nửa điểm uất ức. Giả Tuấn Kiệt há mồm nói. Tuấn Kiệt Đường Dĩnh kéo kéo tay Giả Tuấn Kiệt, vẻ mặt hiện ra sự thẹn thùng. Có Giả Tuấn Kiệt ở đây, Đường Hạo rất kiên cường nhìn về phía hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Anh ta vênh váo tự đắc châm chọc nói, đúng vậy, dùng chiếc Maserati Quattroport cũ kỹ thì khoe làm gì. So với em dễ của tôi thì dám cũng không phải. Giờ khắc này, vẻ mặt anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh và Giả Tuấn Kiệt đầy trào phúng nhìn hai vợ chồng Dương Tiêu, giống như nhìn chằm chằm hai vai hề nhảy nhót. Két két két. Một giây sau, một chiếc xe Lamborghini vô cùng đẹp, giá trị hơn 10 triệu ngừng ở trước cửa Đường Nhân. Kim Đại Trung bụng phệ từ trên xe đi xuống. Mập mạp Kim nhìn thấy Dương Tiêu hắc hắc cười nói, ngài Dương, chiếc xe này không tồi chứ. Tôi vất vả lắm mới bắt được đến tay. Không tồi, Dương Tiêu cẩn thận đánh giá, gật gật đầu. Mập mạp Kim hào sảng nói, ngài Dương, tôi với cậu có duyên, chiếc xe này tặng cho cậu. Cái gì? Tặng cho Dương Tiêu. Nghe được lời này, vẻ mặt đắc ý của ba người Đường Dĩnh lập tức ngây ngốc. Những người ở đây không ai đoán trước được mập mạp Kim đến đây để tặng xe cho Dương Tiêu. Nếu tôi không nhìn lầm, chiếc xe này chắc hẳn là Lamborghini Veneno đúng không? Đường Hạo gian nan nuốt nuốt nước miếng. Cầm Giả Tuấn Kiệt rất nhanh nát đầy đất, gã cẩn thận đánh giá chiếc Lamborghini trước mắt, không thể tưởng tượng được, nói, là sự thật sao? Đúng thật là Lamborghini Veneno sao? Trời ạ, người này rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, ánh mắt Giả Tuấn Kiệt nhìn mập mạp Kim thay đổi hương vị. Không nghĩ đến. Lamborghini Veneno là siêu xe thể thao kỷ niệm được ra mắt bởi công ty ô tô Lamborghini Automobile tại Geneva Motor Show năm 2013. Quan trọng nhất là nghe đồn siêu xe thể thao kỷ niệm này trên toàn thế giới chỉ có 3 chiếc. Dù tính Giả Tuấn Kiệt xuất thân từ nhà giàu Đông Hải cũng không có được loại siêu xe thể thao dường như không xuất bản này nữa. Đường Dĩnh như bị sét đánh, nội tâm cô ta nhắc lên từng trận sóng to gió lớn. Dù thế nào cô ta không đoán trước được có một nhân vật lớn tặng cho tên phế vật Dương Tiêu này chiếc siêu xe thể thao có giá trị hơn 10 triệu. Tặng cho tôi, ngài Kim không nói đùa chứ? Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc. Ý tuy rằng Dương Tiêu không hiểu về xe lắm nhưng cũng nghe nói qua chiếc siêu xe thể thao này. Thời điểm tuyên bố năm đó chính là nhắc lên một sự oanh động lớn rất trên toàn thế giới. 3 triệu đồng euro, đổi thành nhân dân tệ, chính là tương đương với hơn 20 triệu nhân dân tệ lận đó. Kim Đại Trung không vui, nói, ngài Dương đây đang khinh thường mập mạp Kim tôi sao? Mập mạp Kim tôi là loại người có thể tùy tiện nói đùa sao? Đây là thông tin đăng ký chủ xe, trên đó toàn bộ là thông tin cá nhân của ngài Dương. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chiếc xe này là của cậu. Cái gì? Nghe được lời này, ba người Đường Dĩnh giống như ăn ruồi bỏ chết, cả người khó chịu. Vừa rồi bọn họ còn nhục nhã Dương Tiêu sử dụng chiếc xe cũ kỹ. Nháy mắt có nhân vật lớn đưa cho Dương Tiêu một chiếc siêu xe thể thao không xuất bản nữa hơn 20 triệu. Sự nghịch chuyển này xảy ra cũng quá nhanh đi. Đặc biệt là Giả Tuấn Kiệt, gã giống như gặp phải 100.000 điểm bạo kích tổn thương, khuôn mặt dần dần khó coi. Đây quả thực không khác gì một bàn tay vô hình hung hăng tát vào mặt gã, vô cùng đồ nghĩ đến vừa rồi gã còn tìm mọi cách khinh thường Dương Tiêu, giờ phút này nội tâm gã có bao nhiêu hỏng mắt. Làm ơn đi đại ca, vả mặt cũng không cần phải đánh như vậy chứ. Gã lái chiếc Ferrari 7-8 triệu, mà đối phương dùng chiếc siêu xe thể thao hơn 20 triệu. Sự chênh lệch giữa hai người, vừa xem đã hiểu ngay. Dương Tiêu thụ sủng nhược kinh nói, ngài Kim, anh thật sự là chú ý đến tôi quá rồi. Ngài Dương sao lại nói như thế? Mập mạp Kim tôi thích kết bạn,
nếu ngài Dương không ngại về sau tôi lập tức xưng cậu là em Dương. Mập mạp Kim rất hào sảng nói. Trên thực tế, chuyện Dương Tiêu bắt lấy được đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh mập mạp Kim đã biết được từ sớm tối hôm qua. Hai người dường như một trước một sau, mập mạp Kim chịu ủy thác của người khác đến nhà đấu giá nhà họ Cung hỏi thăm có thể điều động nội bộ, thương lượng giá cả hay không. Nhưng không đoán được, vừa mới đến, ông cụ Cung đã nói cho mập mạp Kim là đảo nhỏ đã được bán đi, mà người mua chính là Dương Tiêu. Điều này khiến mập mạp Kim khiếp sợ hỏng rồi. Nghe nói người đi vào đây với Dương Tiêu là thiếu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, Lý Minh Hiên. Ban đầu mập mạp Kim cho rằng Dương Tiêu chỉ là người rất có tài trong phương diện y thuật nhưng không đoán trước được Dương Tiêu còn quen biết với thiếu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải. Mập mạp Kim có thể sở hữu tài sản hơn chục tỷ, tất nhiên anh ta thông minh tuyệt đỉnh. Anh ta có thể cảm nhận được Dương Tiêu tuyệt đối không phải người thường. Sở dĩ ở rễ nhà họ Đường nhất định có lý do người thường khó có thể giải thích được. Buổi tối, video thứ nhất nổi như cồn ở trên Internet. Mập mạp Kim liếc mắt một cái đã nhận ra tiểu vương tử thổi sáo ở trong video chính là Dương Tiêu. Lập tức, vẻ mặt mập mạp Kim hoảng sợ. Có tài năng y thuật kinh thiên, xuất thần nhập hóa. Giá trị con người xa xỉ, ẩn nhẫn ở nhà họ Đường 5 năm. Quen biết con cháu thế gia như Lý Minh Hiên, tài năng thổi sáo cực đỉnh. Còn cứu mạng ông cụ Cung, được sự ưu ái của nhà họ Cung. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Dương Tiêu tuyệt đối không phải người thường, khẳng định có thân phận kinh người. Mập mạp Kim vô cùng nghi ngờ Dương Tiêu có phải con trai ngoài giá thú của nhà tài phiệt nào đó ở thủ đô không. Hơn nữa, trên người anh ta có bệnh kín, hy vọng Dương Tiêu có thể trị liệu cho anh ta. Hai ngày trước, anh ta đụng Dương Tiêu ở Thần Phong. Dương Tiêu mua xe tặng cho Đường Mộc Tuyết, như vậy khẳng định Dương Tiêu không có chiếc xe riêng thuộc về mình. Bởi vậy mập mạp Kim không tiếc số tiền lớn bắt lấy chiếc Lamborghini Veneno này. Trực giác mách bảo mập mạp Kim, nếu là kết bạn tốt với Dương Tiêu, khẳng định về sau kiếm không ít lợi ích. Anh Kim, vô công bắt thụ lộc, anh khiến em không biết nên nói gì mới tốt. Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Nghe được Dương Tiêu gọi mình là anh Kim, mập mạp Kim vui đến nở hoa. Đây biểu hiện cho việc Dương Tiêu nguyện ý kết bằng hữu với anh ta. Mập mạp Kim cười ha ha, nói, em Dương, yêu vợ không tệ chút nào nhưng đàn ông chúng ta ra cửa phải có mặt mũi. Chiếc xe này thật sự phù hợp với khí chất của em nên tặng cho em. Em dâu, người như em Dương vô cùng tốt, em thật là có phúc hưởng. Được mập mạp Kim khen, Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt. Quà đưa đúng chỗ, mập mạp Kim không hề do dự mà chào hỏi tạm biệt rồi rời đi. Dương Tiêu có thể cảm giác được mập mạp Kim này tất nhiên có việc muốn nhờ vả mình. Chẳng qua chỗ này quá nhiều người, anh ta không tiện mở miệng thôi. Đường Mộc Tuyết vô cùng chấn động, cô thật sự không đoán được có người sẽ tặng cho Dương Tiêu chiếc siêu xe thể thao sang quý như vậy. Người vừa rồi không phải là ngài Kim, Kim Đại Trung vô cùng nổi tiếng không? Đường Mộc Tuyết suy đoán nói. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, chắc hẳn là thế. Anh chỉ biết bây giờ người này đang bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Nghe vậy, Đường Hạo gân cổ lên kinh hô, sao có thể chứ? Tên mập mạp kia chính Kim Đại Trung, thương nghiệp cự nghiệt ở thành phố Trung Nguyên sao? Giống như nghĩ đến điều gì, sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm. Kim Đại Trung, sở hữu tài sản hơn chục tỷ, là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên. Anh ta đã từng ở trong đám đông nhìn qua người này. Không đoán trước được, người tặng siêu xe cho Dương Tiêu lại là Kim Đại Trung. Cái gì? Kim Đại Trung sao? Giả Tuần Kiệt cũng ngây ngốc. Gã nghe qua về sự tích của Kim Đại Trung, thập niên 90 xuống biển, nắm chắc được kỳ ngộ, làm ăn bằng ngọc thạch, kiếm đầy bồn đầy chén. Bây giờ trở lại thành phố Trung Nguyên chuyên môn làm ăn bằng sản phẩm bảo vệ sức khỏe, vẫn lửa lớn như cũ. Kim Đại Trung thích kết bạn kết bè, anh em của Kim Đại Trung có mặt ở mọi nơi. Giả Tuấn Kiệt tất nhiên nghe qua điều này. Nội tâm Đường Dĩnh nhắc lên sóng gió vạn trượng. Cô ta thật sự không nghĩ đến tên phế vật trước mặt này có thể kết bạn với nhân vật lớn như vậy. Đường Dĩnh vô cùng không cam lòng, loại cảm giác thất bại này thật sự rất khó chịu. Hừ, tặng cho anh một chiếc xe thì làm sao? Nhà họ Giả ở Đông Hải có lai lịch sâu rộng, loại siêu xe giống như vậy chỉ cần Tuấn Kiệt gật đầu không biết có bao nhiêu chiếc đâu. Đường Dĩnh hừ nói. Giả Tuấn Kiệt cũng tức giận bắt bình nói, đúng thế. Chiếc xe hơn 20 triệu trong gara nhà chúng tôi cũng có vài chiếc. Không đáng để kể chút nào. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết liếc nhìn nhau, lắc đầu cười cười. Đến bây giờ,
những người này vẫn còn muốn bảo vệ chút tự tôn đáng thương của mình. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lắc đầu cười nhạt, Đường Dĩnh căn chặt răng chỉ về phía Giả Tuần Kiệt, hài hước nói, Đường Mộc Tuyết, tôi nhớ rất rõ, từ nhỏ không phải cô đã thích thổi sáo sao. Nói thật cho cô biết, Tiêu Vương Tử thổi sáo nổi tiếng như cồn ở trên Internet hôm qua chính là Tuần Kiệt nhà tôi. Nghe vậy, lập tức thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết run lên. Cái gì? Người này chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo sao? Nhìn đến sắc mặt khiếp sợ của Đường Mộc Tuyết, Giả Tuấn Kiệt đĩnh đĩnh ngực, ngạo nghề nói, không sai, tôi chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo. Gã chính là Vương Tử thổi sáo sao? Nhìn vẻ mặt cảm giác ưu việt hơn người khác của Giả Tuấn Kiệt, Đường Mộc Tuyết không thể tưởng tượng bưng kín môi đỏ gợi cảm. Cô thật sự không thể tin tưởng tất cả mọi thứ trước mắt. Không thể không thừa nhận, video ngày hôm qua mang đến sự chấn động cực lớn đối với Đường Mộc Tuyết. Tiếng sáo du dương uyển chuyển khiến tâm trí cô hướng về. Dù sao Đường Mộc Tuyết đã từng nhiệt tình yêu thương yêu thích thổi sáo nhất. Thẳng đến hôm nay, sáo ngọc Đường Mộc Tuyết mua hồi trước cô vẫn vô cùng trân trọng. Đây giống như một người đam mê bóng rổ, nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Tâm trạng bàng hoàng này không thể diễn tả thành lời được. Nhưng mà Đường Mộc Tuyết chỉ đơn thuần để Tiểu Vương Tử thổi sáo trong video trở thành thần tượng của mình thôi, căn bản không mơ mộng quá nhiều. Đường Dĩnh như tìm được cơ hội phản kích, diễu võ dương oai nói, Đường Mộc Tuyết, cô không nghĩ đến chứ gì. Tuấn Kiệt nhà tôi chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo nổi tiếng trên mạng. Nhìn xem, Tuấn Kiệt nhà tôi ưu tú cỡ nào, nhìn lại Dương Tiêu xem, phế vật hơn cả phế vật nữa. Giả Tuấn Kiệt cũng nhìn thấy video nổi tiếng trên Internet tối hôm qua. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết khiếp sợ, Giả Tuấn Kiệt lập tức biết, chỉ sợ người phụ nữ tuyệt đẹp trước mặt này thích gã chính là Vương Tử thổi sáo sao. Nhìn vẻ mặt cảm giác ưu việt hơn người khác của Giả Tuấn Kiệt, Đường Mộc Tuyết không thể tưởng tượng bưng kín môi đỏ gợi cảm. Cô thật sự không thể tin tưởng tất cả mọi thứ trước mắt. Không thể không thừa nhận, video ngày hôm qua mang đến sự chấn động cực lớn đối với Đường Mộc Tuyết. Tiếng sáo du dương uyển chuyển khiến tâm trí cô hướng về. Dù sao Đường Mộc Tuyết đã từng nhiệt tình yêu thương yêu thích thổi sáo nhất. Thẳng đến hôm nay, sáo ngọc Đường Mộc Tuyết mua hồi trước cô vẫn vô cùng trân trọng. Đây giống như một người đam mê bóng rổ, nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Tâm trạng bàng hoàng này không thể diễn tả thành lời được. Nhưng mà Đường Mộc Tuyết chỉ đơn thuần để Tiểu Vương Tử thổi sáo trong video trở thành thần tượng của mình thôi, căn bản không mơ mộng quá nhiều. Đường Dĩnh như tìm được cơ hội phản kích, diễu võ dương oai nói, Đường Mộc Tuyết, cô không nghĩ đến chứ gì. Tuấn Kiệt nhà tôi chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo nổi tiếng trên mạng. Nhìn xem, Tuấn Kiệt nhà tôi ưu tú cỡ nào, nhìn lại Dương Tiêu xem, phế vật hơn cả phế vật nữa. Giả Tuấn Kiệt cũng nhìn thấy video nổi tiếng trên Internet tối hôm qua. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết khiếp sợ, Giả Tuấn Kiệt lập tức biết, chỉ sợ người phụ nữ tuyệt đẹp trước mặt này thích còn luôn luôn thích điệu thấp. Thật là quá buồn cười. Em dễ, em chính là Tiểu Vương Tử thổi sáo sao? Đường Hạo kinh hô. Giả Tuần Kiệt gật gật đầu, dường như nâng cao giọng nói, anh vợ, nhỏ giọng xuống, em không thích cao điệu đâu. Thổi sáo, Giả Tuần Kiệt sẽ không biết. Nhưng gã là cao thủ trong việc thổi sáo trong quan hệ giữa nam và nữ. Giờ phút này, trong lòng Giả Tuấn Kiệt quyết tâm, hôm nay gã buộc phải giả mạo người này rồi. Dù sao thân phận của Tiểu Vương Tử thổi sáo chưa cho hấp thụ ánh sáng. Nếu bản thân có thể giả vờ làm Tiểu Vương Tử thổi sáo, đưa đệ nhất mỹ nhân ở thành phố Trung Nguyên lên giường, không phải bản thân kiếm quá lời sao? Hiểu rõ, anh hiểu rõ rồi. Đường Hạo không ngừng phấn chấn giống như ăn thuốc kích thích vậy. Đường Hạo nghe nói, sau khi Tiểu Vương Tử thổi sáo rời đi đảo nhỏ ven Hồ Nhạn Minh, đi cùng với thiếu chủ Lý Minh Hiên của nhà họ Lý ở Đông Hải đi đến nhà đấu giá nhà họ Cung. Phân tích như vậy, lập tức chứng minh Tiểu Vương Tử thổi sáo và Lý Minh Hiên có quan hệ vô cùng tốt. Anh ta không vừa mắt Đường Mộc Tuyết lâu lắm rồi. Trong mắt Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết chính là bán thân thể mới có thể ký xuống hợp đồng hợp tác với nhà họ Lý ở Đông Hải. Người phụ nữ đẹp thì làm sao chứ? Có thể so được với tình nghĩa anh em sao? Ít nhất Đường Hạo thấy, chỉ cần Giả Tuấn Kiệt ra mặt, chuyển đổi người phụ trách hợp tác mới tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vừa lúc, mượn cơ hội này để bản thân xử lý Đường Mộc Tuyết, khiến Đường Mộc Tuyết hoàn toàn lăn ra khỏi Đường Nhân. Đường Hạo hưng phấn hỏi, nói như vậy, em dễ và thiếu chủ Lý Minh Hiên của nhà họ Lý ở Đông Hải quan hệ rất tốt đúng không? Anh vợ nói gì thế? Em và Lý Thiếu đều là người ở Đông Hải, còn cần thiết nhắc đến quan hệ sao? Giả Tuần Kiệt đắc ý nói.
Nhà họ Giả xuất thân từ Đông Hải, tất nhiên Giả Tuấn Kiệt cũng quen biết Lý Minh Hiên, cũng hiểu rõ số phận. Mà Giả Tuấn Kiệt quen biết Lý Minh Hiên nhưng không đại biểu cho việc Lý Minh Hiên rất thân quen Giả Tuấn Kiệt. Dù sao, Lý Minh Hiên là thiếu chủ gia tộc lớn nhất ở Đông Hải, mà nhà giàu thượng lưu ở khu vực Đông Hải vô cùng nhiều. Loại người chỉ biết ăn chơi đàng điếm ăn chơi trác táng như Giả Tuấn Kiệt, Lý Minh Hiên sẽ không nhìn nhiều hơn một cái. Thật tốt quá, vậy thì thật tốt quá. Đường Hạo tin là thật, thật sự cho rằng tiểu vương tử thổi sáo chính là Giả Tuấn Kiệt. Két 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 ngay vào giờ phút này, Lý Minh Hiên lái chiếc xe Rolls Royce Phantom ngừng ở trước cửa lớn đường nhân. Lý Minh Hiên là một người thông minh, từ lúc Đường Hạo tìm kiếm mình luôn miệng nói muốn đổi người phụ trách, Lý Minh Hiên đã biết nhóm người nhà họ Đường này khẳng định âm thầm chơi xấu, nhằm vào Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết là ai? Chính là người phụ nữ của Điện Hạ. Anh ta nhất định không ngồi chờ chết nên hôm nay, sau khi ăn sáng xong lập tức đi đến tập đoàn y dược Đường Nhân. Lý Minh Hiên biết rõ, nếu để đến lúc Dương Tiêu tìm mình xử lý, như vậy nghĩa là Dương Tiêu đã rất thất vọng với mình rồi. Thân là người bên cạnh Dương Tiêu, cần thiết phải xử lý chuyện xinh xinh đẹp đẹp trước khi Dương Tiêu mở miệng. Nhà họ Lý ở Đông Hải chính là gia tộc lớn nhất ở Đông Hải, dưới gối bố anh ta còn vài người con trai. Bởi vì lớn tuổi, được đến sự yêu thích của bố mình, cho nên Lý Minh Hiên mới có thể trở thành thiếu chủ nhà họ Lý, trên danh nghĩa là người thừa kế của nhà họ Lý. Nhưng Lý Minh Hiên vô cùng rõ ràng, mấy người em trai trong nhà mình, mỗi người không phải đèn cạn dầu gì cả. Bọn người trăm phương nghìn kế muốn đẩy mình lên vị trí người thừa kế. Mà Lý Minh Hiên cũng hiểu rõ, chỉ cần mình được Dương Tiêu tán thành, không ai có thể lay động vị trí của mình ở nhà họ Lý. Cho nên, một khi Dương Tiêu gặp phải phiền phức, Lý Minh Hiên sẽ ra mặt giải quyết đầu tiên, chỉ vì muốn được sự tán thành của Dương Tiêu. Nhìn thấy Lý Minh Hiên đã đến, Đường Hạo nói nhỏ giọng với Giả Tuấn Kiệt đang bành trướng, em dễ, anh vợ gặp một ít phiền phức. Đường Hạo kể từ đầu đến cuối mọi chuyện cho Giả Tuấn Kiệt, Giả Tuấn Kiệt hơi hơi ngạc nhiên. Đường Mộc Tuyết có cùng một chân với Lý Minh Hiên sao? Để gã đi mỏ miệng muốn Lý Minh Hiên sửa đổi người phụ trách hợp tác, chuyện này không phải quá khó khăn sao? Nhìn Giả Tuấn Kiệt không ngừng kiêng kỵ, Đường Hạo kinh, ngạc nói, em dễ, vừa nãy không phải em thổi phồng đấy chứ? Làm sao em có thể khoác lác được? Xem em này, Giả Tuấn Kiệt tức giận nói. Lúc này, Giả Tuấn Kiệt khổ thân chết vì sĩ diện. Gã không tin Lý Minh Hiên sẽ vì cô mà không cho gã nửa phần mặt mũi. Thật tốt quá, có em dễ trợ giúp, nhất định mình sẽ xử lý được tiện nhân Đường Mộc Tuyết này. Đường Hạo quá đỗi vui mừng. Giả Tuấn Kiệt hít sâu một hơi, căng ra đầu đi đến trước mặt Lý Minh Hiên, cố gắng nặn ra một nụ cười, Lý Thiếu, thật không nghĩ đến có thể ở Trung Nguyên gặp được anh. Cậu cần cái gì? Lý Minh Hiên nhíu mày hỏi thẳng. Giả Tuấn Kiệt hoàn toàn không đoán trước được Lý Minh Hiên sẽ trực tiếp như vậy, gã hơi ngượng ngùng nói, Lý Thiếu, tôi là thiếu chủ nhà họ Giả, Giả Tuấn Kiệt, lúc trước tôi đã từng gặp mặt anh rồi. Chuyện là thế này, công việc hợp tác giữa nhà họ Đường với nhà họ Lý, anh có thể thay đổi người phụ trách thành Đường Hạo hay không? Thay đổi thành Đường Hạo, Lý Minh Hiên khiếp sợ hỏi. Đúng vậy, cho tôi mặt mũi đi. Trong lòng Giả Tuấn Kiệt xác nhận Lý Minh Hiên sẽ không xé rách ra mặt với mình. Mọi người đều là người ở Đông Hải, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, không có khả năng khiến quan hệ trở nên gay gắt. Chát! Ngay sau đó, Lý Minh Hiên tức sủi bọt mép, giơ tay hung hăng tát một phát lên trên mặt già của Giả Tuấn Kiệt, nổi giận nói, cho cậu mặt mũi sao? Cậu xem mình là thứ gì? Cái gì? Nhìn thấy Giả Tuấn Kiệt bị tát một cái trên mặt không thương tiếc, trong mắt hai người anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh rất nhanh rơi nát đầy đạt. Giờ phút này, nhìn thấy người không có mắt Giả Tuấn Kiệt tiền đến gây hắn gây chuyện, mặt mũi Lý Minh Hiên sắp tức giận đến bốc khói. Bản thân tiến đến là muốn thông báo rõ ràng cho tập đoàn y dược Đường Nhân, hợp tác hai nhà anh ta chỉ nhận một mình Đường Mộc Tuyết, một khi thay đổi người, anh ta lập tức bội ước. Chỉ cần xé bỏ hợp đồng, anh ta sẽ tiến hành tạo áp lực với tập đoàn y dược Đường Nhân. Quan hệ lợi và hại này anh ta sẽ chỉ rõ ràng, chỉ vì để mọi người trong nhà họ Đường ý thức được tầm quan trọng của Đường Mộc Tuyết. Bây giờ, Điện Hạ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết cách đó không xa mình, tên ngu ngốc Giả Tuấn Kiệt này còn cầu tình vì Đường Hạo. Chẳng lẽ trong đầu người này toàn cứt thôi sao? Giả Tuấn Kiệt ôm mặt, hoảng sợ nói, Lý Thiếu, là tôi đây. Tôi là thiếu chủ nhà họ Giả ở Đông Hải, Giả Tuấn Kiệt đây. Lúc trước rõ ràng chúng ta đã uống rượu cùng nhau, chẳng lẽ anh không nhớ rõ tôi? Lý Minh Hiên tức giận,
dùng chân đá vào trên người Giả Tuấn Kiệt lần nữa. Anh ta hận không thể lập tức đánh chết tên oan hồn Giả Tuấn Kiệt này. Làm trò trước mặt điện ha, Diễu Võ Dương Oai, đây không phải là tìm đánh thì là cái gì? Tất nhiên anh ta nhận ra Giả Tuấn Kiệt đến từ nhà họ Giả ở Đông Hải. Nhưng một kẻ hèn nhà họ Giả trước mặt nhà họ Lý bọn họ tính là thứ gì? Đừng nói anh ta không cho Giả Tuấn Kiệt mặt mũi, cho dù là bố Giả Tuấn Kiệt đến đây, Lý Minh Hiên cũng khinh thường nể mặt. Đột nhiên Giả Tuấn Kiệt không kịp phòng ngừa, bị Lý Minh Hiên đạp một cái, té ngã ở trên mặt đất. Giả Tuấn Kiệt, cậu thích tìm chết đúng không? Lý Minh Hiên hung ác nói. Nhìn Giả Tuấn Kiệt, Lý Minh Hiên tức giận muốn chửi tục. Nếu là thay bằng việc khác, có lẽ anh ta dường như sẽ nể mặt Giả Tuấn Kiệt một chút. Nhưng muốn đổi người phụ trách hợp tác của nhà họ Đường, đây không khác gì xúc phạm điểm cuối cùng của Lý Minh Hiên. Rồng có vảy ngược, đụng vào ắt nổi giận. Nhìn thấy Giả Tuấn Kiệt bị đánh, Đường Hạo sợ đến mức giật cả mình. Anh ta nhìn về phía Đường Dĩnh hỏi, Đường Dĩnh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Em cũng không biết nữa. Đường Dĩnh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trong mắt Đường Dĩnh, Giả Tuấn Kiệt chính là thiếu chủ nhà họ Giả ở Đông Hải. Nhà họ Giả lại là nhà giàu thượng lưu ở, nhưng một kẻ hèn nhà họ Giả trước mặt nhà họ Lý bọn họ tính là thứ gì? Đừng nói anh ta không cho Giả Tuấn Kiệt mặt mũi, cho dù là bố Giả Tuấn Kiệt đến đây, Lý Minh Hiên cũng khinh thường nể mặt. Đột nhiên Giả Tuấn Kiệt không kịp phòng ngừa, bị Lý Minh Hiên đạp một cái, té ngã ở trên mặt đất. Giả Tuấn Kiệt, cậu thích tìm chết đúng không? Lý Minh Hiên hung ác nói. Nhìn Giả Tuấn Kiệt, Lý Minh Hiên tức giận muốn chửi tục. Nếu là thay bằng việc khác, có lẽ anh ta dường như sẽ nể mặt Giả Tuấn Kiệt một chút. Nhưng muốn đổi người phụ trách hợp tác của nhà họ Đường, đây không khác gì xúc phạm điểm cuối cùng của Lý Minh Hiên. Rồng có vảy ngược, đụng vào ắt nổi giận. Nhìn thấy Giả Tuấn Kiệt bị đánh, Đường Hạo sợ đến mức giật cả mình. Anh ta nhìn về phía Đường Dĩnh hỏi, Đường Dĩnh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Em cũng không biết nữa. Đường Dĩnh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trong mắt Đường Dĩnh, Giả Tuấn Kiệt chính là thiếu chủ nhà họ Giả ở Đông Hải. Nhà họ Giả lại là nhà giàu thượng lưu ở Đông Hải, theo đạo lý mà nói, Lý Minh Hiên không đến mức xé rách ra mặt với Giả Tuấn Kiệt. Trăm triệu lần không nghĩ đến, cảm xúc Lý Minh Hiên kích động như thế, cảm xúc cả người bạo ngược như vậy. Đường Hạo nuốt nước miếng, tiền lên hỏi, Lý Thiếu, cậu ta chính là tiểu vương tử thổi sáo đấy. Không phải hai người là bạn tốt hay sao? Tiểu vương tử thổi sáo. Lý Minh Hiên đột nhiên ngẩn ngơ, anh ta bỗng nhiên nghĩ đến Dương Tiêu thổi sáo trên đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh trong cơn mưa to ngày hôm qua, lại nghĩ đến video nổi tiếng trên Internet. Lý Minh Hiên hoàn toàn hiểu được, thằng nhóc này lấy tên tuổi của Dương Tiêu, giả mạo tiểu vương tử thổi sáo. Giờ khắc này, nghe được lời nói của Đường Hạo, Giả Tuấn Kiệt sởn tóc gáy, ước gì lộng chết Đường Hạo. Bản thân là giả mạo, nghe đồn tiểu vương tử thổi sáo và Lý Minh Hiên quen biết mà Đường Hạo lại nói như vậy. Chuyện gã giả mạo tiểu vương tử thổi sáo không phải tự sụp đổ sao? Đường Hạo kinh hãi nói, Lý Thiếu, chẳng lẽ không phải sao? Lý Minh Hiên liếc mắt khinh thường nhìn Giả Tuấn Kiệt, khinh bỉ nói, tiểu vương tử thổi sáo. Chỉ bằng cậu ta, phụt. Lý Minh Hiên nhổ một ngụm nước miếng trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán Giả Tuấn Kiệt rào rạt rơi xuống. Má Đường Hạo, thứ đồ chơi hố cha này, lúc này ông đây bị, mày hại thảm rồi. Nghĩ đến Giả Tuấn Kiệt dám giả mạo Dương Tiêu, Lý Minh Hiên càng tức giận không thể nguôi. Anh ta bước một bước xa, tiếp theo đó dùng chân đá lên trên người Giả Tuấn Kiệt, phẫn nộ nói, thứ khốn nạn, giả mạo tiểu vương tử thổi sáo đúng không? Rất sảng khoái đúng không? Rất đắc ý đúng không? Giả Tuấn Kiệt đâu dám phản kháng, ôm đầu không dám đánh trả. Nhà họ Giả bọn họ ở trước mặt nhà họ Lý chính là một đứa em trai. Nếu hôm nay đắc tội Lý Minh Hiên, nhà họ Giả bọn họ có thể sẽ tiêu đời. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi không dám giả mạo Lý Thiếu nữa. Giả Tuấn Kiệt vội vàng xin lỗi. Nghe những lời Giả Tuấn Kiệt nói, Đường Hạo như gặp phải sấm sét giữa trời quang, cả người đều muốn sụp đổ. Vốn tưởng tên Giả Tuấn Kiệt này là vương giả, ai mà ngờ gã ta lại là thanh đồng gì. Giả Tuấn Kiệt khóc không ra nước mắt, đã giả heo ăn thịt hổ không thành rồi, cuối cùng còn tự mình biến thành con heo. Việc này khiến Giả Tuấn Kiệt buồn bực mãi không thôi. Cho dù Giả Tuấn Kiệt đã xin lỗi, Lý Minh Hiên vẫn đánh cho Giả Tuấn Kiệt một trận ê người, đánh gã ta thành cái đầu heo. Trong lòng Lý Minh Hiên, việc dám giả mạo Dương Tiêu Điện Hạ là một chuyện không thể tha thứ được.
Dương Tiêu cười nhạt nói, Mộc Tuyết, em thấy chưa? Gã này chính là một tên giả mạo, không cần phải để ý đến gã. Đường Mộc Tuyết nhìn giả Tuấn Kiệt mặt mũi sưng vù hết cả lên, thầm cảm thấy chán ghét cực kỳ. Thế mà lại dám giả mạo thần tượng của mình, khiến người khác buồn nôn. Gã này là giả mạo thì cái tên tiểu vương tử thổi sáo thật kia đang ở đâu? Đường Mộc Tuyết tự lắm bẩm với mình. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu bỗng hơi khó chịu trong lòng. Ể bã xã mình lại đi nhớ thương một thằng đàn ông khác, lòng Dương Tiêu như bị đổ cả lọ ngũ vị vào, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dương Tiêu quyết định, đợi sau này sẽ bảo Lý Minh Hiên tra thử xem cái gã được gọi là tiểu vương tử thổi sáo ấy rốt cuộc là thần thánh phương nào, rồi sẽ sai người hành hung gã đó một trận. Dám khiến bà xã nhà mình nhớ thương như thế, đúng là không thể tha thứ được. Nhưng Dương Tiêu hoàn toàn không biết rằng bản thân tức đến bốc hỏa nên lú lẫn hết cả lên, cái gã được mệnh danh là tiểu vương tử thổi sáo chính là anh. Giả Tuần Kiệt run rẩy đứng dậy, nhìn về phía Lý Minh Hiên, Lý Thiếu à, tôi sai rồi, tôi không dám giả danh người khác nữa, anh cứ xem tôi như quả rắm xịt đi. Lúc này, giả Tuấn Kiệt đã hối hận đến phát điên. Vốn định giả mạo một chút trước mặt anh em nhà họ Đường, không ngờ trộm gà không thành còn mắt nắm gạo, việc không xong thì cũng thôi, còn đắc tội với Lý Minh Hiên. Chỉ tiếc là, thế giới này cũng không bán thuốc hồi hận. Lý Minh Hiên nhìn về phía Dương Tiêu, trên mặt Dương Tiêu chẳng có biểu cảm gì. Lý Minh Hiên giữ dằn chừng giả Tuấn Kiệt, giận đùng đùng nói, sau này đừng để tôi thấy cậu giả thần giả quỷ nữa. Cút! Vâng, cảm nhận lửa giận bừng bừng của Lý Minh Hiên. Giả Tuấn Kiệt còn không dám thở mạnh. Trông thấy giả Tuấn Kiệt như một đứa cháu trai nhỏ đứng trước mặt Lý Minh Hiên, sắc mặt Đường Hạo cứng đỏ, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Sao Đường Dĩnh có thể để giả Tuấn Kiệt tùy tiện rời đi thế được, cô ta sải bước rộng bắt lấy cánh tay giả Tuấn Kiệt, vội vàng nói, Tuấn Kiệt, anh đi đâu? Phải biết, vì muốn trèo lên cành cây cao này mà cô ta đã trao thân cho giả Tuấn Kiệt luôn rồi. Nếu bây giờ giả Tuấn Kiệt bỏ đi thì chẳng phải công sức cô ta bỏ ra như lấy giỏ trúc múc nước, tan như bọt xà phòng sao? Đường Dĩnh mơ cũng muốn được vào nhà quyền thế, nếu giả Tuấn Kiệt không cần cô ta nữa thì chẳng phải cô ta sẽ biến thành một con đàn bà hư hỏng, một trò hề đấy sao? Giả Tuấn Kiệt cực kỳ tức giận, nếu không vì hai anh em Đường Hạ và Đường Dĩnh này thì gã cũng sẽ không mắt mặt đến thế, càng không phải đắc tội với Lý Minh Hiên. Bốp 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 bốp, giả Tuấn Kiệt tức hồn hề ền. Vung tay tát thẳng mấy bạt tai vào mặt Đường Dĩnh, cái đờ ti mẹ nhà cô, hai anh em các cô đều bị đần hết cả à. Đường Dĩnh, cô thật sự cho rằng tôi thích cô hay sao? Tôi chỉ chơi đùa với cô mà thôi, thế mà cô lại xem là thật, cút ra. Giả Tuần Kiệt giận dữ quát mắng ầm lên, hất tay Đường Dĩnh ra, leo lên chiếc Ferrari bỏ chạy trối chết. Trông thấy Giả Tuần Kiệt chật vật bỏ chạy, Đường Dĩnh như bị sét đánh, trợn tròn mắt, ngây cả người. Lúc này, một nỗi tuyệt vọng nồng đậm xốc thẳng lên đầu cô ta, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều vứt bỏ mình rồi. Chơi đùa thôi sao? Chỉ là chơi đùa thôi sao? Nhớ lại những khi giả Tuấn Kiệt thỏ thẻ bên tai cô ta những lời dỗ dành ngon ngọt, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy mỉa mai đến thế. Quả nhiên, nhà quyền thế vô tình, con cháu nhà quyền thế lại còn vô tình hơn. Vốn muốn xem trò cười của Đường Mộc Tuyết, không ngờ cuối cùng bản thân lại trở thành trò hề đáng cười nhất. Nhìn cảnh giả Tuấn Kiệt chật vật bỏ chạy, Đường Dĩnh thất vọng, mất mát. Trái tim cô ta như bị dao cắt, cảm thấy như món đồ chơi mình yêu thích nhất bị người khác cướp đi trắng trợn. Loại cảm giác này quá khó để chấp nhận, như thể cô ta đã đặt mình vào đàn tế rồi lại bị người ta vô tình đẩy ra khỏi đây. Nhớ lại trước đây cô ta còn tưởng tượng ra cảnh mình trở thành phu nhân nhà giàu, trên mặt Đường Dĩnh ngập tràn cay đắng. Đường Hạo càng ngơ ngác hơn, anh ta ý thức được rằng mình đã gặp rắc rối rồi. Vì bản thân anh ta ngu xuẩn nên khiến cơ hội leo lên cành cao của em gái cứ thế mà đi. Đều tại anh, Đường Dĩnh đỏ mắt, căm tức nhìn Đường Hạo. Mặt Đường Hạo đầy vẻ kinh hoàng, anh ta nuốt nước bọt một cái rồi vội vã nói, Dĩnh Dĩnh, sao anh biết được thằng cô hồn đó đang nói khoác chứ? Còn nữa, vừa rồi em cũng nghe thấy rồi đấy, thằng cô hồn này là cái loại chuyên lừa gạt tình cảm, nó chơi bời với em đấy, vừa hay nhân chuyện này cũng thấy rõ được bộ mặt thật của thằng cặn bã đó. Đường Hạo vội vàng giải vây cho mình, em gái Đường Dĩnh luôn một lòng muốn gả vào nhà giàu, cơ hội tốt như thế mà lại bị mình phá hoại, Đường Dĩnh không nổi cơn điên mới là lạ đấy. Đường Mộc Tuyết lắc đầu, không thương hại tình cảnh của Đường Dĩnh chút nào. Cô thường hay đi khai thác thị trường, gặp được rất nhiều thiếu gia ăn chơi. Những tay con nhà giàu này chỉ biết ăn chơi đàng điếm,
đùa dốn tình cảm của người khác, chỉ có loại người muốn gả vào nhà giàu lại ngớ ngắn như Đường Dĩnh mới đi tin giả Tuấn Kiệt. Lại cộng với những hành vi, hành động của Đường Dĩnh, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng không có chút đồng tình nào. Mặt Dương Tiêu không chút biểu cảm, loại người nịnh hót như Đường Dĩnh, anh không buồn để ý. Không lâu sau, bà nội Đường bước vào cổng chính công ty. Sao Lý Minh Hiên lại đến đây? Bà nội Đường trông thấy Lý Minh Hiên đứng bên cạnh Dương Tiêu thì con ngươi vô thức co rút lại. Hôm nay bà ta đến để tước đoạt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết tại tập đoàn y dược của nhà họ Đường, nếu lỡ như Lý Minh Hiên chen ngang ngay lúc này sẽ khiến bà ta khó bề hành sự. Cho dù như thế nào, bà nội Đường đều hạ quyết tâm muốn giao sản nghiệp nhà họ Đường cho Đường Hạo. Dù sao, Đường Hạo mới là cháu nội trai của bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa con gái như Đường Mộc Tuyết nắm giữ quyền khống chế quá lớn việc trong nhà. Người già thành tỉnh, bà nội Đường chần chừ một chút nhưng vẫn nhanh chóng xuống xe, tôn kính đi đến trước mặt Lý Minh Hiên, nói, chào Lý Thiếu, sao cậu lại đến đây? Dù Lý Minh Hiên chỉ mới 25, 26 tuổi, còn bà nội Đường đã một bó tuổi. Nhưng, trước thực lực tuyệt đối, bà nội Đường không dám bắt kính trước mặt Lý Minh Hiên chút nào. Lý Minh Hiên nhẹ nhàng nói, bà Đường, nếu tôi không đến thì có phải cô Đường đây sẽ bị các vị trục xuất khỏi nhà họ Đường hay không? Cảm nhận được cơn tức giận từ Lý Minh Hiên, bà nội Đường sợ đến run hết cả người. Cậu Lý à, sao cậu lại nói như thế? Mộc Tuyết là đứa trẻ tài cao của nhà họ Đường chúng tôi, chỉ là hai ngày nay quả thực có hiểu lầm Mộc Tuyết. Hôm nay chân tướng đã rõ ràng, người xấu đã phải nhận sự trừng phạt, bà già này đã đích thân xin lỗi Mộc Tuyết. Khoản hợp tác với nhà họ Lý vẫn sẽ do Mộc Tuyết phụ trách như cũ. Bà nội Đường toát mồ hôi lạnh, nói. Khí thế của Lý Minh Hiên quá mạnh, cực kỳ bức người, bà nội Đường bị dọa đến phát sợ. Bà ta còn muốn trông cậy vào lần hợp tác này để đưa nhà họ Đường như cá vượt thác, ghi tên vào giới nhà giàu của thành phố Trung Nguyên, sao dám đắc tội với Lý Minh Hiên chứ? Sắc mặt Đường Hạo trắng bệch nhưng cũng chẳng dám nói gì. Trước mặt Lý Minh Hiên, anh ta chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Chỉ sợ mở miệng ra sẽ chọc giận Lý Minh Hiên. Ồ, thật sao? Lý Minh Hiên bật ra một tiếng kinh ngạc, nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, cô Đường này, bà cụ Đường nói có đúng không? Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Đường Mộc Tuyết càng tức nhưng không có chỗ xả. Rõ ràng Đường Hạo đã vụ oan cho bọn họ, Dương Tiêu phải vất vả lắm mới lấy được chứng cứ chứng minh hai người trong sạch, thế mà bà nội Đường chỉ qua loa hai ba câu cắt một tháng tiền lương của Đường Hạo. Chuyện này khiến Đường Mộc Tuyết tức giận không nhẹ. Chỉ là, bà nội Đường dù sao cũng là bà nội của cô, Đường Mộc Tuyết cũng không tiện nói thêm gì cả. Mộc Tuyết, cháu nói sự thật cho Lý Thiếu đi. Bà nội Đường nhìn cô bằng ánh mắt khẩn nài. Tâm địa Đường Mộc Tuyết vốn thiện lương quá mức, cô thầm hít sâu một hơi rồi nói với Lý Minh Hiên, Lý Thiếu, đúng thật chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, bây giờ đã giải quyết xong rồi. Hy vọng anh đừng tức giận, sau này tôi sẽ phụ trách tốt việc hợp tác giữa hai nhà chúng ta. Đúng thế, đúng thế. Bà nội Đường vội chen lời phụ họa. Lý Minh Hiên chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu rằng Đường Mộc Tuyết không muốn làm to chuyện lên, rồi lại nhìn qua Dương Tiêu. Dương Tiêu gật nhẹ một cái với Lý Minh Hiên. Lúc này Lý Minh Hiên mới nhìn về phía bà nội Đường, nghiêm túc nói, bà Đường này, bà nhớ cho kỹ, lần này chúng tôi lựa chọn hợp tác với Đường Nhân là vì cô Đường đây, nếu các người dám tự tiện thay đổi người phụ trách hạng mục một lần nữa thì đừng trách tôi không nể mặt mũi của nhà họ Đường các người, hừ. Nói rồi Lý Minh Hiên nghênh ngang bỏ đi, vốn không buồn để ý đến vẻ mặt khó coi của đám người nhà họ Đường. Thấy Lý Minh Hiên bảo vệ Đường Mộc Tuyết như vậy, ý nghĩ muốn tước lại quyền lực của Đường Mộc Tuyết trong đầu bà nội Đường càng thêm kiên định hơn. Nếu có Lý Minh Hiên nâng đỡ, quyền lực của Đường Mộc Tuyết sẽ ngày một lớn mạnh, có khi sau này Đường Mộc Tuyết sẽ đè lên đầu lên cổ bà ta thì phải làm sao? Chuyện như thế này, bà nội Đường chắc chắn không thể để nó diễn ra. Đường Hạo tức giận. Bất bình nói, bà nội, Lý Minh Hiên này thật là quá đáng mà, không biết lễ độ, đúng là ghê tởm, sớm muộn gì cái thằng cô hồn đó cũng sẽ bị cháu dẫm dưới chân. Đúng thế ạ, tên Lý Minh Hiên này tốt xấu gì cũng xuất thân từ nhà quyền quý nhất Đông Hải, sao lại không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế chứ? Có biết nói chuyện với người lớn hơn hay không? Một đám người dòng chính của nhà họ Đường đều căm phẫn trong lòng, lên tiếng phụ họa sau khi Lý Minh Hiên bỏ đi. Lúc Lý Minh Hiên ở đây, đám người đó cứ nhu thuận như con cháu. Còn sau khi Lý Minh Hiên đi, đám người đó lại bắt đầu chửi rủa đủ kiểu. Bà nội Đường hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Mộc Tuyết.